tôn thượng, thuộc hạ không nghĩ tới mà lại ở mấy năm sống, còn có thể gặp lại ngài một mặt. Diệp thần rất muốn cắt đứt hắn, hắn hiện tại bất quá là lau một cái thần niệm linh hồn, sớm đã coi như là vãng sinh người. Bất quá xem hắn một bộ lão lệ tung hoành dáng vẻ, thủy chung là tại tim không đành lòng, chỉ có thể yên lặng nhìn về phía huyết thần. Lúc này huyết thần trong mắt giật mình, không hề so bọn họ hai người thiếu. Ngươi biết ta? Huyết thần xem Diệp thần và Kỳ Tư Thanh đều ở đây xem hắn, chỉ có thể nhắm mắt nhìn về phía cái này tạm thời thay đổi thái độ thần niệm linh hồn. Tôn thượng, ngài thế nào rồi? Là không nhớ lão hủ sao? Ông già sắc mặt rồn rập, nói chuyện cũng đổi được lưu loát liền rất nhiều. Ta có một số việc, cũng không nhớ nổi, huyết thần ngượng ngùng nói, cái này ông già trước lại là dưới tay mình. Đối với cái này một gốc trí nhớ, hắn là một chút ấn tượng cũng không có. Quỳ rạp dưới đất ông già, nghe được lời này, tựa hồ có chút đau bệnh tim thủ, nhìn về phía huyết thần ánh mắt tràn đầy bi thương. Vậy ngài là không nhớ chúng ta huyết thần cung liền sao? Huyết thần nghe được mấy chữ này, nhíu mày một cái, ở đó vô số bóng sáng hình ảnh bên trong, hắn thật giống như thấy qua vậy mấy chữ. Gặp qua vậy vô cùng là nguy nga tường thành, còn có ở đó cung điện bên trên quanh quẩn kên kên. Vô số thỏa thích thích hí ban đêm, vô số huyết thần cung đệ tử hội tụ ở trên quảng trường, vậy ngập trời khí sát phạt, vậy trên đời uống một mình cởi mở tùy ý. Hắn thật giống như không nhớ, lại thích xem toàn bộ đều nhớ. Tôn thượng, gặp hắn không trả lời, vậy thần niệm linh hồn lần nữa kêu. Huyết thần tiền bối bị hành hạ vạn năm, thần thức có chút hỗn loạn, chuyến này chính là vì muốn tìm về mình trí nhớ. Diệp thần giải thích, hắn cũng không muốn để cho cái này ông già quá nhiều bức bách huyết thần. Là thuộc hạ gấp gáp, ông già hiển nhiên cũng biết mình trước khi thái độ hơi quá gấp gáp. Lúc này nhìn về phía huyết thần ánh mắt đổi được kính sợ mà khiếp đảm. Không có sao, ngươi nếu thủ hạ ta, liền nói cho ta nói ta chuyện trước kia. Ông già gật đầu liên tục, năm đó ngài thành lập huyết thần cung, thuộc hạ liền đi theo ngài cỡ đó, một mực theo ngài chinh chiến bốn phương. Vậy ào ào quân phạt ý, tựa hồ ở đúng cái ngôi sao bên trong cũng có thể biết được. Không có thua trận, chúng ta huyết thần cung rất nhanh liền đứng vững vàng chân cùng. Ở nơi này toàn bộ thiên nhân vực, đều là hướng nhìn bằng nửa con mắt tồn tại, cho dù là một ít mãi mãi trường sinh lão tông môn, cũng không thể không cho chúng ta ném cành ô liu. Cho đến có một ngày, không biết ngài lấy được phương đó thực lực muốn đặt, cùng đi dò thăm một nơi cấm địa. Dò thăm cấm địa, huyết thần nhíu mày một cái, hắn chút nào không nhớ nổi đoạn này chuyện cũ. Ừ, lần này dò thăm không biết đối phương là như thế nào hứa hẹn ngài, hoặc là có như thế nào nguy hiểm. Ngài đi một mình, thậm chí không có cho chúng ta lưu lại chỉ nói phiến ngữ giao phó. Cho đến sau đó qua mấy tháng, ngài máu trong vắt trở lại huyết thần cung, bị thương nặng trước đó chưa từng có. Ông già bi thương hai tròng mắt, lúc này trùng điệp ra tràn đầy lửa giận. Ta chờ huyết thần cung tám đại trưởng lão, dốc hết trọn đời máu tươi huyết nguyên, mới đưa ngài cứu về một chút tức giận. Mà nhưng vào lúc này, lại có vô số thế lực đồng thời bao vây huyết thần cung. Nói để cho ngài giao ra thần vật. Thần vật, Diệp thần cau mày, chẳng lẽ huyết thần hấp dẫn những thứ này cừu hận, là bởi vì là hắn mang ngọc mắc tội. Đúng, lúc ấy ngài trọng thương chưa lành, chúng ta huyết thần cung nghiêng hắn tất cả, đem ngài đưa đến an toàn chi địa, tám đại trưởng lão nghèo hắn chọn đời lực, toàn lực bảo vệ huyết thần cung, cuối cùng vẫn là không có thể thay đổi bị diệt môn hậu quả, 14.300 tên đệ tử, toàn bộ vẫn thân. Huyết thần hai tròng mắt bên trong hiện ra căm giận ngút trời, lúc đầu hắn cùng những thế lực kia tới giữa lại có lớn như vậy oán phẫn. 14.300 tên đệ tử. Máu rầm rề 14.300 cái tánh mạng à. Tôn thượng, ngài không cần nổi nóng, ngài khôi phục sau đó, một người sách trường kích, đem tất cả tham dự diệt môn ta huyết thần cung thế lực từng cái thiêu phiên, tất cả thanh niên tài tuấn, toàn bộ bởi vì ngài mà mất tiền đồ. Kỷ Tư Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Bằng sức một mình thiêu phiên tất cả thế lực. Như vậy tồn tại, đơn giản là nghịch thiên tồn tại. Sau đó, chúng thần cuộc chiến liền bắt đầu, người đi trước chinh chiến, lúc ấy từng đối với ta nói qua, có lẽ đối với người ngoài mà nói là hẳn phải chết cuộc chiến, nhưng là đối với ngài mà nói, nhưng là cơ duyên cực lớn. Diệp thần nhìn về phía ông già, hắn vậy như vậy thành khẩn ánh mắt, không giống như là nói láo, nếu huyết thần có này một câu. Vậy có phải hay không ý nghĩa hắn tham gia chúng thần tiền chiến, thì có thể biết mình sẽ trở thành là bất tử bất diệt thân.
Huyết thần chỉ là yên lặng nghe, có chút xuất thần nhìn phương xa. Về sau nữa, ngài vẫn không có trở về, ta liền dựa theo ngài lúc đó sai khiến, tìm được cái này cấm địa. Lại không nghĩ rằng lầm chúng vậy ma sát khí, mất mạng ở chỗ này. Không nhìn ra à, cái này một vòng, lại là chính ngươi bố trí. Khúc Trầm Vân chơ cháo không cười nói, nhìn về phía huyết thần con mắt tràn đầy phúng gai. Kỷ Tư Thanh vậy muốn nói điều gì, nhưng thấy được Diệp Thần hướng nàng nháy mắt. Lúc này, huyết thần tiếp thụ quá nhiều tin tức, cần một người yên lặng một chút, có lẽ lời của lão giả này, có thể làm cho huyết thần khôi phục nhất định trí nhớ. Vô số hình ảnh bóng sáng lóe lên ở huyết thần thức hải bên trong, lúc này ở lão giả kia sắp xếp dưới, lại dần dần tạo thành một đạo vô cùng là thuận sướng mạch lạc. Vậy đi qua một màn xuất hiện lần nữa ở huyết thần thức hải bên trong, cũng không lại bạo loạn, mà lại yên lặng chiếu phim trước, giống như là để cho chính hắn kỷ niệm nửa đời trước như nhau. Đi đôi với vậy 14.300 tên đệ tử mất mạng, huyết thần khóe mắt lộ ra một giọt long lanh trong suốt nước mắt. Vô luận nhiều ít năm trôi qua, huyết thần cung đệ tử chết thảm, là trong lòng hắn lớn nhất ác mộng. Tiền bối. Diệp Thần nhìn huyết thần như vậy bi thương thần thái, ngài khôi phục nhớ. Huyết thần gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu, ta chỉ khôi phục một phần nhỏ trí nhớ. Đó đã là cực tốt, Diệp Thần khuyên lơn. Huyết thần bi thương sau này, thần sắc nhưng đổi được ngưng trọng, nhìn về phía Diệp Thần đổi được vô cùng là thận trọng. Diệp Thần, ta đã từng nói muốn đi theo ngươi, hôm nay xem ra là không được. Diệp Thần có chút nghi ngờ, làm sao huyết thần mới vừa khôi phục trí nhớ, thì phải cách mình đi. Tiền bối, đây là vì sao? Huyết thần cung đã hủy, thù oán ngài vậy tự mình báo. Ta nhớ tới năm đó những thế lực kia vì sao phải đuổi giết ta, thẳng đến huyết thần cung. Huyết thần trong giọng nói mặt tràn đầy tiếc nuối, năm đó mình một khoang cô dũng, từ lấy là vạn thế vô địch, trong một đêm trở thành trong mắt của tất cả mọi người đinh. Là bởi vì là cái gì đó thần vật. Kỷ Tư Thanh chen miệng nói, mới vừa lão giả kia nói, nàng nhưng mà từ đầu tới đuôi cũng nghiêm túc lắng nghe. Ừ, năm đó ta ở đó cấm địa bên trong, không có dựa theo trước ước định, mà là đem thần vật kia làm của riêng, huyết thần cung mối họa, có thể nói là ta một tay tạo thành. Diệp Thần gật đầu, nếu như hắn đoán không lầm mà nói, thần vật kia hẳn cùng huyết thần hôm nay bất tử bất diệt thân có liên quan. Hôm nay, thần vật vẫn ở chỗ cũ ta nơi này, cho nên trừ trước chúng ta gặp phải cái này ba cái thế lực, còn có vô số, có lẽ càng cường đại hơn thế lực, đang nhìn chằm chằm ta. Ta không muốn để cho ngươi bỗng dưng dính dấp đến đoạn nhân quả này bên trong. Diệp Thần nhưng lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, ta cũng sớm đã tham dự vào. Nhưng nếu không có ta, người có lẽ còn ở Vẫn Thần Đảo bên trong, căn bản không sẽ lần nữa hạ xuống, đây đã là ta ngươi nhân quả, hơn nữa, đã ít nhất có ba phe thế lực biết ta tồn tại, ta đã sớm muốn tránh cũng không được. Không nghĩ tới, hay là đem ngươi dính dấp đi vào. Huyết Thần thở dài, sâu kín nói, mười phần buồn tim. Tiền bối cần gì phải than thở, bất quá chỉ là một ít bất nhập lưu thế lực, vạn năm trước ngươi có thể một người giết mặc bọn họ. Vạn năm sau đó, cộng thêm ta, còn sợ bọn họ không được. Huyết thần do dự mấy giây, chỉ có thể nói cũng phải. Nếu những cái kia rác rưởi cửa còn không có ăn đủ máu rầm rề dậy bảo, đuổi chịu chết, vậy chúng ta thành toàn cho bọn họ. Nhưng mà thần vật kia kết quả là cái gì? Kỷ Tư Thanh nghi ngờ hỏi nói, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho như thế nhiều thế lực mơ ước. Khúc Trầm Vân lúc này vậy làm bộ như không thèm để ý chút nào thiên chuyển thân thể một chút. Tựa hồ vậy muốn biết vậy kết quả là cái gì? Huyết thần lộ ra một người vô cùng là mịt mờ mỉm cười, chuyện này nhân quả không tốt dính, các ngươi tốt hơn không nên biết. Kỷ Tư Thanh chỉ có thể hậm hực gật đầu, nàng cũng biết, có Khúc Trầm Vân tại chỗ, huyết thần là tuyệt đối sẽ không đem thần vật tình huống tiết lộ ra ngoài, lúc này không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ vậy nhìn về phía Diệp Thần, hy vọng đối phương có thể nói cho nàng. Diệp Thần nhưng cũng chỉ là khẽ gật đầu, trong này nhân quả phức tạp, người thân là thượng cổ nữ võ thần, tốt hơn không nên biết. Kỷ Tư Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể xóa bỏ, Khúc Trầm Vân thấy vậy, cũng biết bọn họ ba người bất quá là chẳng muốn ngay trước mình mặt thảo luận, nhưng cũng không muốn cúi đầu hỏi, cũng sẽ không cưỡng cầu. Tôn Thượng, thuộc hạ đã ở ngôi sao này bên trên ở nhờ liền rất lâu, trận pháp vừa vỡ, thuộc hạ tối hậu một chút thần niệm linh hồn, vậy sắp biến mất. Huyết thần gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần,
ngươi là luân hồi chi chủ, độ hóa hắn một đoạn đường, như thế nào? Diệp Thần gật đầu liên tục, lục đạo luân hồi bàn đã hiện lên. Tôn thượng, ở ngôi sao này bên trong, có to lớn cơ duyên, ngài đi lấy được, có lẽ đối với ngài khôi phục thực lực có trợ giúp. Ông già nói xong, cả người đã tiêu tán ở tinh thần bên trên. Luân hồi bàn đem vậy cuối cùng lau một cái thần niệm linh hồn thu vào trong đó, vô tận độ hóa khả năng hiện ra hết không thể nghi ngờ, trong thoáng qua hắn đã đưa vào luân hồi chuyển thế bên trong. Ta đã độ hóa liền hắn, tin tưởng hắn đời sau nhất định bình an vui mừng, Diệp Thần thở dài, hắn biết lúc này chân chính để cho huyết thần lo lắng cũng không phải là trước mắt ông già, mà là vậy 14.300 tên đệ tử vong linh. Chỉ tiếc, người mất như vậy phu, đã sớm đi xa, hắn không cách nào độ hóa vạn năm trước chết vong linh. Kỷ Tư Thanh suy nghĩ một chút, môi đỏ mỏng khẽ mở, huyết thần tiền bối, ngài cũng không cần khổ sở, có lẽ cái này cũng là của bọn họ nhân quả. Bất quá nếu có thể thay bọn họ làm cũng đã làm, thà quyến luyến không thôi, không như bầu trời tự tại. Bầu trời tự tại, huyết thần nghe được Kỷ Tư Thanh an ủi, trong lòng cũng là rất được an ủi. Ừ, lão kia người nói tinh thần bên trong có duyên, nếu chúng ta tới, sao không dò xét một phen. Kỷ Tư Thanh nói sang chuyện khác, thậm chí còn nghịch ngợm hướng Diệp Thần nháy mắt. Diệp Thần sáng tỏ, đúng vậy, huyết thần tiền bối, vừa tới chỗ này. Sao không xem vậy cơ duyên là cái gì? Huyết thần gật đầu một cái, ngôi sao này chỗ sâu tựa hồ bao quanh thứ gì, để cho hắn mơ hồ có chút kích động. Ở ngôi sao kia chỗ sâu, bốn người đi nhanh hướng ngôi sao kia chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, Kỷ Tư Thanh ánh mắt sắc bén, ở một nơi hồng quang thịnh nhất địa phương, thấy được hai luồng chùm ánh sáng, quang thúc kia tản ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Vô số thần ma hơi thở sở ngưng tụ chung một chỗ chùm ánh sáng. Lúc này thật chặt bọc lại đồ vật bên trong. Diệp Thần bốn người đến, tựa hồ đối với cái này chỗ sâu không gian sinh ra một ít ảnh hưởng, toàn bộ không gian trở nên có chút rung động bất an. Chú ý, Diệp Thần thấp giọng nhắc nhở, bởi vì càng đến gần cái này cùng thần thông cơ duyên, càng sẽ có một ít thủ hộ linh thú bỏ lổm ngổm ở bốn phía mắt lom lom. Bốn người bước chân cũng không tự chủ thả nhẹ, thậm chí đều không tự chủ được ngừng thở. Lấy vô cùng là chậm rãi tốc độ đi về phía vậy chớp sáng. Vô số máu tanh ma khí, biến ảo thành vô tận thần ma đồ sộ xem, nguy nga cao vút ở hai bên, lẳng lặng nhìn bốn người chậm rãi đi vào vậy chớp sáng. Những thần ma này đồ sộ xem, hai tròng mắt giống như mang máu âm hồn, ngưng mắt nhìn bốn người khoảng cách vậy chớp sáng càng đi càng gần. Oanh! Một đoàn quang bạo từ một tôn đồ sộ xem trong tay ném về phía Kỷ Tư Thanh. Rồi sau đó lại là một đoàn, lại một đoàn. Kỷ Tư Thanh Chu Tước hư ảnh biểu hiện, vội vàng thoát đi cái này quang bạo chỗ ở không gian, rút người ra lui về phía sau. Ở nàng thối lui trong nháy mắt, tất cả quang bạo chỉ như vậy ngưng, lại cũng không có công kích nàng. Đây là không để cho ta vào. Kỷ Tư Thanh nhìn không có bị bất kỳ công kích nào ba người, có chút nghi ngờ. Ngay tại nàng vô cùng là kinh ngạc thời điểm. Hiệu quả như nhau vây quanh quang bạo lần nữa tập kích hướng Khúc Trầm Vân. Khúc Trầm Vân không giống nàng như vậy lui về phía sau nhưng, ngược lại chưa từng có từ trước đến nay hướng vậy hai luồng chùm ánh sáng đi. Bất quá thân hình của nàng nhưng càng ngày càng chậm, trên mình bị quang bạo càng ngày càng nhiều, giữa không trung bên trong một tôn tôn to lớn hư ảnh, trong tay quang bạo lực, giống như không có khô kiệt thời điểm, liên tục không ngừng hướng nàng đánh đi. Khúc Trầm Vân mắt lộ ra hung sắc, tiếp tục như vậy. Nàng căn bản không có biện pháp tiếp xúc tới quang thúc kia, chớ đừng nói bắt được đồ vật bên trong. Mọi thứ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui trở về không có gặp phải quang bạo vị trí. Chẳng lẽ quang thúc kia bên trong đồ là nhận chủ? Diệp Thần trong lòng yên lặng suy đoán, bước chân nhưng cùng huyết thần như nhau, từng bước hướng quang thúc kia đi tới. Ngay tại bọn họ sắp tiếp xúc tới quang thúc kia ngay tức thì, chùm ánh sáng bên trong lôi cuốn đồ, hóa là hai đạo lưu mang. Ngay tức thì tiến vào hai người thân thể. Kỷ Tư Thanh khá là cảm thán nói, khó trách sẽ xua đuổi ta ngươi hai người, cái này chùm ánh sáng bên trong người, là nhận chủ à? Khúc Trầm Vân liếc liếc về miệng, cũng không nói lời nào. Diệp Thần chỉ cảm thấy được quang thúc kia bên trong vật thể trực tiếp hòa tan ở mình toàn thân bên trong, giờ phút này hắn cảm thấy thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng đã đạt đến đỉnh phong. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Điều chỉnh mình khí huyết, lúc này hắn cả người kỳ kinh bát mạch tới giữa đạt tới một loại cường thịnh quang cảnh,
cùng mấy đạo luân hồi thần mạch tới giữa sinh ra loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được liên thông. Nếu như mượn lúc này cái loại này huyền diệu đạo nguyên quy luật, một lần hành động đột phá nhất tầng thiên, cũng rất có chắc chắn. Diệp thần cũng không đoái hoài tới cái gì, đổi lại trong cơ thể luân hồi huyết mạch, toàn lực ứng phó tiến hành tăng lên. Mà cùng hắn cùng bị truyền thừa huyết thần, giờ phút này vậy cảm giác được mình trạng thái thật tốt. Nguyên bản bởi vì trước kia bị tâm ma nơi xâm nhập thức hải, giờ phút này vậy bởi vì có cái này cao nhất huyền diệu đạo nguyên nơi thấm nhuần, toàn bộ thức hải rộng rãi vô cùng, thậm chí để cho hắn mơ hồ thấy được mình công pháp toàn cảnh. Những cái kia còn bị núp ở chỗ sâu trí cao rất sâu thực lực, tựa hồ đang chậm rãi lộ ra dấu vết. Có lẽ có thể thừa dịp này cơ hội, khôi phục lại một phần chia thực lực. Dẫu sao thân trong lòng thần vật kia, tất nhiên sẽ gặp bị rất nhiều thế lực đuổi giết. Nếu như mình hơn khôi phục một phần, Diệp thần nguy hiểm cũng chỉ thiếu một phần, hắn thật sự là không muốn để cho Diệp thần bỗng dưng bị hắn liên lụy. Nghĩ đến đây, huyết thần liền cả người ngồi xếp bằng, vô cùng đậm đà huyết mạch lực, đem hắn cả người gói lại, giống như ngồi ở ngọn lửa bên trong. Ngươi phải đi. Kỷ Tư Thanh nhìn Khúc Trầm Vân xoay người hình bóng, hỏi. Làm sao, ngươi lấy là ta cấp cho bọn họ hai người hộ pháp sao? Khúc Trầm Vân lạnh lùng nói. Nếu như đổi thành từ trước, ta nhất định thừa dịp lúc này hoàn toàn giết luân hồi chi chủ. Kỷ Tư Thanh im lặng, nàng biết đi qua nàng hai người đánh một trận, Khúc Trầm Vân thái độ đã yếu dần liền rất nhiều, nhưng là vậy xa không đến được hoàn toàn buông xuống kẽ hở. Lúc này phải đi, nàng nhưng thật ra là có thể hiểu. Ừ, ngôi sao này cổ quái vô cùng, ngươi lúc rời đi, vạn sự chú ý. Khúc Trầm Vân cánh mũi hơi động một tí. Nhỏ không thể nghe được phát ra một giọng nói, rồi sau đó, cả người đã biến mất ở đó nồng đậm xương máu bên trong. Kỷ Tư Thanh nhìn bởi vì nàng rời đi mà run run lao nhanh xương máu, nhàn nhạt nói, thật giống như quan tâm một tí, cũng không có khó như vậy mà. Nhưng mà, ngay tại nàng lời nói vừa dứt lúc đó, dị biến nổi lên. Khặc khặc, một tiếng mười phần thâm độc nụ cười vang khắp. Rồi sau đó, một đạo khá là nho nhã thân thể. Ở màu máu xương mù dày đặc bên trong hiện ra, bất ngờ chính là nho tổ đệ tử Cuồng Sinh. Cuồng Sinh trên đầu tơ lụa phiêu mang, ở đó trong gió phiêu vũ, bộ dáng kia cùng hắn phát ra âm hiểm thanh âm quỷ mị, giống như không hề là cùng một người. Ngươi là người nào? Kỷ Tư Thanh trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ đề phòng, bất thình lình người, rõ ràng người tới không tốt. Thượng cổ nữ võ thần, Cuồng Sinh trong tay chợt lóe lên lôi đình pháp tắc. Tựa như cùng là một cái mười phần linh hoạt tiểu ngư, ở hắn ngón tay tới giữa tới lui nhảy. Ngươi biết ta, Kỷ Tư Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, trong trí nhớ của nàng tựa hồ không có nhân vật số một như vậy. Nể tình ngươi là thượng cổ nữ võ thần phân thượng, hôm nay là ta cùng huyết thần tên kia ân oán giữa, ngươi như không nhúng tay vào, ta liền không giết ngươi. Cuồng Sinh sau lưng đại đao, tản ra thần quang lấp lánh sấm sét vẻ, vậy cuồng bạo huyết sát oai ngưng tụ ở trong đó. Giống như đao mang như nhau, lộ ra tinh tinh vẻ. À, Kỷ Tư Thanh lộ ra một cái biểu tình cười mỉa, nhìn về phía Cuồng Sinh diễn cảm, tràn đầy ý sâu dài. Ngươi không muốn, Cuồng Sinh sắc mặt âm trầm, nồng đậm ý uy hiếp, toàn bộ chèn ép đến Kỷ Tư Thanh trên mình. Ngươi còn không có nói ngươi là người nào, có lẽ ta biết, cũng sẽ không nhúng tay. Kỷ Tư Thanh giống như một con tiểu hồ ly vậy, đáy mắt lưu chuyển ra lau một cái nụ cười giảo hoạt. Nàng ít nhất phải nghĩ biện pháp biết người này thân phận. Ha ha, ngươi nếu muốn biết, ta là được toàn ngươi. Ta là nho tổ đệ tử, Cuồng Sinh. Ngươi rời đi bây giờ, ta lấy nho tổ danh nghĩa bảo đảm, tuyệt sẽ không chu diệt ngươi. Cuồng Sinh nhìn Kỷ Tư Thanh, mặc dù liếc nhìn cô gái này trong mắt vậy một chút giảo hoạt, nhưng là, nàng dẫu sao là thượng cổ nữ võ thần, sau lưng dính dấp thế lực cùng nhân quả cũng không có như thế đơn giản. Hắn không muốn để cho hắn vào huyết thần tới giữa chuyện, bỗng dưng sinh ra rất nhiều rắc rối. Dẫu sao trước vậy cốt ma quật đệ tử, chính là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa ví dụ, vốn là muốn trông cậy vào hắn trở về rời cứu binh, có thể làm cho cốt ma quật vào huyết thần lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới, người kia không biết bởi vì duyên cớ nào, lại một đi không trở lại. Hôm nay huyết thần đang đột phá thời kỳ mấu chốt, là hắn xuất thủ tuyệt cao cơ hội. Kỷ Tư Thanh mặc dù chỉa vào thượng cổ nữ võ thần danh hiệu, dẫu sao mới vừa hồi phục trí nhớ không có thời gian bao lâu, đối với hắn cái này nho tổ đệ tử thân truyền, toàn bộ nho tổ thần điện chung đô coi là hàng đầu yêu nghiệt đệ tử,
vậy không phải là một cấp bậc. Nho Tổ, Kỳ Tư Thanh nhíu mày một cái, nàng đương nhiên là nghe qua Nho Tổ danh hiệu, vị kia thế gian lưu tồn tuyệt thế cường giả. Huyết thần tay trung thần vật rốt cuộc là cái gì, có thể dẫn được lớn như vậy có thể khuynh lực đuổi giết cùng hắn. Bớt nói nhảm đếm, hoặc là mau tránh ra, hoặc là chết. Huyết thần vậy khoanh chân bóng người, vạn năm không có biến hóa chút nào mặt mũi, để cho cuồng sinh vậy bạo ngược tim đổi được nóng bỏng, nóng bỏng. Đã nhiều năm như vậy, huyết thần tên này lại vẫn sống được thật tốt. Hắn lửa giận trong lòng đằng 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 lăn lộn, tay cầm đao cánh tay lúc này lại bắt đầu không tự chủ được rung rung. Cuồng sinh trong mắt giống như bắn ra ngọn lửa vậy, hung hãn nhìn chằm chằm huyết thần, ánh mắt giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén, đem sử tử lăng trì. Kỳ Tư Thanh thấy hắn như vậy, sắc mặt lạnh lùng ngăn ở huyết thần và diệp thần trước mặt. Muốn giết bọn họ, trước qua ta cửa ải này. Xem ra ngươi là hồ đồ ngu xuẩn, không kịp đợi tìm chết. Cuồng sinh cảm thụ Kỳ Tư Thanh trên mình đổi được cuồng bạo vô cùng sát phạt một trong, không hổ là xuyên qua thiên vạn giới nữ võ thần hơi thở, lúc này nội tâm cũng là ngưng trọng tới cực điểm, nàng dẫu sao là thượng cổ nữ võ thần, vô thượng tồn tại. Kỳ Tư Thanh mắt đẹp ác liệt, bước liên tục bước ra, nhất thời gian, thiên địa sấm sét, bát hoang nếp sống, vô cùng vô tận phong lôi cuồng bạo, bốn phía hỗn loạn. Ta đến muốn xem là ai tự tìm cái chết. Kỳ Tư Thanh giận quát một tiếng hướng về phía cuồng sinh bạo giết tới, sau lưng nàng, nổi lên một đạo cổ xưa lại thần bí nữ võ thần hư ảnh, khoáng đạt, bàng bạc, thật lớn, coi trời bằng vung, nghịch thiên vô địch. Kiếm tới. Trên bầu trời, Kỳ Tư Thanh khẽ quát một tiếng, Chu Tước Phi Hà châm phá giết ra, hóa thành một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này, phía trên in phi hà đám mây, có các loại tiên linh huyền khí, mênh mông hồng mông khí lưu chuyển, bưng thụy bất phàm. So với đơn thuần Chu Tước kiếm, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Kỳ Tư Thanh một kiếm đâm ra, bầu trời cũng đang nứt nẻ, hủy thiên diệt địa mũi nhọn dường như muốn chặt đứt năm tháng vậy, ầm ầm bổ về phía cuồng sinh. Oanh! Thiên địa rúng động, Kỳ Tư Thanh chém trên cuồng sinh trong nháy mắt, liền cảm thấy đáng sợ giam cầm lực hiện lên, để cho nàng đều đang nửa điểm vùng vẫy không được, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Là sắc bén, uy nghiêm tới cực điểm lôi đình pháp tắc lực. Vô biên lôi đình pháp tắc bọc ở cuồng sinh trường đao bên trên. Phá! Cuồng sinh trong tay trường đao, tựa hồ là từ trong hư không hạ xuống lôi đình vô tận, lúc này toàn bộ tràn ngập ở nó trên thân hình, hóa là một chuôi toàn thân đỏ thẫm, oánh oánh như ngọc trường đao, lăng không rạch một cái, vạch ra một đạo vô cùng tia sáng chói mắt. Suy rồi! Đao kiếm va chạm, vô số sấm sét quang bạo ở trong này nổ bể ra. Thậm chí đem vậy nồng đậm màu máu sương mù dày đặc cũng lấy khí sóng vẻ nổ xa, lộ ra ngôi sao này chỗ sâu vậy sâu thẳm hang. Cuồng sinh chiêu thức vô cùng là bá đạo bức người, điện thiểm lôi minh tới giữa cuồng bạo chiêu thức đã ùn ùn kéo đến hướng Kỳ Tư Thanh đánh sâu vào tới đây. Dù cho có Chu Tước thần dực, là Kỳ Tư Thanh cung cấp trước đó chưa từng có di động khởi động, nhưng là ở cuồng sinh trước mặt, cái này duy nhất ưu thế, tựa hồ cũng không có để cho Kỳ Tư Thanh giảm bớt đối địch áp lực. Kỳ Tư Thanh nhìn một cái Diệp Thần và Huyết Thần, phát hiện thời khắc này Diệp Thần chân mày xít sao nhíu lại, trên đầu đều là tầng mồ hôi mịn, hẳn là ở mấu chốt thời gian. Bỏ mặc như thế nào, nàng coi như là liều chết vậy sẽ bảo vệ Diệp Thần. Kỳ Tư Thanh cháy máu tươi, vận dụng nữ võ thần hư ảnh, phá giải phần lớn thế công, nhưng còn có một phần nhỏ công kích, hung hăng tập sát tới. Phốc xích, Kỳ Tư Thanh khóe miệng tràn ra một chút đỏ bừng máu tươi. Mặt đẹp phát trắng, được to lớn đánh vào. Ha ha ha, xem ra cái này thượng cổ nữ võ thần, cũng bất quá là nói qua thật ra thì thôi. Nguyên bản còn ít nhiều có chút kiêng kỵ cuồng sinh, lúc này lộ ra một nụ cười. Hắn thần sắc cuốn lên, hận không được lập tức đem cái này Kỳ Tư Thanh giết chết, sau đó thừa dịp này cơ hội, trực tiếp đem mấy người này toàn bộ đánh chết. Không, Kỳ Tư Thanh lắc đầu một cái, thần sắc kiên định nhìn cuồng sinh. Coi như chỉ có nàng một cái, vậy sẽ thể bảo vệ Diệp Thần. Chân trời bên trong, vô tận sấm sét ý, hội tụ ở cuồng bạo trường đao bên trên. Kỳ Tư Thanh thê lương nhắm hai mắt lại, cái này tràn đầy sấm sét quang bạo lực trường đao, nàng biết, mình căn bản không tiếp nổi. Ngươi trốn không thoát, cuồng sinh khóe miệng nhếch một cái lạnh lùng độ cong. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Mạng nàng là ta, một tiếng mười phần lạnh lùng thanh âm. Từ trong huyết vụ giết ra.
Màu bạc chiến giáp va chạm ra thẳng 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 tiếng kim loại, trong tay Thanh mang trường đao tản ra vô cùng hủy diệt sát phạt, trực tiếp đỡ Cuồng Sinh trường đao. Đang! Hai chuôi trường đao giờ phút này đụng nhau, phát ra oanh thiên chấn động đất tiếng vang. Tỷ! Kỷ Tư Thanh nghe được động tĩnh, mở ra đóng chặt hai tròng mắt, không nghĩ tới lại là Khúc Trầm Vân ở nơi này chờ thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu tánh mạng của nàng. Hai tỷ muội vắt ngang liền mấy vạn năm kết đế, lúc này vậy không chống nổi máu thịt thân tình cái này bốn chữ. Khúc Trầm Vân trước mặc dù nói là sẽ không bảo vệ Diệp Thần và Huyết Thần, nhưng là vậy cuối cùng không yên tâm Kỷ Tư Thanh một người canh giữ ở chỗ này. Dẫu sao Huyết Thần dính dấp đến thế lực, so bọn họ tưởng tượng còn muốn hung tàn hơn. Khúc Trầm Vân, người cũng muốn quản ta Nho Tổ Thần Điện sự việc sao? Cuồng Sinh sắc mặt lạnh lẽo, so với cái này chuyển thế Kỷ Tư Thanh, hắn đối với Khúc Trầm Vân nhưng là biết, những cái kia cùng Huyết Thần có bất kỳ nhân quả dấu vết người, hắn một cái cũng sẽ không quên. Ta bỏ mặc ngươi muốn làm sao, nàng, ngươi không thể động. Khúc Trầm Vân thanh âm trầm thấp, nhưng không chút nào xem Kỷ Tư Thanh một mắt. Mặc dù nàng từ đầu tới đuôi không có nói qua bản thân có biết bao quan tâm cái này cùng mình đối nghịch nhiều năm như vậy muội muội, nhưng lại dùng mình hành động thực tế yên lặng trợ giúp Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh nhìn trong hư không, cùng Cuồng Sinh địa vị ngang nhau Khúc Trầm Vân, trong lòng nóng lên, các nàng thủy chung là máu nồng tại nước. Ngươi là ngu sao, còn không cùng tiến lên. Khúc Trầm Vân nhìn Kỷ Tư Thanh vậy mặt đầy ấm áp cùng cảm động, vội vàng thúc giục, cái này Cuồng Sinh không phải người bình thường, năm đó thực lực đã rất mạnh, hôm nay lại trải qua vạn năm lắng đọng, có Nho Tổ như vậy đời này tài chỉ rõ, thực lực cảnh giới đã sớm xưa không bằng nay. À, Kỷ Tư Thanh liền vội vàng gật đầu, thân hình đã lật bay ra, sau lưng Chu Tước hư ảnh thay đổi gào thét. Trong nháy mắt, Cuồng Sinh bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, đáng sợ đánh vào cuộn sạch mở, trong hư không sấm sét lấy vạn quân thái độ lại lần nữa hỗn loạn. Mà Kỷ Tư Thanh nhận ra được cái này lau một cái hỗn loạn, ánh mắt càng thêm kiên định, cố đè xuống vậy một chút tình cảm chập chờn, thu hồi chuyển hướng Khúc Trầm Vân gò má, Chu Tước phi kiếm đột nhiên trôi lơ lửng trước người. Lấy thần hóa kiếm, Chu Tước hàng thân, Kỷ Tư Thanh một tiếng gầm lên, bầu trời lại lần nữa dâng lên Chu Tước hư ảnh, cùng lúc đó, vô tận xích kim quang mang bao phủ xuống. Kỷ Tư Thanh thân thể giờ phút này bộc phát ra vô tận mũi nhọn, phía trên nghiền ép xuống lôi đình lực đều bị cắt kim loại hỗn loạn. Giờ khắc này, Kỷ Tư Thanh giống như hóa thân là kiếm, mượn Chu Tước lực, phải lấy mình thân thể thi triển phi kiếm tuyệt kỹ, đây là vô cùng đại khí phách, cũng là Kỷ Tư Thanh đang trong chiến đấu cảm ngộ. Trong hư không bên kia, Khúc Trầm Vân màu bạc chiến giáp bên trên, đã là ác liệt ý định giết người. Thanh Loan hai cánh tản ra nhìn bằng nửa con mắt vạn vật thần quang, nàng giữa trán dần dần dâng lên quang vòng, giống như là toàn bộ minh mông tới giữa duy nhất ánh sáng. Trên bầu trời, vô tận Thanh Loan thanh minh hạo nhiên khí rơi xuống xuống, đè đổ bầu trời dung nhập vào Khúc Trầm Vân trong thân thể, vô tận thiên đạo hơi thở vậy dung nhập vào vậy trong thân thể. Khúc Trầm Vân cầm trường đao tay, tràn ngập lên một tầng thanh sáp sợi bông sương mù, hóa là một đạo lưu quang dung nhập vào trường đao bên trong. Trong nháy mắt, hủy thiên diệt địa, chấn áp vạn cổ trường đao đao mang bộc phát ra, chiếu sáng sơn hà, khiếp sợ hoàn vũ, cuồng bạo vô cùng vô địch hơi thở mãnh liệt ra. Cái này một đao, so với trước đó Khúc Trầm Vân cùng Kỷ Tư Thanh quyết đấu lúc hơn nữa cuồng bạo hơn nữa vô địch, đây là tụ hợp nàng toàn bộ thực lực một đao, trực tiếp để cho thiên địa biến sắc, sơn hà văng tung tóe. Cuồng Sinh diễn cảm thay đổi, hai nữ liên hiệp sau thực lực, để cho hắn mơ hồ có chút sợ. Sấm sét vạn quân đao. Chu vi trăm cây số bên trong hư không, bắt đầu ngưng tụ ra vô tận lôi đình lực, biến ảo là từng chuôi dao nhọn, mang dễ như bỡn khí lực, trực tiếp từ phía trên chém chết tới đây. Ánh đao kiếm ảnh, sấm sét vạn quân, không thể địch nổi cuồng bạo thái độ, đem đúng cái ngôi sao chỗ sâu cũng bao phủ lên lòe lòe lôi quang. Phá cho ta. Kỷ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân mặt mũi bên trong không có vẻ sợ hãi, kiếm trong tay cùng đao, cấp tốc bay múa, hóa ra một cái lại một cái đao kiếm hoa, đem vậy từ trên xuống dưới sấm sét đao mang, từng cái đánh bay. Mà hai người lại là vô cùng ăn ý đồng thời xuyên qua vậy tầng tầng lôi trận, trực tiếp lao nhanh đến Cuồng Sinh trước mặt. Đao kiếm ánh sáng ngưng tụ, Cuồng Sinh rốt cuộc vậy để không đỡ nổi vậy mãnh liệt công kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại là thình thịch nổ tung. Vô số xúc mục kinh tâm giống như rãnh vậy thâm thúy vết thương hiện lên, chảy máu như trụ,
ngay tức thì hóa thành một cái người máu. Cuồng Sinh sắc mặt lạnh lùng, trên mình vô số vết máu ở một đao một kiếm đánh vào dưới, hóa là từng luồng mùi máu tanh, tràn ngập ở đúng cái ngôi sao chỗ sâu. Ngươi còn không dự định xuất thủ không? Vô cùng tức giận thanh âm, hướng một khối lớn tiếng trách mắng. Ha ha ha, rốt cuộc nghĩ đến ta à, ta còn lấy là một mình ngươi có thể đối phó đây. Thánh niệm vậy thiếu đánh thanh âm rốt cuộc vang lên, hai người bọn họ nhiệm vụ vốn là hiệu quả như nhau, thánh niệm đi tới ngôi sao này thời gian, cũng không có so Cuồng Sinh trễ bao lâu. Nhưng là lại có thể một mực buồn bực không yết hầu nhìn Cuồng Sinh dần dần rơi vào phía dưới, hai người quan hệ, tựa hồ cũng không phải là như vậy hòa hợp. Ngươi nếu không ra, liền vĩnh viễn không nên ra ngoài. Kỷ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là không tưởng tượng nổi, thời gian dài như vậy, các nàng hai người hoàn toàn không có cảm giác được người thứ sáu hơi thở. Vậy đột nhiên xuất hiện người đàn ông, mặc trên người trước càng bá đạo hơn âm lãnh sức lực trang, đang chậm rãi từ Cuồng Sinh đối với phương hướng, chậm rãi đi ra. Nếu như vậy, vậy ta liền thuận tay giúp ngươi giải quyết đi. Thánh niệm vui vẻ cười to trước, hai tay bên trong tụ tập vô cùng ngang ngược sấm sét chiến ý. Thực lực của người này, không kém chút nào tại Cuồng Sinh. Khúc Trầm Vân có chút lo âu nói, xem ra Nho Tổ đối với huyết thần tay trung thần vật, chí ở tất được. À, Kỷ Tư Thanh có chút lo âu nhìn về phía ngồi xếp bằng ngồi huyết thần và diệp thần, trong lòng khẽ nhúc nhích, giờ phút này đã là thời điểm mấu chốt nhất, vô luận như thế nào nàng đều không thể để cho diệp thần chịu ảnh hưởng. Khúc Trầm Vân nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, nói, vô luận là cái này nhất thế vẫn là đời trước, luân hồi chi chủ liền như thế trọng yếu sao? Kỷ Tư Thanh khẽ lắc đầu một cái, không nói gì, ở nàng trong lòng, đời trước luân hồi chi chủ đối với Khúc Trầm Yên tầm quan trọng, cùng cái này nhất thế diệp thần đối với nàng Kỷ Tư Thanh tầm quan trọng, là giống nhau. Hai vị tiểu mỹ nhân, ta là Nho Tổ đệ tử, thánh niệm. Thánh người nào đó mười phần thương hương tiếc ngọc, nếu như ngươi hai người bó tay chịu trói, ta có thể tha các ngươi, ta thánh niệm cung còn là thiếu mấy vị ấm áp giường người đẹp. Hừ, Kỷ Tư Thanh hừ một cái. Người này vượt quá âm lệ còn rất giàu mỡ háo sắc. Hừ, Khúc Trầm Vân trong tay trường đao lộ ra giữ tợn mặt mũi, quanh thân tản ra màu xanh lá cây huỳnh quang giống như là tới từ địa ngục u minh quỷ khí vậy, hướng thánh niệm trực tiếp cuộn sạch đi. Khúc Trầm Vân một tiếng giống giận, màu xanh lá cây thanh minh trường đao ầm ầm ra, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, Phật xuyên thủng chư thiên vạn giới, đâm rách vô tận hoàn vũ, chặt đứt dòng sông thời gian dài. Vượt qua vạn cổ khoảng cách, ngay tức thì hạ xuống ở thánh niệm trước mặt. Ở nơi này vô tận giận dữ đao mang hạ xuống lúc đó, thánh niệm giống như là cảm thấy tử vong uy hiếp, vô tận sát khí bao phủ ở tự thân, tựa như rơi vào vô biên địa ngục. Khúc Trầm Vân cái này một đao thật sự là quá mức đáng sợ, tựa như vượt qua vô số thời gian tới, hủy diệt thiên địa bá đạo một đao, căn bản không cách nào ngăn trở. Thánh niệm tâm thần chấn động để gặp. Khóe miệng nhưng quỷ dị lộ ra lau một cái màu máu nụ cười, đối thủ càng mạnh, hắn càng hưng phấn khó nén. Khúc Trầm Vân đao rất nhanh, nhưng là thánh niệm chiêu thức cũng không chậm. Sẽ ở đó đao mang sắp tiếp xúc tới thánh niệm trong nháy mắt, một cái móng vuốt to lớn, lại từ trong hư không chỗ sâu, trực tiếp đem đao mang kia toàn bộ nhận lãnh tới. Sấm sét căn nguyên thú. Khúc Trầm Vân mặt lộ thán phục. Không nghĩ tới Nho Tổ lại có thể đào tạo như vậy một cái triệu năm khó gặp kỳ tài ngút trời, có thể ở sấm sét hủy diệt trên đường tu ra mình căn nguyên thú, thật sự là quá mức nghịch thiên. Bất quá, khá tốt, hắn căn nguyên dị thú chỉ là mới vừa ngưng tụ mà thành, cũng không thể phát huy căn nguyên thú toàn bộ uy năng. Thánh niệm thời khắc này khí thế nhưng càng phát ra khoáng đạt, giống như một tôn cao nhất nắm giữ, một tôn chấn áp vạn cổ vô địch chí tôn. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn về phía Khúc Trầm Vân, hăm hở nói, xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Vậy sấm sét căn nguyên thú thể bên trên, ngưng luyện ra vô số căn nguyên chân nguyên khí, giống như quy luật lực vậy, hóa là cả người khôi giáp, làm cho này căn nguyên thú hư hóa thân thể tăng lên càng bền bỉ phòng ngự lực. Thánh niệm một bộ khá là tự tại hình dáng, nhìn xa xa Kỷ Tư Thanh cùng Cuồng Sinh chiến cuộc, khóe miệng lộ ra một chút lạnh như băng nhiệt độ. Mọi người đều là nói Nho Tổ thần điện đôi yêu nghiệt, là hắn cùng Cuồng Sinh. Nhưng thực, so sánh với Cuồng Sinh một mực khốn tại tư tưởng, hắn đã sớm đem hắn xa xa vùng ở sau lưng. Khúc Trầm Vân sau lưng to lớn thanh loan hư ảnh hiện lên, trừ đi ánh sáng đẹp lung linh thanh vũ ra,
còn có 6 cái lấp lánh rực rỡ sinh linh đá quý, đó là nàng ở nơi này ngàn vạn năm tới giữa đổ sộ đại cơ duyên. Cái này 6 cái sinh linh đá quý tượng trưng cho 6 loại vô cùng ngang ngược lực lượng cường đại, hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập vào tay nàng ở giữa thanh minh trường đao bên trong. Chém, lập, quyết. Vậy trường đao cua múa, một đạo vô cùng ngang ngược đợt khí, hướng sấm sét căn nguyên thú đi. Một tiếng thanh loan dài tiếng khóc, thê lương cực kỳ tiếng kêu rên ở bên tai vang khắp. Sấm sét căn nguyên thú chỉ là căn nguyên dị thú, cũng không thật thể, không chút nào bị thanh loan minh tiếng ảnh hưởng. Thánh niệm trong lòng từ đầu đến cuối trong sạch vô cùng, trong tay kết ấn, căn nguyên thú lấy hư không thân thể, trực tiếp tiếp nhận cường hãn này ánh đao. Phốc, căn nguyên thú thân hình không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng Khúc Trầm Vân bắt đi, một cái móng to, ở nàng màu bạc chiến giáp bên trên, lấy ra từng đạo dấu vết. Vậy ngang ngược nguy cơ, để cho Khúc Trầm Vân tim cuồn cuộn, một hơi đỏ bừng máu tươi phun ra. Tỷ, không có Khúc Trầm Vân trợ giúp. Mặc dù cuồng sinh trước đã mất đi phần lớn sức chiến đấu, nhưng Kỷ Tư Thanh một người ứng đối vẫn là có chút cố hết sức. Lúc này thấy Khúc Trầm Vân lại bị thánh niệm đánh tới hộc máu, trong lòng căng thẳng, lại cũng trúng cuồng sinh sau lưng đánh lén. Nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, một đôi máu đỏ trong mắt đột nhiên mở ra. Đồng thời, Diệp Thần vậy bao quanh luân hồi ý cặp mắt cũng là mở ra. Người đối thủ là ta. Vô cùng đậm đà máu tanh sát khí từ huyết thần trên mình bốc hơi lên ra, hắn khí tức cả người đã tràn đầy vô cùng cường hãn huyết bạo khí. Huyết thần tiền bối, người mị lực thật rất lớn, nhiều người như vậy người trước gục ngã người sau tiến lên muốn giết ngươi. Diệp Thần cười hắc hắc, trong con mắt nhưng không chút nào vẻ sợ hãi. Liền ở thời khắc mấu chốt này, huyết thần và Diệp Thần cơ hồ đồng thời kết thúc bọn họ tấn thăng đường, hai người hơi thở mạnh mẽ vô cùng. Hiển nhiên đã có cực lớn đột phá. Diệp Thần, bọn họ hai người là nho tổ đệ tử. Kỷ Tư Thanh vội vàng nhắc nhở, thực lực phi phàm, không thể khinh thường. À, nghe đến chỗ này, Diệp Thần lộ ra một chút nụ cười âm lạnh, nguyên lai là đạo vô cương vậy cùng âm hiểm tiểu nhân sư huynh đệ, khó trách xử sự tác phong cũng như thế để cho người tức lộn ruột buồn nôn. Hừ, ngươi nếu còn dám sách đạo vô cương, xem ra là thật không đem ta nho tổ thần điện coi ra gì. Nếu như vậy, ngươi chờ thuận tiện lấy tánh mạng để rửa sạch các ngươi đối với nho tổ thần điện bất kính đi. Cuồng sinh mặt lộ vẻ dữ tợn, thánh niệm chính là hết sức cẩn thận thôi diễn hai người thực lực, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hét sấm sét trận pháp. Đây là nho tổ tọa hạ mạnh nhất kiêm cái giam cầm cùng giết hại cường hãn trận pháp, hắn hai người từng nhiều lần sử dụng trận pháp này chém chết cường giả, đã sớm thuộc lòng tại tim. Cường hãn trận pháp, từ mặt đất ngang qua ra. Trực tiếp đem bốn người vây quanh vòng tròn. Oanh! Trên bầu trời xuất hiện vô số huyết nguyệt nổ ầm chấn động, vô tận huyết quang đột nhiên tới, dung nhập vào Diệp Thần thân thể, Diệp Thần trên mình toát ra vô tận huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ. Nguyên bản tinh thần chỗ sâu huyết ma sát khí, lúc này lại bắt đầu chậm rãi chảy vào Diệp Thần trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Thần hóa thân thế gian chí cường kiếm, không thể địch nổi mũi nhọn chấn áp phản cổ, dường như muốn chém rách vô tận hoàn vũ. Hủy thiên diệt địa hơi thở bộc phát ra. Sấm sét trận pháp đáng sợ giam cầm vào giờ khắc này ầm ầm văng tung tóe, Diệp Thần bốn người đồng thời cảm thấy thân thể buông lỏng một chút. Cùng lúc đó, cuồng sinh sấm sét đao mang vậy ầm ầm tới, Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, lại không tránh không tránh, thậm chí chút nào không để phòng hướng về phía sấm sét đao mang bạo giết đi. Sát kiếm nơi tay, hồn thể đổi thành, Diệp Thần hóa thành thế gian chí cường kiếm. Vô tận mũi nhọn nổ tung vô địch giết hướng sấm sét đao mang. Tia sáng kia đâm rách vạn cổ, trong một cái chớp mắt này, phảng phất là thế gian cực hạn kiếm quang. Trong nháy mắt, một đao một kiếm ầm ầm va chạm, hủy thiên diệt địa đánh vào khuếch tán ra, bầu trời vào giờ khắc này văng tung tóe, vô tận tinh thần hiển lộ, hư không khí tràn vào. Sơn hà chấn động, đúng cái ngôi sao đều bị một kiếm này bộc phát ra vô địch mũi nhọn nơi rung động. Liên liên ở một bên không bị một kiếm này công kích thánh niệm, giờ phút này trong lòng đều tựa như treo một đạo vô cùng mũi nhọn, phải đem hắn trực tiếp chém bể. Ở đánh nhất trung tâm, hết thảy đều bị hơi thở cuồng bạo bao phủ, hồng mông khí nổ tung, nguyên khí vần quanh, thiên đạo hơi thở cùng huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ che đậy vạn vật. Vào giờ khắc này, thánh niệm sắc mặt hôi bại, nhìn một cái đánh vào cuộn sạch nhất trung tâm, trong mắt tràn đầy không cam lòng.
Thánh niệm cùng cuồng sinh hai người vốn là muốn mượn cái này ngưng tụ toàn lực nhất kích, lấy chí cường sấm sét trận pháp đem Diệp Thần bốn người toàn bộ chém chết, nhưng không nghĩ đến Diệp Thần hấp thu cổ năng lượng kia, ngắn ngủi thời gian hóa thân là kiếm bộc phát ra cao nhất mũi nhọn, lại phá vỡ sấm sét trận pháp giam cầm. Hôm nay cái này to lớn ánh sáng dưới, cuồng sinh sống hay chết, còn chưa biết được, nhưng đối với mặt huyết thần, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân ba người, cũng đã từ trong cuộc chiến tách ra, đang nhìn chằm chằm hắn. Đáng chết, ta đường đường nho tổ đệ tử, thần điện thiên tài, lại bị một bầy kiến hôi buộc chạy trốn. Thánh niệm sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, đột nhiên biến dạng hư không, xoay người liền muốn trốn vào trong đó. Muốn đi, huyết thần thấy một màn này, nhất thời giận dữ, cuồng quát một tiếng bạo giết hướng thánh niệm. Đồng thời, Khúc Trầm Vân và Kỷ Tư Thanh vậy thốt nhiên giận dữ, thánh niệm làm ác đa đoan, là Diệp Thần tất giết liền người, bọn họ làm sao có thể cho phép thánh niệm chạy mất. Cuồng sinh cơ hồ chỉ còn lại một bộ thân thể không lành lặn, lúc này thấy thánh niệm lại muốn trốn, bính kính sau cùng một chút khí lực, liều mạng xông về thánh niệm. Cho ta chết! Diệp Thần thanh âm truyền ra đồng thời, người đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Ở thánh niệm cùng cuồng sinh muốn hoàn toàn bước vào biến dạng không gian trong nháy mắt, Diệp Thần trên mình bùng nổ vô tận huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, dường như muốn xuyên thủng vạn cổ, vượt qua vô tận năm tháng sông dài. Giờ khắc này, hai người sắc mặt leo lên vô tận kinh hoàng, bọn họ hoàn toàn khủng hoảng, chết uy hiếp đem hai người hoàn toàn bao phủ, bọn họ chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, ý thức vào giờ khắc này tựa như cũng bị đông cứng, không có bất luận phản ứng gì. Si ngốc nhìn Diệp Thần một kiếm này. Không, thánh niệm trong lòng khẩn trương, trực tiếp ném ra nho tổ đã từng ban cho hắn cứu mạng bùa chú. Diệp Thần mắt gặp bùa chú phòng ngự uy năng cực mạnh, cũng không phải là hắn lực một người có thể phá vỡ, vội vàng hướng huyết thần và Kỷ Tư Thanh hô, đem các ngươi căn nguyên lực và quy luật, tập trung tại ta thân. Diệp Thần quát một tiếng hạ, Kỷ Tư Thanh hai người cây bản không chần chờ chút nào, các nàng đối với Diệp Thần hoàn toàn tín nhiệm. Nhất thời đem toàn bộ lực lượng bơm vào tại Diệp Thần thân. Huyết thần bàng bạc huyết mạch, Kỷ Tư Thanh thượng cổ nữ võ thần cao nhất lực lượng, toàn bộ đều hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Sát kiếm giờ phút này lao nhanh lưu chuyển ba người huyết mạch nguyên khí, tốc độ cực nhanh đánh vào hướng cuồng sinh cùng thánh niệm. Ngay tại sát kiếm đâm thủng cuồng sinh và thánh niệm thân thể trong nháy mắt, trên hai người lại đồng thời đánh ra giống như màn hào quang bình phong che chở giống vậy đồ. Hẳn là nho tổ thiết lập ở trên người hai người nhân quả liên lạc. Diệp Thần cánh tay run rẩy không nghỉ, sát kiếm ở cái màn hào quang này đàn hồi dưới, suýt nữa rời tay. Nhưng là hắn giờ phút này chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hai người trên mình màn hào quang, để cho lòng hắn bên trong tức giận càng phát ra mãnh liệt. Phá cho ta! Hủy diệt đạo ấn tầng 6 đột nhiên bùng nổ, trực tiếp xuyên qua sát kiếm bên trên. Cuồng sinh cùng thánh niệm trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, giống như sơn hà nổ tung, hoàn vũ vỡ nát, để cho đầu hắn hoàn toàn cũng nổ tung, thân thể đã bị vậy hủy diệt quy tắc bao gồm sát kiếm gai thấu. Nho tổ thần điện hai người thiên tài yêu nghiệt, lúc này mất mạng. Cùng lúc đó, nho tổ thần điện bên trong, vậy to lớn hoa sen tòa bên trên, nho tổ trong tay niệm châu đột nhiên vết nứt, một viên tiếp theo một viên niệm châu, chỉ như vậy rơi trên mặt đất bên trên. Bình bịch bịch, ở vô cùng yên lặng thần điện bên trong, niệm châu đụng mặt đất thanh âm, lộ vẻ được như vậy đột ngột mà thanh thúy. Sư phụ, như một mặt sắc có chút sợ hãi nhìn nho tổ, người ngoài không biết, nàng nhưng mà rõ ràng, cái này niệm châu cũng không phải là đơn giản niệm châu. Trong đó dốc vào sư phó thần niệm lực, hôm nay tán lạc niệm châu, là sư phụ phụ ở cuồng sinh cùng thánh niệm hai vị sư huynh trên thần niệm lực nơi hóa thành niệm châu. Chẳng lẽ nói hai vị sư huynh gặp nguy hiểm? Nho tổ thần sắc thoáng qua đậm đà sắc giận, gần từng chữ chết. Cuồng sinh và thánh niệm là nho tổ thần điện không thể thiếu thiên tài yêu nghiệt, lại vậy hao tổn ở huyết thần và diệp thần dưới quyền, nếu như không ở chỗ này lúc đó, đem cái này hai người xóa bỏ toàn bộ, vô cùng hậu hoạn. Ngài nói gì? Như một thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai, cuồng sinh thánh niệm là nho tổ thần điện số một số hai thiên tài. So với đạo vô cương cũng là không tính là yếu, lúc này, hai người đồng thời ra tay, lại vậy toàn bộ vẫn diệt ở huyết thần và diệp thần trong tay. Nếu như đến khi huyết thần khôi phục toàn bộ thực lực, vậy diệp thần tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ ảnh hưởng bản tổ bố trí. Nho tổ thần sắc xâm nghiêm, hắn bố trí vạn năm,
tuyệt đối không thể để cho cái này hai bóng người vang mình. Vậy làm sao bây giờ? Như một mặt sắc lộ ra vẻ khẩn trương, không có cách nào đánh bại huyết thần, nàng bệnh, lại nên làm thế nào cho phải? Hừ, nếu bọn họ như vậy hồ đồ ngu xuẩn, nhiều lần cùng ta nho tổ thần điện đối nghịch, vậy thì không nên trách ta không khách khí. Giờ khắc này, nho tổ trên mình phun trào ra ngút trời sát ý. Tinh thần chỗ sâu, bốn người nhìn cuồng sinh cùng thánh niệm hài cốt, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, cái này hai người sau lưng nhân quả, không thể là không cường đại. Khúc Trầm Vân nhìn một cái bình tĩnh thương khung, lẩm bẩm nói, sợ rằng nho tổ muốn phá hoại quy củ, ra tay. Vào thời khắc này, vô tận trên bầu trời, một đạo vô cùng là to lớn hư ảnh, như ảo ảnh vậy xuất hiện, hắn trên mình tràn ngập vô cùng vô tận, chấn áp chư thiên, chấn nhiếp vạn cổ cao nhất uy năng, khí thế coi trời bằng vung, thật là vô địch. Đôi mắt này chủ nhân, chính là đời này nho tổ. Nhưng giờ phút này nho tổ ánh mắt sắc bén, bàn tay hắn bên trong còn nắm vậy liên lạc cuồng năm cùng thánh niệm niệm châu, đã cảm giác được bọn họ hai người mất mạng ở chỗ này. Ở diệp thần các người ra tay chém chết hai người ngay tức thì, hắn niệm châu đã sớm tan vỡ, giờ phút này hai tròng mắt bên trong vô cùng đậm đà lửa giận, hung hãn nhìn chằm chằm đám người. Chính là các ngươi, lại ba lần vẫn diệt nho tổ thần điện đệ tử. Giận dữ thanh âm từ trong hư không văng tung tóe ra, vậy cậy mạnh mà cường hãn hơi thở, bao phủ ở đúng cái ngôi sao chỗ sâu. Nho tổ lần này cũng không có như cùng lần trước như nhau, trực tiếp đối với diệp thần. Mà là ánh mắt phun lửa nhìn về phía huyết thần. Diệp thần cùng hoang lão quan hệ, để cho hắn có chỗ cố kỵ, chẳng muốn vì mình tạo hoang lão như vậy cừu địch. Huyết thần nhìn vậy nguy nga hư ảnh, lần trước nhìn thấy thời điểm, hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, đối phương đã chạy trốn đi. Có lần trước nho tổ chật vật lùi bước dáng vẻ, huyết thần lúc này nhìn về phía nho tổ ánh mắt, cũng không có quá nhiều kính sợ. Nho tổ, 5 lần 7 lượt phái người tới. Xem ra đối với ta thật đúng là để ý rất. Huyết thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nho tổ, hắn hôm nay thực lực cùng nho tổ so sánh, mặc dù chênh lệch hơi lớn, nhưng hắn vậy tuyệt đối sẽ không lúc này nhận thua. Huyết thần, nể tình ngươi ta giao nhau vạn năm tình cảm trên, ta cho ngươi 100 ngày thời gian, 100 ngày bên trong, ngươi ở ta nho tổ thần điện quỳ bái 7 ngày 7 đêm, giao ra thần vật, ta có thể cân nhắc thả qua hắn còn có các nàng. Nằm mơ. Huyết thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, để cho hắn quỳ xuống, không thể nào. Phải không? Nho tổ thanh âm lạnh như băng, lửa giận ngập trời ở ngôi sao này tràn ngập huyết bạo khí bên trong, giống như xích hỏa vậy, quấn quanh ở bốn người trên thân hình. Nếu như ngươi không làm theo, vậy tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nho tổ ý giận ngút trời vang vọng ở toàn bộ trong hư không, nhìn về phía huyết thần ánh mắt tràn đầy vô tận sắc bén sát ý. Huyết thần ngẩng cao đầu, không sợ nhìn chằm chằm nho tổ. Ý giận ngút trời hạ xuống, nho tổ trong mắt bên trong sắc bén lại nữa che giấu. Bàn tay khẽ nâng lên, hai ngón tay hóa là một chuôi phi kiếm, mang vạn quân sấm sét hủy diệt khí, hướng huyết thần đánh tới. Lẫm liệt mà để cho người hít thở khó khăn ý sát phạt, trong một cái chớp mắt này diệp thần thậm chí còn Khúc Trầm Vân và Kỳ Tư Thanh đều bị chấn nhiếp không có chút nào di động có thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phi kiếm kia rơi đánh vào huyết thần trên thân hình. Huyết thần cuồng bạo huyết mạch lực bọc lại quanh thân, định chống cự nho tổ cái này một phi kiếm, nhưng phi kiếm kia như sao rơi vậy tuột xuống lúc đó, hắn ra đầu bắt đầu tê dại, cái này tràn đầy vô tận hủy diệt lực nhất kích, hắn tựa hồ không cách nào né tránh. Tê, kiếm quang giống như cắt đậu hũ như nhau, trực tiếp chặt đứt huyết thần cánh tay, tung tóe huyết quang, ở toàn bộ hư không hóa là một đạo sao rơi dấu vết. Tay cụt giống như là lục bình không có rể như nhau, bị hung hãn đập trên đất. Huyết thần sắc mặt trắng bệch, nho tổ nhìn như tùy ý chỉ một cái phi kiếm, lại uy lực như vậy, hắn hôm nay thực lực, thật sự là quá mức nhỏ bé. Hắn quật cường không có cúi đầu, mím môi không nói một lời. 100 ngày bên trong, ngươi lựa chọn như thế nào, đem không chỉ là một cánh tay. Nho tổ hư ảnh nhìn bằng nửa con mắt nhìn huyết thần. Giết bọn họ giống như nghiền chết một con kiến, nhưng là như vậy quá dễ dàng, để cho hắn không cách nào để trong lòng, cho nên, hắn muốn cho bọn họ run rẩy, sợ hãi, cúi đầu, nhận sai, ngay sau đó vậy vô tận uy áp hư ảnh rốt cục thì chậm rãi tiêu tán ở trên hư không. Diệp thần vội vàng đi lên trước, nhìn máu rầm rề tay cụt, đối với huyết thần thi triển thuật pháp thiên đạo ban phúc.
bát quái thiên đan thuật. Từng đạo oanh oanh ánh sáng trắng, hòa lẫn vô thượng đạo nguyên khí tức, dung hợp ở huyết thần cùng hắn tay cụt bên trên. Làm sao có thể, dung không được. Diệp thần nhíu mày một cái, điều này sao có thể chứ? Như vậy bằng phẳng vết thương, hơn nữa huyết thần vậy bất tử bất diệt thân thể cường hãn sống lại năng lực, theo lý thuyết tay cụt mọc lại đối với hắn mà nói không phải việc khó. Đây là chuyện gì xảy ra? Không được. Huyết thần lắc đầu một cái, hắn định dùng hắn bản thân cường hãn năng lực khôi phục, thế nhưng từng đạo huyết mạch khí lực, đến tay cụt chỗ, rốt cuộc lại toàn bộ lưu vòng trở lại, một bộ đường này không thông tình huống. Kỷ Tư Thanh hiển nhiên cũng không rõ ràng nhân quả trong đó, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Khúc Trầm Vân. Nho tổ thực lực, thật sự là quá mức cường hãn. Khúc Trầm Vân lắc đầu một cái, nhìn về phía huyết thần ánh mắt, tràn đầy cảm khái cùng đồng tình. Liền liền ngươi vậy không có cách nào sao? Kỷ Tư Thanh có chút tiếc nuối nhìn về phía Khúc Trầm Vân, nàng không nghĩ tới liền liền Khúc Trầm Vân như vậy tồn tại, đối với còn con này tay cụt tổn thương, lại không có biện pháp nào. Đây không phải là thông thường tổn thương. Khúc Trầm Vân thần thái ngưng trọng, huyết thần mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, thu được bất tử bất diệt năng lực. Nguyên nhân nào đó bốn chữ, Khúc Trầm Vân đặc biệt thấp giọng, tại chỗ tất cả mọi người đều biết, nàng hắn thật sự là ở chỉ huyết thần trên mình mang theo vậy kiện thần vật. Chẳng lẽ hắn bất tử bất diệt năng lực, lại vẫn không thể chữa hắn cánh tay thương thế sao? Kỷ Tư Thanh có chút không rõ ràng, huyết thần tiền bối đều có thể không chết. Làm sao liền khôi phục cánh tay như vậy chuyện cũng không làm được đây. Cũng không phải là như thế đơn giản, bất tử bất diệt có thể là huyết thần cung cấp liên tục không ngừng huyết mạch lực, chỉ cần còn lưu lại một chút thần niệm, hắn đều có thể hết sức sống lại, nhưng là nho tổ cuối cùng một kích kia, hoàn toàn chặt đứt tay cụt cùng huyết thần liên lạc, nói cách khác, nho tổ lấy vô cùng là mạnh mẽ hủy diệt thần lực, cưỡng ép để cho huyết thần thân thể nhận là căn bản không tồn tại cánh tay trái. Không tồn tại cánh tay trái. Kỷ Tư Thanh lại càng không đây là ý gì. Diệp thần nhưng là nghe rõ ràng, người nói là, bất tử bất diệt năng lực bản thân là vì liên lạc, hôm nay thần lực mạnh hơn nữa, cùng tay cụt tới giữa mất đi liên lạc, đều không cách nào sống lại tạo nên một cái giống nhau như đúc. Ừ, là cái ý này. Khúc Trầm Vân nhìn Diệp thần một mắt, gật đầu một cái. Vậy nếu như vậy, nho tổ nếu như trực tiếp cắt đứt huyết thần tiền bối tim lực, ngăn cách liên lạc, có phải hay không vậy ý nghĩa huyết thần tiền bối thì sẽ mất đi bất tử bất diệt năng lực? Cũng không hẳn vậy, trực tiếp cắt đứt huyết mạch lực, tiền hữu người làm được, Khúc Trầm Vân nhưng là lắc đầu một cái, huyết thần cùng nho tổ tới giữa chênh lệch thật sự là quá mức to lớn, hắn tu chính là sấm sét hủy diệt đạo nguyên, có thể quả quyết như vậy cắt đứt huyết thần tay cụt, vậy đã coi như là cực hạn. Diệp thần gật đầu một cái, nói như vậy nói, huyết thần bất tử bất diệt thân, cũng không phải như thế dễ dàng bị phá ra. Bất quá, tiên hữu người làm được, cũng không phải là không có người làm được. Khúc Trầm Vân thở dài, năm đó vật kia kiện, mơ ước người, xa so các ngươi tưởng tượng càng nhiều, phức tạp hơn, cường hãn hơn, lấy huyết thần hiện tại bất quá 60% uy năng, thật sự là có chút không nhìn nổi. Diệp thần gật đầu một cái, muốn phải bảo vệ tốt huyết thần, trước mắt xem ra chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là hắn trở nên mạnh mẽ, bảo vệ huyết thần. Hoặc là huyết thần trở nên mạnh mẽ, khôi phục lại năm đó đỉnh cấp thực lực. Nếu không, bọn họ tương lai đem sẽ bước chân duy gian. Nho tổ sấm sét bá đạo lực, hủy diệt bản nguyên khí tức quá nặng, sợ rằng cuộc đời này tay cụt đều không cách nào sống lại. Khúc Trầm Vân cuối cùng thở dài, vẫn là có chút không đành lòng nói. Huyết thần con mắt mở đi mấy phần, Diệp thần, ta có mấy câu nói, muốn cùng ngươi nói riêng. Diệp thần gật đầu một cái. Hai người hướng một bên đi tới. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Khúc Trầm Vân, nói ai, huyết thần tiền bối như vậy tồn tại, lại thành người tay cụt, đây đối với huyết thần tiền bối thực lực giảm bớt nhiều. Khúc Trầm Vân gật đầu một cái, người có người duyên phận, đây là hắn nhân quả, chúng ta không cách nào thay đổi. Diệp thần, ta hiện tại chỉ trừ một bộ thân thể không lành lặn, trên mình vừa có chí bảo, tương lai nhất định có vô số thế lực bởi vì ta tới. Huyết thần sắc mặt có chút bi thương, hắn tự nhiên tùy ý liền cả đời, lúc này lại bị dồn đến tình cảnh này. Tiền bối không cần nói nữa, nếu ngài đã lựa chọn và ta đồng hành, vậy Diệp thần liền tuyệt sẽ không bởi vì đủ loại nguy hiểm mà đem chính ngài đưa vào hiểm cảnh. Diệp thần, người còn chưa đủ rõ ràng ta thế lực sau lưng, hôm nay ta, chỉ có thể là các ngươi liên lụy.
Tiền bối, ngươi tất nhiên là bạn của ta, vậy vô luận như thế nào ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa ngươi tay cụt. Diệp Thần lắc đầu, tiếp tục nói, chỉ là, ngài lại cũng không thể nói gì liên lụy không liên lụy bảo, chúng ta đã sớm là đồng minh, là chiến hữu, ngươi không thể lúc này bỏ rơi chúng ta. Huyết Thần trong con mắt lộ ra lau một cái cảm động, thanh âm run rẩy nói, ta sẽ một người giết tới Nho Tổ Thần Điện, ngươi mang các nàng hai người, mau rời khỏi. Chuyện này nếu là bởi vì hắn mà ra, sẽ để cho hắn tự đi giải quyết, hắn là tuyệt đối sẽ không phối hợp Diệp Thần ba người tánh mạng. Không được, Diệp Thần quả quyết cự tuyệt nói, tiền bối, ta là cái này nhất thế luân hồi chi chủ, trông coi thiên hạ võ tu sinh sát chuyển thế, ta có chính là biện pháp, giúp ngươi trị liệu tay cụt, ngươi mình không thể dễ dàng buông tha. Ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là Nho Tổ một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày không thể an lòng. Ngươi yên tâm, chung có một ngày, chúng ta sẽ cùng giết hướng Nho Tổ Thần Điện. Diệp Thần kiên định nói, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Huyết Thần, từ xưa, không có vứt bỏ đồng bạn, độc nhất người mạo hiểm chuyện. Huyết Thần nhìn Diệp Thần vậy vô cùng kiên định con mắt, Diệp Thần. Tiền bối, ngài tin tưởng ta, ta nhất định để cho ngài tay cụt mọc lại, để cho Nho Tổ người kia trả giá thật lớn. Được. Huyết Thần thở dài, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đổi được càng thuần túy cùng xúc động. Như vậy có tình có nghĩa thiếu niên lang, thế gian hiếm thấy. Nếu Diệp Thần không sợ, vậy hắn vậy không sợ hãi chút nào. Bất quá là một cái tiện mệnh, sẽ để cho bọn họ cùng nhau giết tới Nho Tổ Thần Điện. Muốn để cho hắn tay cụt mọc lại, cũng không phải là không có cách nào. Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên nghĩ tới, để cho Diệp Thần trong lòng vui mừng. Huyền tiên tử, ngài có biện pháp, Diệp Thần sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu là Nho Tổ lớn như vậy có thể lấy sấm sét hủy diệt chi đạo phá hủy Huyết Thần cánh tay trái, để cho hắn không cách nào khôi phục, vậy có thể đủ giải quyết cái này nhân quả, chính là như Nho Tổ lớn như vậy có thể. Như Nho Tổ lớn như vậy có thể. Diệp Thần cau mày, đối với cái này thiên nhân vực ở giữa thế giới, hắn biết được thật sự là quá mức nông cạn. Dược Tổ, Huyền Hàn Ngọc chậm rãi nói cái này hai chữ, Nho Tổ cái này cùng đại năng, ở nơi này thiên nhân vực bên trong. Có thể thả sánh vai, chính là Dược Tổ tiền bối. Dược Tổ, Diệp Thần đối với như thế cái xa lạ đại năng, mười phần không được rõ. Ừ, chỉ bất quá Dược Tổ nơi ẩn thân Dược Cốc đã đóng đời vạn năm đã lâu, đã sớm che giấu hành tung, không hỏi thế sự. Nhưng là, chỉ cần ngươi có thể tìm được Dược Tổ, Huyết Thần tay cụt nhất định có thể. Được, Diệp Thần vội vàng đáp ứng, mừng rỡ vạn phần, Huyền Hàn Ngọc thật sự là hắn to lớn giúp ích. Bất quá người vậy không nên cao hứng quá sớm, dẫu sao Dược Tổ đã đóng đời quá mức rất xưa, hiện giờ còn ở hay không thiên nhân vực đều không cách nào biết được. Huyền Hàn Ngọc hay là cho Diệp Thần nói, mặc dù nàng không muốn đả kích Diệp Thần, nhưng vậy hay là sợ Diệp Thần ôm quá lớn hy vọng. Ta hiểu ý, cảm ơn Huyền tiên tử. Huyết Thần tiền bối, người tay cụt, chưa chắc không thể chữa. Huyền Hàn Ngọc nói để cho Diệp Thần lúc này mừng rỡ vô cùng. Nhìn Huyết Thần như cũ có chút thất vọng thần thái, vội vàng tiếp tục khuyên lơn. Huyết Thần chỉ làm Diệp Thần bất quá là trấn an mình thôi, đối mặt Nho Tổ vậy vô thượng uy áp, hắn cảm giác được mình nhỏ bé cùng yếu ớt, giờ phút này tâm trạng trăn trở, khá là như đưa đám. Hắn đã từng cũng coi là ở thiên nhân vực đỉnh nhân vật, nhưng cái này vạn năm rãnh, để cho hắn cái này đã từng là thiên tài, từng bước đã mẫn nhiên đám người. Huyết Thần tâm tình mười phần không khoái mau. Năm đó có thể cùng Nho Tổ sóng vai, lúc này lại đã chênh lệch lớn như vậy. Diệp Thần gặp hắn không đáp lời, chỉ có thể đi theo hắn trở lại Kỷ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân trước mặt. Kỷ Tư Thanh một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, muốn đến mới vừa vậy cùng Khúc Trầm Vân đơn giản xác nhận qua loại tình huống này, cũng là không có biện pháp gì tốt. Huyết Thần tiền bối, ta không phải ở cho ngươi làm trò đùa. Gặp bầu không khí một phiến đê mê, Diệp Thần thở dài. Mặc dù Huyền Hàn Ngọc để cho hắn không muốn ôm hy vọng quá lớn, nhưng là hắn vẫn không nhịn được muốn đem điều này có thể đầu mối nói cho đám người. Thấy Diệp Thần như vậy nghiêm nghị, Huyết Thần đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên một chút hy vọng, hai tròng mắt bên trong hơi mang theo một chút khao khát. Nếu ngươi là bị Nho Tổ gây thương tích, vậy đương thời thế gian, có thể cùng Nho Tổ sánh vai, còn có Dược Tổ. Diệp Thần ánh mắt kiên định, chúng ta nếu không có sức trừ Nho Tổ sấm sét hủy diệt đạo nguyên, để cho hắn cắt kim loại ngươi cùng tay cụt tới giữ liên lạc, vậy nhưng nếu chúng ta có thể mời được Dược Tổ rời núi,
thông qua hắn đã thông giữa hai người liên lạc, tự nhiên có thể tay cụt mọc lại. Ngươi nói đúng Dược Tổ. Kỷ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Diệp Thần gật đầu một cái, đối mặt hai nữ kịch liệt như vậy phản ứng, hắn bị sợ hết hồn. Thế nào, có vấn đề gì không? Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ cùng cái này Dược Tổ có mấy phần sâu xa như nhau. Không, không việc gì, Kỷ Tư Thanh vậy phát giác mình thất thố, nói liên tu. Khúc Trầm Vân diễn cảm đổi được vi diệu đứng lên, tựa hồ lâm vào trong trầm tư, bởi vì Dược Tổ quan hệ, nàng nhớ lại mình ân sư. Biện pháp này tựa hồ có thể được. Kỷ Tư Thanh bình phục dưới mình tâm tình, cẩn thận đánh giá huyết thần vết thương, mặt mũi lộ ra vẻ vui mừng, nếu như Dược Tổ thật có thể xuất thủ, vậy huyết thần chút thương nhỏ này, đối với hắn mà nói, bất quá là một cái chuyện nhỏ. Không vấn đề gì, chỉ là ngươi là làm thế nào biết Dược Tổ. Khúc Trầm Vân lộ ra lau một cái tìm tòi nghiên cứu thần sắc, Diệp Thần trên mình nàng có quá nhiều xem chỗ không hiểu. Nếu như đổi đời trước luân hồi chi chủ, có thể biết Dược Tổ lớn như vậy có thể tồn tại, nàng nhất định sẽ không kinh ngạc. Nhưng theo Kỷ Tư Thanh nói, Diệp Thần cũng chưa hoàn toàn khôi phục đời trước luân hồi chi chủ trí nhớ, so với Kỷ Tư Thanh, hắn càng giống như một cái hoàn toàn mới linh hồn. Ừ, ta có ta biện pháp. Diệp Thần lời ít ý nhiều giải thích nói, mặc dù hiện tại Khúc Trầm Vân biểu hiện ra là bạn không phải địch, nhưng là thấy rằng năm xưa đủ loại, hắn vẫn không thể toàn thể xác và tinh thần tín nhiệm cùng nàng. Trên người mình ẩn giấu như thế nhiều bí mật, người biết đương nhiên là càng ít càng tốt. Khúc Trầm Vân thấy vậy vậy không hỏi tới nữa, cái này thế gian người, ai không có chắc bài. Huyết Thần nhưng có chút ngồi không yên, thấy cái này ba người hình dáng, nhanh chóng truy hỏi nói, Dược Tổ là ai? Hắn có thể chữa ta tay cụt, hắn hiện tại ở đâu? Diệp Thần liền vội vàng tiến lên, nhẹ giọng sắp xếp một tí huyết thần khí huyết, tiền bối không nên gấp gáp, cái này nếu là biện pháp, ta khẳng định sẽ loại bỏ muôn vàn khó khăn mang ngài đi trước. Ngay tại lúc này, nguyên bản nhăn mày Kỷ Tư Thanh, đôi mi thanh tú đột nhiên giãn ra, môi đỏ mỏng khẽ mở, nói, Dược Tổ, thật giống như và sư phụ có liên quan. Cái gì? Giờ khắc này, Diệp Thần và huyết thần diễn cảm cũng cực độ cổ quái. Kỷ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân sư phụ, rốt cuộc lai lịch gì? Liên quan tới Dược Tổ, Kỷ Tư Thanh thấy huyết thần gấp gáp như vậy, vội vàng nhớ lại nói, năm đó ta cùng tỷ tỷ bái nhập sư phụ môn hạ không lâu, tuổi tác còn thấp, chỉ nhớ có một lần sư phụ bị vô cùng là nội thương nghiêm trọng, chính là Dược Tổ ra tay, mới chữa xong. Ừ, Khúc Trầm Vân gật đầu một cái, chuyện này nàng cũng có ấn tượng, lúc ấy các nàng còn nhỏ tuổi, thấy sư phụ máu tươi rầm rề dáng vẻ. Còn giật mình, thậm chí một lần lo lắng sư phụ sẽ lúc này qua đời. Chỉ bất quá Dược Tổ vạn năm trước cũng đã lánh đời không ra, năm đó đại chiến cũng không có tham dự chút nào, hiện tại không biết nên đi nơi nào tìm hắn. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, Dược Tổ không giống như là Nho Tổ, theo học trò ở thiên nhân vực làm mưa làm gió, hắn từ trước đến giờ khiêm tốn che giấu, hành tung mờ mịt. Không sai, đã có vạn năm du, ở nơi này thế gian chưa từng nghe qua Dược Tổ tin tức. Muốn đến nếu như không phải là tuổi lâu một chút người, thậm chí cũng không biết còn có như vậy một tôn đại năng. Huyết thần sắc mặt nhanh đổi thẳng xuống, nguyên bản còn tưởng rằng là hy vọng, không nghĩ tới liền người cũng không tìm được. Nếu quý sư cùng Dược Tổ tới giữa có nguyên nhân quả dấu vết, vậy nói không chừng quý sư có cùng Dược Tổ liên lạc biện pháp. Cho dù có, gia sư đã về cõi tiên nhiều năm, cái gì nhân quả cũng đã tiêu tán ở vô hình. Khúc Trầm Vân lắc đầu nói. Ta mơ hồ nhớ lúc ấy sư phụ hình như là thông qua cái gì vật kiện liên lạc Dược Tổ. Kỷ Tư Thanh cẩn thận nhớ lại, vậy một đời lúc này nàng quá nhỏ, chân thực lo lắng sư phụ, không để ý sư phó giao phó, từng nằm ở thảo lư cửa chỗ cẩn thận thăm qua sư phụ. Khi đó, sư phụ đang cùng người nào câu thông, thông qua cái gì thần vật. Khúc Trầm Vân nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, nàng xác thực không biết những thứ này, dẫu sao nàng đối với sư phó nói, cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Nếu là thông qua cái gì thần vật, vậy nếu như chúng ta đi đến quý sư khi còn sống chỗ ở, hẳn sẽ có thu hoạch. Diệp Thần nói, chỉ là hắn ánh mắt nhìn về phía Khúc Trầm Vân. Khúc Trầm Vân cũng không trả lời, mà là đưa mắt rơi ở phía xa. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, biết nàng cũng không có ý ngăn cản, liền nói, Diệp Thần, vừa vặn ta cũng nhiều năm không trở về qua, vậy khá là nhớ sư phụ, nếu là có thể mượn này cơ hội, trở về nữa tưởng nhớ một hai.
dĩ nhiên là tốt nhất. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, Huyết Thần tiền bối, vậy chúng ta đi trước đi Tư Thanh Sư Phó Cố Cư đi. Huyết Thần cũng là gật đầu một cái, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi. Ba người bước chân nhanh đổi, chuẩn bị rời đi cái này thần võ cấm địa. Khúc Trầm Vân sắc mặt không thay đổi, vậy đi theo Kỳ Tư Thanh sau lưng, đi theo bọn họ cùng rời đi cấm địa. Cái đó, Khúc Trầm Vân, sư tỷ, Diệp Thần thử thăm dò kêu liền một câu, lấy hắn và Kỳ Tư Thanh quan hệ, thật sự là không cách nào cầm tiền bối hai chữ kêu lên miệng. Khúc Trầm Vân thần sắc không có thay đổi, chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi là dự định cùng chúng ta cùng đi Quý Sư Cố Cư sao? Khúc Trầm Vân lông mày nhướn lên, không thể được sao? Ai biết các ngươi sẽ hay không đối với ân sư ta Cố Cư tạo thành cái gì không chừng nguy hiểm. Diệp Thần không phải cái ý này, Kỳ Tư Thanh liền vội vàng nói. Khúc Trầm Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Diệp Thần một mắt. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh lên đi. Huyết Thần đã sớm không nén được tức giận, giờ phút này thấy mọi người còn không nhanh chóng lên đường, có chút không kềm chế được thúc giục. Diệp Thần lộ ra một người mỉm cười, tiền bối không nên gấp gáp, chúng ta lập tức lên đường. Vậy vô cùng thanh u, vô cùng trầm tĩnh Cố Cư, che giấu ở một nơi vô cùng là mênh mông băng hà sau đó, vậy sảng khoái khí trạch, để cho tất cả bước vào người, đều là vô cùng là thoải mái. Liền liền Huyết Thần vậy tràn đầy cuồng bạo huyết mạch lực, một bước vào nơi đây, lại cũng từ từ bình phục lại. Nơi này chính là Quý Sư tu hành địa phương. Diệp Thần thở dài nói, như vậy thanh hay âm hồn địa phương, khó trách có thể đào tạo được hai vị phong tư thước tha cường giả. Kỳ Tư Thanh đưa tay sờ một cái vậy có chút lạnh như băng cây trúc, trong lòng tràn đầy cảm khái, nàng chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng chuyển hướng Khúc Trầm Vân. Khúc Trầm Vân con mắt toát ra mấy phần thương cảm, có chút tưởng nhớ vẻ bi thương, sư phụ đã chết nhiều năm, nàng từ đầu đến cuối không dám bước vào nơi đây. Tỷ, Kỳ Tư Thanh thanh âm vô cùng là trầm thấp, giống như là có cái gì muốn tuyên cùng miệng như nhau. Khúc Trầm Vân cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có chỉ nói ngắn gọn. Diệp Thần, ta mang các ngươi đi sư phụ đã từng cư trú Thảo Lư. Kỳ Tư Thanh ánh mắt u viễn nhìn về phía xa xa, nơi đó đang có một khối tấc Thảo Lư, phù không ở đó một phiến u tĩnh trúc trong rừng. Khúc Trầm Vân lại không có động, cả người chỉ là yên lặng vuốt ve cây trúc, giống như là năm đó nắm sư phó tay như nhau ôn nhu. Chúng ta hãy đi trước, Kỳ Tư Thanh nhìn một cái rơi vào trầm tư Khúc Trầm Vân, ôn nhu đối với Diệp Thần nói. Khúc Trầm Vân thần thức run rẩy, cả người ánh mắt đau thương vô cùng, trong tay châu sai nắm thật chặt ở trong tay, thanh âm run rẩy nói, sư phụ. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Khúc Trầm Vân nguyên bản thương cảm diễn cảm lại là dị biến. Rắc rắc. Khúc Trầm Vân chỉ cảm giác được mình bị một cái to lớn kéo lực, cưỡng ép kéo vào một khối bên trong thế giới. Trong bụng nàng trầm xuống, trên mình vậy màu bạc áo khoác ngay tức thì hóa hình là màu bạc chiến giáp, lấp lánh rực rỡ ở thế giới này bên trong, tạo thành một cái lồng bảo hộ. Khúc Trầm Vân. Một tiếng ẩn nhẫn giận dữ thanh âm, ở đó thế giới bên trong vang lên, toàn bộ trong hư không hiển lộ ra một cái hoa sen tòa bàn. Khúc Trầm Vân trong tay thanh minh trường đao đã ngang qua ở trong tay, sau lưng hai cánh mở rộng ra thanh loan vô cùng sáng chói cánh. Nho tổ hư ảnh xuất hiện ở đó hoa sen tòa bàn bên trên, sắc mặt tuy không cùng trước kia thấy như vậy chấn động đau, nhưng cũng là mặt đầy sắc giận. Nho tổ. Khúc Trầm Vân sắc mặt đổi được xanh mét, nho tổ lúc này đem nàng kéo vào bên trong thế giới, không biết đánh tính toán gì. Khúc Trầm Vân, người tự dưng cuốn vào ta cùng Huyết Thần nhân quả. Này có thể là vô tâm. Nghe lời nói này, Khúc Trầm Vân trong bụng sáng tỏ, nho tổ như vậy tốn nhiều khổ tâm là vì cái gì? Nho tổ, người đệ tử cuồng sinh cùng thánh niệm, đuổi giết muội muội ta, ta liền ra tay đánh chết hai người. Khúc Trầm Vân ánh mắt nghiêm túc, mặc dù cũng không phải là nàng đánh chết cái này hai người đệ tử, nhưng ít nhiều đều có nàng tham dự, thậm chí cũng là nàng một lực, đem cuồng sinh đánh trọng thương. Ta ái đồ là Diệp Thần và Huyết Thần giết. Nguyên bản cũng cùng ngươi, còn có muội muội ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Nho tổ nhưng là khẽ nhíu mày một cái, một câu đơn giản nói liền đem Kỳ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân phân ra. Nho tổ, ngài không ngại cho biết ngài dẫn ta tới này nguyên do, Khúc Trầm Vân ánh mắt cẩn thận nhìn về phía nho tổ. Ngươi là một người thông minh, biết ta muốn cái gì, nho tổ con mắt bên trong lộ ra một cái quỷ dị khó lường nụ cười,
nhìn về phía Khúc Trầm Vân cười mỉa vừa nói. Ta không biết, Khúc Trầm Vân lắc đầu một cái, các ngươi sự việc, quá mức rất xưa, ta cũng không có tham dự. Ta biết huyết thần đã mất trí nhớ, ngươi một mực ở hắn bên người, mười phần có cơ hội dò thám biết đến thần vật kia rơi xuống, nho tổ giọng từ từ đổi được lạnh lẽo, ta muốn ngươi một khi biết được thần vật rơi xuống, trực tiếp cho biết tại ta. Ngươi muốn cho ta làm nội gian, mai phục ở huyết thần bên người. Khúc Trầm Vân sắc mặt sửng sốt một chút, vô luận nàng lựa chọn cái gì đạo nguyên, cái gì tín ngưỡng. Nhưng là cho tới nay không có một con đường nguyên, là để cho nàng làm cái này cùng tang tim thất đức sự việc. Cái này hoang vu năm tháng, người vẫn còn như vậy dễ hiểu. Nho tổ hơi có chút tức giận nhìn về phía Khúc Trầm Vân, nàng cái này bức thần thái, thì không muốn hợp tác. Khúc Trầm Vân sư thừa tiên sư, xử sự mặc dù không tẫn nhiên chu toàn, nhưng loại chuyện này, thứ cho nặng vân không cách nào đáp ứng. Ngươi có thể nghĩ xong, ngươi cái này vạn năm tới, cũng không có mở tông lập phái, nhưng có một ít người, cũng coi là ngươi đệ tử, nho tổ thanh âm đổi được khủng bố, trong đó nồng nặc kia ý uy hiếp đã nhảy ra, nếu như ngươi không muốn, bổn tôn, sẽ dùng máu của bọn họ để cho ngươi rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ngươi là đang uy hiếp ta. Khúc Trầm Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, nàng tùy ý tự tại, đáy mắt bốc lửa, không nghĩ tới đường đường nho tổ, lại có thể làm ra như vậy sự việc. Uy hiếp ngươi, nho tổ nhẹ nhàng lạnh lùng nhếch mép lên, tung lên tới lau một cái âm trầm nụ cười, bổn tôn nói chuyện, hướng mà nói chuyện giữ lời. Khúc Trầm Vân ánh mắt lạnh lẽo, bỏ mặc nàng cùng Diệp Thần tới giữa có thủ oán gì, ít nhất đời trước luân hồi chi chủ, làm việc tác phong vô cùng là quang minh cuồn cuộn, cho tới bây giờ khinh thường liền những chuyện này. Hừ. Khúc Trầm Vân ánh mắt đổi được sắc bén, không nghĩ tới nho tổ, lại như vậy xử sự tác phong, ta Khúc Trầm Vân từ trước đến giờ là cái rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người, thật sự là không muốn cùng ngươi chờ bọn chuột nhắt nhập bọn. Nho tổ ở trong hư không hư ảnh, bàn tay khổng lồ hướng Khúc Trầm Vân nặn tới. Vô hình kia giết hại nghẹt thở để cho Khúc Trầm Vân cơ hồ không thở nổi. T. Lạnh như băng bàn tay to lớn, trực tiếp giam cầm ở Khúc Trầm Vân thân thể. Đem nàng cả người vây quanh bốc lên tới, chỉ lộ ra một cái đầu. Ngươi còn không có nghe rõ ràng. Nho tổ hư ảnh ánh mắt dữ tợn, dễ giết ý từ hắn đầu ngón tay tán lạc đi ra, Khúc Trầm Vân chỉ cảm giác được mình quanh thân xương cốt toàn bộ bị bóp nát như nhau, bởi vì thống khổ cực độ, trên trán mồ hôi lạnh một tầng một tầng. Ta kiên nhẫn là có hạn, tối đa 10 ngày, 10 ngày sau, nếu như ta không có được ta muốn nghe được tin tức. Ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Khúc Trầm Vân cả người đột nhiên bị nho tổ bàn tay quăng mạnh xuống đất, lại trực tiếp ra vậy một khối thế giới. Nàng dùng sức xóa đi mình thần giác máu tươi, nhìn về phía hư không ánh mắt tràn đầy căm giận ngút trời, nho tổ coi là thật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại uy hiếp như vậy mình. Giết hại sao, uy hiếp sao, nàng hiện tại vô cùng rõ ràng, nho tổ đã hoàn toàn chọc giận mình. Bỏ mặc trong thế giới lại có bao nhiêu người, nàng Khúc Trầm Vân không sợ hãi chút nào. Nếu hắn muốn có được huyết thần tay chung thần vật, vậy chỉ cần có nàng Khúc Trầm Vân ở chỗ này, liền tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Diệp thần cũng được, luân hồi chi chủ cũng được, nàng quyết định vứt bỏ cái này đi qua buồn cười nhân quả thù oán, không để lại dư lực trợ giúp huyết thần. Thế nào tỷ, người bị thương? Kỷ Tư Thanh gặp Khúc Trầm Vân lại thật lâu không có theo tới, có chút khẩn trương hướng dừng chúc một đường trở lại, lúc này nhìn Khúc Trầm Vân khóe miệng không có lau sạch tiên vết máu. Cả kinh nói. Nàng như vậy cảnh giới tu vi, lại không chút nào cảm ứng được, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh chiến tranh là ở tương tự tự tại thiên như vậy tồn tại bên trong tiến hành. Là người nào như vậy ngang ngược? Kỷ Tư Thanh hơi biến sắc mặt, có thể đem Khúc Trầm Vân bị thương như vậy người, nên là như thế nào nghịch thiên tồn tại? Khúc Trầm Vân lắc đầu một cái, nói, không ngại, là nho tổ người kia kéo nhau trở lại. Kỷ Tư Thanh trong lòng trầm xuống. Cái này nho tổ nói thế nào cũng là một khối đại năng, làm việc lại như vậy buồn nôn vụng về, vượt quá trước mặt uy hiếp đám người, còn đơn độc uy hiếp Khúc Trầm Vân, làm việc âm hiểm xảo trá, khó trách nuôi đi ra ngoài đệ tử, cũng là như vậy không chịu nổi. Nho tổ uy hiếp ngươi. Nghe tin mà đến Diệp Thần, trong con mắt lóe lửa giận, chuyện này nói cho cùng cùng Khúc Trầm Vân không có chút quan hệ nào, không nghĩ tới nho tổ thật là như vậy rất vô lý. Khúc Trầm Vân nhưng là cười lạnh một tiếng. Hắn mục đích bất quá là muốn cướp lấy huyết thần tay chung thần vật,
lo lắng nếu như huyết thần không có ở trăm ngày bên trong thần phục với hắn, sẽ lần nữa mất thần vật, cho nên lựa chọn ta, để cho ta giúp hắn cướp lấy thần vật. Huyết thần một tay toàn quyền, hèn hạ. Diệp thần không nói gì, mà là ánh mắt có chút phức tạp nhìn Khúc Trầm Vân, nàng vốn là cùng bọn họ là địch không phải bạn, hôm nay đối mặt mạnh như vậy địch, Khúc Trầm Vân lựa chọn đổi được nhạy cảm. Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì? Khúc Trầm Vân hờ hững nhìn Diệp thần con mắt, nàng trong lòng rõ ràng rất hiểu, Diệp thần như vậy phản ứng ý vị như thế nào? Ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ không thuận theo nho tổ, Kỳ Tư Thanh đưa cho Khúc Trầm Vân một khối khăn lụa, nếu như nàng đồng ý, cũng sẽ không bị như vậy bị thương nặng. Khúc Trầm Vân gần đây nhìn mình rất cao, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại nho tổ lạm dụng uy quyền, cứ việc nho tổ cầm nàng một khối trên thế giới đệ tử lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng, nàng cũng sẽ không lúc này nhận mệnh. Luân hồi chi chủ, ta mặc dù cùng ngươi không hợp, nhưng là nho tổ người kia càng đáng hận, lần này ta sẽ toàn lực giúp huyết thần khôi phục, chỉ cần hắn khôi phục tay cụt, rồi sau đó khôi phục thực lực đỉnh cấp, là được cùng nho tổ tranh cao thấp một cái. Khúc Trầm Vân mặc dù đối với mình thực lực chưa từng đánh giá thấp, nhưng là nho tổ như vậy kinh thế đại năng, đào tạo đệ tử cũng có thể đem bị thương nàng tổn thương nặng mấy phần, nàng tự nhiên sẽ không đánh giá cao mình, lấy trứng chọi đá. Nàng đem khóe miệng máu toàn bộ lau sạch, ngồi xếp bằng xuống tới, cẩn thận điều chỉnh nội tức. Được. Diệp thần gật đầu một cái, có Khúc Trầm Vân những lời này, hắn an tâm, dẫu sao Khúc Trầm Vân cao ngạo thói quen, sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, vì huyết thần, hắn cũng không muốn thả một con rắn độc ở bên người. Tỷ, ta giúp ngươi. Không cần, Khúc Trầm Vân vẫn là lạnh như băng cự tuyệt nói. Kỷ Tư Thanh sắc mặt có chút ngượng ngùng, trong chốc lát cánh tay giằng co tại chỗ. Tư Thanh, chúng ta hãy đi trước thăm dò một hai, Diệp thần giải vây nói. Kỷ Tư Thanh có chút lo âu nhìn về phía Khúc Trầm Vân, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, nho tổ hẳn không sẽ đi mà trở lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thảo Lư che một tầng nhàn nhạt hơi nước, mặc dù đã trần phong vạn năm, nhưng là không có chút nào bụi đất hơi thở. Kỷ Tư Thanh lưu luyến sờ Thảo Lư phía trên hạt xương, thấm vào lòng người thanh u, giống như sư phụ năm đó ở thời điểm, như vậy ôn nhu hiền hòa. Huyết thần không có chút nào bi xuân tổn thương thu cảm giác, chân dài đã bước chân vào Thảo Lư bên trong. 10 phần đơn giản trưng bày, 10 phần đơn giản bố trí, tựa hồ một mắt liền có thể vọng rốt cuộc. Nhưng mà, nơi này cái gì cũng không có, huyết thần nhìn vậy vô cùng đơn giản bố trí, trong lòng có chút ngưng trọng, trong lòng ước mơ càng mạnh, lúc này thất vọng lại càng lớn. Tiền bối chớ hoảng sợ. Diệp thần trấn an nói, mất đi cánh tay huyết thần. Khắp người huyết bạo lực hơn nữa nóng bỏng, mơ hồ ảnh hưởng hắn tâm trạng. Kỷ Tư Thanh vậy ngồi ở một khối trên bồ đoàn, bên cạnh một cái góc nhỏ chiếc, bằng gỗ đường vân biểu diễn ra nó cũng không phải là vật phàm. Đã từng, sư phụ chính là ngồi ở chỗ này, là ta và tỷ tỷ truyền đạo, chỉ tiếc chúng ta nhưng ở cái này nguyên lựa chọn trên khác xa lắc xa lơ. Kỷ Tư Thanh từ bước vào cái này cố cư bắt đầu, hai tròng mắt cũng ngâm nhuộm vô tận sầu bi, thấy từng ngọn cây cọng cỏ. Cũng có thể nhớ tới năm đó cảnh tượng, như vậy nhỏ như vậy con gái tình trường, nơi nào có thượng cổ nữ võ thần thô bạo. Diệp thần cũng không nở tim quấy rầy nàng, ánh mắt nhìn tỉ mỉ đánh giá Thảo Lư bên trong mỗi một cái vật kiện. Ồ, Kỷ Tư Thanh lại đột nhiên di một tiếng, tựa hồ có phát hiện gì. Đây có một nơi cơ quan. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng ụp lên vậy bằng gỗ sừng bàn bên dọc theo bên trên, đang đích một tiếng, móc ra một cái nhỏ ngăn kéo. Bên trong trưng bày một khối phẩm chất 10 phần chất phác cổ ngọc. Nàng đưa tay đem cổ ngọc lấy ra, ngoài ý muốn nói, mặt trên còn có sư phó hơi thở. Diệp thần nghe được động tĩnh, vậy đi tới, cúi đầu nhìn Kỷ Tư Thanh trong tay cổ ngọc. Lúc ấy ta mơ hồ nhớ, sư phụ liên lạc dược tổ. Là một cái tản ra huỳnh huỳnh tia sáng đồ, Kỷ Tư Thanh nhớ lại nói, cũng không phải là đặc biệt lớn, vẫn tương đối nhỏ. Vậy thì rất có thể là cái này. Diệp thần nói, nhìn về phía trước cổ ngọc rõ vẻ mặt càng nghiêm túc. Ngươi thử một chút dùng linh lực thúc giục một tí. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, ngón tay tới giữa xuất hiện một đạo màu đỏ thấm chu thước thần quang, như phổ thông sợi tơ như nhau, đã quanh co hướng cổ ngọc đi. Cổ ngọc trên sáng bóng chợt lóe lên, liền lại cũng không có biến hóa. Nó năng lượng thật giống như đã dùng hết, chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt liên lạc, sau đó liền lại cũng không thể liên lạc với.
Bất quá, mặc dù chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, ta có thể kết luận, đây chính là năm đó sư phụ câu thông dược tổ thần vật. Kỷ Tư Thanh con mắt có chút thất vọng, không nghĩ tới cái này duy nhất có thể cổ ngọc, lại cũng đã không nhảy. Ta xem. Diệp Thần lấy tới, vậy định quán thâu vào liền một chút xíu linh khí, nhưng vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cho cùng, cổ ngọc cũng bất quá là một khối thần khí, Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong, nhưng mà cư trụ một tôn khí linh giới đại năng, lúc này không cầu trợ với hắn còn đợi lúc nào đây. Phong tiền bối, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở luân hồi mộ địa bên trong, ở mộ bia bên trong, dâng lên một đạo hư ảnh, chính là Phong Thiên Thương. Làm sao, người thằng nhóc này lại gặp phải vấn đề khó khăn? Ngươi nếu không phải đụng phải vấn đề khó khăn, là sẽ không tới tìm ta. Nào có, tiền bối, Diệp Thần bồi mặt mày vui vẻ, Phong Thiên Thương từ trước đến giờ như vậy, mặc dù bề ngoài nghiêm khắc, ngược lại cũng là một lòng nhiệt tình, lập tức đem nguyên nhân hậu quả giải thích một lần. Ngươi là muốn cho ta, giúp ngươi khôi phục vậy cổ ngọc liên thông người khác khả năng. Diệp Thần gật đầu liên tục, đúng vậy, cần câu thông dược tổ, đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Ừ, Phong Thiên Thương trầm ngâm hồi lâu, cũng không phải là không có cách nào. Nhưng là điều kiện nhưng cực kỳ hà khắc, có rất lớn nguy hiểm. Tiền bối, Diệp Thần cam mạo hiểm. Diệp Thần nói, ánh mắt khẩn thiết nhìn chăm chú Phong Thiên Thương. Ừ, từ kiếm gãy cùng hoang ma thiên kiếm dung hợp là một, Phong Thiên Thương cũng biết Diệp Thần không phải một cái sẽ tùy tiện thỏa hiệp người. Mời tiền bối cho biết cùng ta. Được, Phong Thiên Thương không nghiêng do dự, giữa trời đất đã từng có một hồi pháp, có thể trọng tố vạn vật thần linh khí. Ngắn ngủi khôi phục hắn đỉnh cấp uy năng, nếu như các ngươi có thể bố trí phương này trận pháp, tự nhiên có thể cho gọi ra cái này cổ ngọc năng lực, lần nữa bắt đầu sử dụng nó. Còn chưa cùng Diệp Thần nói chuyện, Phong Thiên Thương nói lần nữa, nhưng là trận pháp này bắt đầu sử dụng trình độ hung hiểm, muốn vượt qua xa cái khác trận pháp, nguy hiểm có thể sẽ ngược lại hút ngươi căn nguyên linh khí. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gằn từng chữ, như sợ uy hiếp, ta thì không phải là luân hồi chi chủ. Rất nhanh, Diệp Thần ý thức liền trở về đến thực tế. Rồi sau đó, Diệp Thần cùng ba người khác ngồi xếp bằng ở thảo lư bên trong, cổ ngọc bị bọn họ đặt ở nhất vị trí giữa. Diệp Thần, người nói trận pháp này nhưng mà vạn diệt quay về linh trận. Khúc Trầm Vân trầm mặc một lát, phá vỡ yên lặng bầu không khí. Diệp Thần gật đầu một cái, Phong Thiên Thương đã vô cùng là cặn kẽ là hắn giảng giải cái này vạn diệt quay về linh trận ưu thế và tai hại. Thậm chí, cái này quay về linh trận nguồn, hắn cũng thao thao bất tuyệt nói rõ ràng. Nếu như là vạn diệt quay về linh trận nói, vậy dùng để hồi phục cổ ngọc, mặc dù nói có một chút dùng không đúng chỗ, nhưng vậy tất nhiên là được biện pháp hữu hiệu. Chỉ là, nếu như chiếu ngươi mà nói, trận pháp này chỉ ít cần 5 cái người, chúng ta cái này. Kỷ Tư Thanh mặt lộ vẻ khó xử, nàng cũng không phải là sợ hãi cái này vạn diệt quay về linh trận hà khắc, hơn nữa. Bọn họ hiện tại đối mặt một cái lớn nhất vấn đề, bọn họ thiếu một người. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, ngẫu nhiên đem Tiểu Hoàng từ luân hồi mộ địa bên trong gọi về đi ra. Tiểu Hoàng là thượng cổ hai con người ác mộng, nguyên vẹn năng lực nó thậm chí có thể sánh vai huyết thần, lúc này quanh thân đỏ xanh thần thánh hơi thở, để cho nó toàn bộ thân thể biểu dương ra lời nói không có mạch lạc uy thế. Hiện tại chúng ta có 5 người, Diệp Thần khóe miệng móc một cái. Được. Huyết thần sắc mặt lộ ra lau một cái bền bỉ thần thái, chỉ cần có thể câu thông dược tổ, hắn cánh tay thì có khả năng khôi phục. Hối có thể cùng tim. Diệp Thần ngồi ở nhất vị trí giữa, ngoài ra 4 vị phân biệt ngồi ở vây quanh hắn 4 cái phương vị bên trên. Cùng trong chốc lát, 4 cổ hoàn toàn bất đồng linh khí huyết mạch, quán đỉnh ra, ở mỗi người đầu lâu bên trên, tạo thành một cái căn nguyên sắc vàng vòng. Hối có thể cùng hợp. Từ huyết thần bắt đầu. Hắn trên đầu màu đỏ như máu vòng sáng từ từ hướng Diệp Thần phương hướng đi, lóe lên kỳ huyễn sắc thái, quỷ dị linh động huyết mạch lực, quấn quanh ở đó vòng sáng bên trên, phụ vô tận cuồng bạo thần uy. Rồi sau đó là Kỷ Tư Thanh, trên đầu nàng màu xích kim vòng sáng, loáng thoáng có thể thấy chu tước to lớn hư ảnh, tốc độ cực nhanh chồng lên ở huyết thần vòng sáng bên trên. Khúc Trầm Vân trên đầu thanh minh vòng sáng, lúc này tản ra vô tận thanh loan kêu to tiếng. Vô cùng ngang ngược rực cháy thiên đạo nguyên, ngang qua ở trên đó. Bành, ngay tại thanh minh vòng sáng chồng lên ở đó màu xích kim vòng sáng lên trong nháy mắt, 3 cái vòng sáng đồng thời tan vỡ, tản mát ra vô tận minh mông đợt khí.
ngồi ở ngay phía dưới Diệp Thần, hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh thần thông thi triển, huyền linh châu cũng là sử dụng. Vô tận linh lực hội tụ. Quanh thân tuất đất nguyên phù hiện lên, đem cả người ngay tức thì gói lại, nhưng vậy vẫn là chậm một bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà huyết thần, Kỷ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân ba người, vậy bị cái này vòng sáng cắn trả, sắc mặt đổi được trắng bệch. Cũng chỉ có Tiểu Hoàng, khó khăn lắm tránh thoát cái này cục diện nguy hiểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần vội vàng dùng thần thức câu thông Phong Thiên Thương, bọn họ lúc này mới bước đầu tiên lại liền thất bại, khoảng cách Phong Thiên Thương nói chỗ nguy hiểm, còn có khoảng cách rất xa mới đúng. Cái đế chưa vững, lên chức qua mạnh. Phong Thiên Thương sâu kín nói, đây vốn là đạo lý đơn giản nhất, cho nên hắn không có nhắc nhở Diệp Thần. Lúc này vừa thấy, cũng có chút thẫn thờ. Khúc Trầm Vân vòng sáng thành tựu cái đế vòng sáng, sau đó là huyết thần, Tư Thanh, cuối cùng là Tiểu Hoàng. Diệp Thần thật nhanh bố trí nói, tùy ý đem máu tươi trên khóe miệng lau chùi sạch sẽ, cả người lần nữa ngồi xếp bằng làm xong, chuẩn bị mở lần thứ hai. Lần này, đám người nín thở ngưng thần, rất sợ có một chút sơ sót. Cho đến Tiểu Hoàng đỉnh đầu vậy đỏ màu xanh vòng sáng chồng lên ở Kỷ Tư Thanh vòng sáng bên trên, đám người mới mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Hối có thể cùng một, dung. Diệp Thần trong ngón tay vô thượng luân hồi toàn bộ khí tức hội tụ ra, hủy diệt đạo ấn uy áp, đem vậy bốn màu vòng sáng cương ép áp chế chung một chỗ. Ung ung. Mỗi một đạo vòng sáng giờ phút này cũng giống như được công kích như nhau, bung ra mãnh liệt mà ánh sáng nóng bỏng. Chu Tước cùng Thanh Loan ở đó vòng sáng khe hở bên trong rên rỉ, cuồng bạo huyết bạo sát khí bao phủ ở toàn bộ vòng sáng không gian. Ở giữa vậy ti ti lũ lũ đỏ xanh khí, xen lẫn thần hồn công kích huy năng. Mỗi một đạo, đều ở đây chống đối trước Diệp Thần quy luật lực. Cho ta áp chế. Diệp Thần trong tay sát kiếm bay ra, tản ra nồng đậm luân hồi hơi thở, từng điểm xóa đi vậy vòng sáng bên trên tràn ra năng lượng dấu vết. Rắc rắc. Sát kiếm cùng vậy bốn cái vòng sáng đụng vào nhau ngay tức thì, từng đạo kẽ nứt xuất hiện ở đó vòng sáng bên trên. Bốn cái vòng sáng hóa là từng viên mảnh vỡ, trực tiếp từ trong hư không tung tóe ra, giống như từng cái kiếm đoàn như nhau. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, lại thất bại sao? Mọi người con mắt mở đi một ít, bước này chính là Diệp Thần lúc ấy nói vô cùng là gian hiểm một bước, cũng là dung hợp trọng yếu nhất quá trình. Diệp Thần, cái này bốn cái vòng sáng bên trong, căn nguyên và quy luật khác xa lắc xa lơ, ngươi hoặc là có thể làm được trực tiếp dùng sức mạnh. Đem tất cả vòng sáng đè hợp chung một chỗ, hoặc là liền cần vô cùng là dịu dàng lực lượng, một chút xíu mài đi phía trên căn nguyên tràn ra thể. Phong Thiên Thương thanh âm kịp thời vang lên, nhưng là cơ hội thoáng qua rồi biến mất, nếu như muốn dùng loại thứ nhất, liền nhất định phải đủ mau. Đủ hoàn toàn, đủ quá cường hãn. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn biết nên làm như thế nào. Quá trình lần nữa lưu chuyển đến dung hợp bước này. Bốn người ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không bốn cái vòng sáng. Đột nhiên, vô tận hắc ám ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ không gian, chỉ là vậy các sắc bá đạo vòng sáng, tản mát ra sáng bóng, thành cái này vô tận hắc ám bên trong duy nhất sắc thái. Muốn phải đồng thời áp chế bốn người căn nguyên khí ngưng tụ thành vòng sáng, không có vô cùng là bá đạo tu vi, là xa xa không thể đạt tới. Nếu như vậy do Diệp Thần tự thân thực lực, chỉ là Khúc Trầm Vân mình thực lực, liền thật khó áp chế. Nếu không có cách nào, vậy thì sáng tạo biện pháp. Diệp Thần rên lên một tiếng, Hoàng Tuyền Đồ bỗng nhiên xuất hiện, một bình vô cùng là tốc độ ánh sáng kiếm to, chỉ như vậy dâng trào ra, kiếm kia chính là thời khắc này Hoang Ma Thiên Kiếm. Diệp Thần trong tay Hoang Ma Thiên Kiếm, giờ phút này tản ra vô tận uy áp và cường hãn hắc ám sát khí, ở nơi này một phiến hắc ám bên trong, giống như vô hình vậy. Chém! Hoang Ma Thiên Kiếm bá đạo kiếm mang, ở nơi này hắc ám bên trong, trực tiếp xuyên ngang mỗi một tầng vòng sáng. Nguyên bản run rẩy kịch liệt gào thét vòng sáng, ở Hoang Ma Thiên Kiếm dễ như bỡn kiếm phong dưới, lại trực tiếp đem quanh quẩn ở trong đó hỗn loạn hơi thở từng cái tiêu diệt. Lại cũng không có vậy lao nhanh mà gào thét dáng điệu, giống như thấy sư tử được động vật nhỏ, ngoan ngoãn dừng tại chỗ, đàng hoàng nhận lấy dung hợp. Oanh! Một đạo mười phần khí lãng khổng lồ giờ phút này đang lấy vô cùng là hào hoành tư thái, từ bốn cái vòng sáng bên trong dâng trào ra. Nguyên bản bị màu đen nguyên phù che đậy không gian, giờ phút này, ở nơi này sóng lớn dưới sự công kích, đã chậm rãi bị đè ép lật ở một bên khác.
Nguyên bản ở vòng sáng chung quanh tàn phá bừa bãi vô cùng căn nguyên tràn ra thể, lúc này toàn bộ ở nơi này hoang ma thiên kiếm uy nghiêm dưới, đổi là trong không khí một hạt cát trần. Một cái đen thui vòng sáng dần dần hiện ra, trong đó phát ra chủ đạo vị trí hơi thở đã biến thành luân hồi hơi thở. Một bước cuối cùng, Diệp Thần trong lòng một hồi nặng nề, hô lớn, hối có thể cùng đồ. Vậy đen thui vòng sáng bay lên không, trực tiếp ngang qua ở toàn bộ trong hư không, nguyên bản linh hoạt kỳ ảo rừng trúc tới giữa, lúc này bao phủ lên một tầng vô cùng là mịt mờ hủy diệt vẻ. Trắng xám màu sắc, đem đúng khu rừng trúc toàn bộ lấp đầy, không có bất kỳ sinh linh tồn tại dấu vết, nguyên bản ở trong rừng chim, lúc này vậy biến thành màu xám trắng, giống như dạo chơi ở trong đó quỷ mị ảnh. Diệp Thần cảm nhận được đang có vô cùng vô tận linh lực hướng cái này vòng sáng bên trong người trước gục ngã người sau tiến lên dâng trào tới, thậm chí liền hắn đều có chút hâm mộ cái này chưa từng có tuyệt hậu vô cùng năng lượng. Ổn định tâm thần, không muốn bị cám dỗ. Phong Thiên Thương thanh âm lúc này truyền tới, có lẽ Diệp Thần mình cũng không có cảm giác được, thật ra thì ở hắn cảm thấy có chút hâm mộ thời điểm, hắn cánh tay đang không tự chủ nâng lên, đưa tay chụp vào vậy đang bốc lên vòng sáng. Kỳ Tư Thanh các người mặc dù thấy được Diệp Thần cái này động một cái làm, nhưng cũng không rõ ràng hắn hành động này ý. Diệp Thần nghe được Phong Thiên Thương lời nói sau này sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, nếu như không phải là Phong Thiên Thương ngăn cản, có lẽ hắn đã đưa tay tiếp xúc vòng sáng, như vậy nguy hiểm nhất tình huống thì sẽ sinh ra. Hắn linh lực trong cơ thể đem cuồn cuộn không ngừng chảy vào vậy vòng sáng bên trong, có lẽ cho đến hắn chết, hắn đồng bạn mới sẽ biết. Diệp Thần thu hồi tâm trạng. Cẩn thận quan sát vòng sáng bên trong động tĩnh. Ở vô tận hư không bên trong, tựa hồ có lấm tấm quang minh đang hiện lên trong đó. Chính là lúc này, Diệp Thần trong tay cổ ngọc đột nhiên bay lên trời, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, trực tiếp đầu nhập vậy vòng sáng bên trong. Bá! Một đạo vô cùng là sáng chói mà sắc bén ánh sáng ở cổ ngọc dung nhập vào vòng sáng trong nháy mắt, văng tung tóe ra. Mỗi cái người cũng theo bản năng đưa tay đi ngăn cản như vậy ánh sáng sáng chói lửa đốt hại mắt. Ngay sau đó, tia sáng kia đổi được nhu hòa, ti ti lũ lũ linh khí quấn quanh ở cổ ngọc trên mình, mà nó tự thân tựa hồ vậy đang chậm rãi hấp thu linh khí này. Thành công, Kỳ Tư Thanh hưng phấn kêu một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần rõ vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ. Diệp Thần cảm thụ cái này như có như không linh khí, từ cổ ngọc trên mình yếu ớt phiêu tán đi ra. Một đạo vô hình bóng sáng, từ cổ ngọc trên mình tràn ra đi ra, giống như ở hư không thăm dò ra một đạo quang lộ, từng tia linh khí, chỉ như vậy từ từ tràn ra trên không trung. Vậy chỉ đường giống như là có xúc tu như nhau, tựa hồ quấn quanh ở thứ gì bên trên. Phát ra ken két thanh âm. Ngươi không nên phá hoại quy củ. Một tiếng trầm thấp, từ cổ ngọc bên trong tản ra, đem đám người sợ hết hồn. Nhưng bọn họ dám khẳng định, đây là dược tổ thanh âm. Cái gì? Huyết Thần cơ hồ phản xạ tính nói, rất nhanh, thanh âm xuyên thấu qua cổ ngọc truyền đến dược tổ trong tai. Ngươi không phải Thanh Tuyền, ngươi là ai, lại dám đánh cắp cổ ngọc? Đạo thanh âm này phong cách cổ xưa mà bể dâu, tràn đầy vô tận năm tháng lực. Ngài là dược tổ tiền bối sao? Ta là Thanh Tuyền chân nhân đệ tử Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh liền vội vàng giải thích nói, rất sợ dược tổ trực tiếp cắt đứt giữa bọn họ liên lạc. Dược tổ nhưng phát ra một tiếng không tín nhiệm thanh âm, Thanh Tuyền chỉ có hai người đệ tử, chính là đồng bào tỉ muội, lúc nào thu một cái họ Kỳ đệ tử. Vãn bối đời trước chính là Khúc Trầm Yên, cái này nhất thế kêu Kỳ Tư Thanh. Vãn bối Khúc Trầm Vân. Khúc Trầm Vân thanh âm vậy đột nhiên vang lên, nàng muốn dùng như vậy tồn tại, để cho dược tổ biết các nàng cũng không có ác ý, không có trộm cắp cổ ngọc. Nếu là Thanh Tuyền đệ tử, cũng biết. Cái này cổ ngọc cho tới bây giờ chỉ có thể sử dụng một lần, đây là ta quy củ. Dược tổ thanh âm bao hàm vô tận lửa giận, 10 phần căm tức bọn họ lại coi thường hắn quy củ, cái này làm cho hắn vô cùng nóng nảy. Khúc Trầm Vân lúc này mới sáng tỏ, khó trách sư phụ rõ ràng có thể liên thông dược tổ thủ đoạn, cho đến mất mạng cũng không có lần nữa sử dụng, đây lại là bởi vì khối ngọc bội này chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ Tư Thanh nhíu mày một cái. Tạm thời tới giữa cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Diệp Thần. Tiền bối chúng ta cũng không ác ý, chỉ bất quá bởi vì có không ngài ra tay không thể chữa khỏi thương thế, lúc này mới bất chấp lớn không kiêng kỵ tới nhờ giúp đỡ tại ngài. Diệp Thần cúi đầu nói,
cái này thế gian chỉ có ta có thể chữa trị thương thế có rất nhiều, chẳng lẽ mỗi một cái ta cũng phải đi chữa trị sao? Không cần nói nhảm, đem ngọc bội tiêu hủy, sau này không nên tới quấy rầy nữa. Huyết thần chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, thật vất vả tìm được cơ hội, cái này dược tổ lại cự tuyệt xuất thủ cứu trị. Tiền bối, chúng ta biết được ngài có quy củ của ngài, nhưng là thế gian nhân quả luân hồi, chúng ta nếu có may mắn đủ cùng ngài liên thông, khả năng này chính là chúng ta tới giữa cơ duyên. Hy vọng ngài có thể xem ở nơi này phần nhân quả trên, cho chúng ta một cái cơ hội, Diệp Thần nói. Dược tổ đã lánh đời nhiều năm, làm sao có thể bởi vì Diệp Thần vài ba lời mà có bất kỳ biến hóa nào, giờ phút này cũng chỉ là ngại vì ngọc bội này xuất từ hắn tay, mà không nhẫn tâm trực tiếp phá hủy, muốn cho Diệp Thần mấy người biết khó mà lui thôi. Tiền bối, cùng là y đạo nhập thế, ta nhưng là vô cùng làm tướng tin nhân quả. Diệp Thần nheo mắt lại, quanh thân tràn ngập từng vòng lưu ly bảo quang, cả người khí độ xâm nghiêm, hắn giơ tay lên, một cái ngọc giản hiện ra ở trong tay. Bát quái này thiên đan thuật, chính là nhân quả. Dược tổ thanh âm bắt đầu có một chút biến hóa, tựa hồ đối với bát quái thiên đan thuật vô cùng là cảm thấy hứng thú, lời nói vẫn như cũ quật cường nói, người cùng lão phu nói chuyện này để làm gì? Không việc gì, chính là vãn bối nhập thế thời gian quá ngắn, xem không hiểu cái này nhân quả, không rõ ràng tại sao có người phổ độ chúng sanh, có người nhưng co đầu rút cổ một nơi, chẳng những không hành nghề y tế thế, thậm chí đem chủ động nhờ giúp đỡ người vậy trận ngoài cửa, ta chân thực không biết, hai người này đạo nguyên, thật đều là thuốc nguyên sao. Diệp Thần. Khúc Trầm Vân thanh âm lạnh lùng truyền tới, muốn nhắc nhở Diệp Thần không nên quá qua, cái này cùng đại năng không phải hắn một cái như vậy nhân vật nhỏ có thể khiêu khích. Lại không nghĩ rằng dược tổ thanh âm phát ra một đạo sang sảng tiếng cười, thật lâu không có gặp qua xem ngươi như vậy miệng mồm lanh lợi tiểu tử. Kỷ Tư Thanh trên mặt lộ ra lau một cái thán phục, thật không biết nên nói Diệp Thần là vận khí tốt vẫn là quá dũng cảm. Được, lại ngươi vậy tu đạo này, ta liền cho ngươi một đạo cơ duyên. Dược tổ thanh âm đổi được nhu hòa, không biết là bị Diệp Thần hết sức chân thành không sợ đánh động, hay là đối với bát quái thiên đan thuật hấp dẫn. Vậy cổ ngọc nơi quanh quẩn chỉ đường, lúc này chậm rãi hối tụ tập với nhau, hình thành một đạo u bích cửa. Cửa kia ở nơi này bên trên, tản ra vô tận nhúng tạp hơi thở, vô căn cứ ra, lại để cho người cảm giác được cái này sau lưng không giống tầm thường. Diệp Thần nhưng khẽ mỉm cười, lộ ra lau một cái bền bỉ ánh mắt. Hắn sở dĩ nói như thế nhiều, thật ra thì cũng không phải là muốn dùng phép khích tướng, mà là đây chính là hắn ý tưởng chân thật, bỏ mặc đối phương có phải hay không đại năng, hắn chỉ là đem mình lời trong lòng nói ra. Đi thôi, Diệp Thần phất phất tay, đem tiểu hoàng thu hồi luân hồi mộ địa bên trong, dẫn đầu đi vào vậy cửa ánh sáng bên trên. Khúc Trầm Vân gật đầu một cái, đi theo ba người cũng đi vào. Cái này bóng sáng sau cửa mở ra, bốn người giống như tiến vào một nơi u tĩnh linh hoạt kỳ ảo thung lũng chi địa, thảo dược tràn ngập, thuốc thơm xông vào mũi, đậm đà hơi thở, tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Đây là một nơi không biết tên chi địa, ẩn núp cực sâu, Diệp Thần quay đầu nhìn xem đã biến mất lối vào, nơi đó hiện giờ đã biến thành một mặt tường đá, hiển nhiên dược tổ cũng không có dự định bại lộ dược cốc này nơi tới, hẳn là trực tiếp mở ra một cái hư không lối đi. Để cho cái này mấy người tiến vào. Ngươi cùng nếu tiến vào ta dược cốc, chính là ta dược cốc quý khách, một đạo vô cùng là thanh âm thanh lệ, từ đàng xa truyền tới. Một tên thân mặc đồ màu trắng một pháo cô gái, trên đầu mang cái chụp đầu, sau lưng cõng một cái nhỏ giỏ trúc, bên trong tràn đầy đủ các loại dược thảo, đang chậm rãi hướng bọn họ bốn người tới. Chúng ta đặc biệt tới gặp dược tổ. Diệp Thần ngắm cô gái này trang điểm, cùng thiên nhân vực đám người một trời một vực. Đây chất áo, cho thấy bọn hắn chất phác, nhưng là ở khớp xương chỗ, còn có một tầng màu bạc thêm khâu, hẳn là hạ xuống hư hại. Sư phụ đã cùng ta nói qua, cô gái thanh âm thanh lệ ở độ vang lên, bất quá, sư phụ nói, chỉ gặp một mình ngươi. Ta một cái, Diệp Thần nhìn xem vậy lượn lờ cụm núi, dược tổ khí tức cường đại đang tràn ngập ở nơi đó. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh có chút lo âu nhìn Diệp Thần. Nàng không biết tại sao dược tổ chỉ gặp Diệp Thần một người. Không có sao, Diệp Thần lắc đầu một cái, dược tổ nếu có thể nghe vào hắn mà nói, vậy thuyết minh cũng không phải là một cái lòng dạ hẹp người. Lần này bọn họ nếu có thể đi vào dược cốc, vô luận như thế nào, hắn đều phải khuyên dược tổ ra tay liền cứu chữa huyết thần. Những người khác lại ở chúng ta dược cốc nghỉ ngơi, ngươi cùng ta tới.
Cô gái cười lúm đồng tiền như hoa nói, dược cốc này đã vạn du năm chưa có tới quý khách, lúc này Diệp Thần một nhóm tiến vào, để cho một ít sinh sống ở nơi này dược cốc người hết sức cảm thấy hứng thú. Người yên tâm, chúng ta không có sao, Huyết Thần nói, từ hắn cước thứ nhất đạp như dược cốc, hắn hơi thở liền bình hòa, nguyên bản cuồng bạo rối loạn nội tức, giờ phút này đang cái này nhẹ linh dược khí thấm nhuần hạ, đổi được yên lặng. Khúc Trầm Vân vậy gật đầu một cái, thật ra thì chỉ cần có nàng ở đây, bằng vào ba người thực lực, trừ phi là dược tổ tự mình ra tay, nếu không, ở toàn bộ dược cốc bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Chúng ta là muốn đi nơi nào? Diệp Thần nhìn ở trước mặt dẫn đường cô gái, dọc theo đường đi rừng u tĩnh yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang một đường cùng theo. Dược tổ thần điện, sư phụ hàng năm ở nơi đó. Cô gái nói xong, mang một chút quan sát vẻ mặt nhìn về phía Diệp Thần, người này vẫn là cái này vạn năm tới, sư phụ cái đầu tiên tự mình mở ra hư không lối đi mời người tiến vào, không biết trên mình có chỗ nào thần kỳ. Diệp Thần cảm giác được nàng ánh mắt, khẽ mỉm cười. Lộ ra một người vô cùng là hiền hòa nụ cười. Thế nào? Không việc gì, chính là không biết ngươi có đặc biệt gì, lại có thể để cho ta sư phụ tự mình gặp ngươi. Ha ha, Diệp Thần cười nói, cũng không nói gì nữa, dược cốc thần điện đã đứng sừng ở hắn trước mắt. Không giống với giống vậy đền, dược cốc thần điện hình dáng giống như lúc một tôn to lớn dược đỉnh, bầu dục giống vậy hình thái phơi bày ở trong mắt hắn bên trong. Chính ngươi vào đi thôi. Sư phụ ở bên trong chờ ngươi. Cô gái lộ ra lau một cái kính sợ thần sắc, tựa hồ có chút sợ dược tổ, cõng nàng nhỏ giỏ chút, đã ba bước cũng làm hai bước biến mất ở giữa rừng đường mòn bên trên. Vãn bối Diệp Thần, gặp dược tổ tiền bối. Không có bất kỳ ngượng ngùng cùng xấu hổ, Diệp Thần liền đẩy ra đóng chặt cửa cung điện, cao giọng nói. Vừa tiến vào đại điện, một tôn như hình dáng giống vậy dược đỉnh đang phù phiếm ở giữa không trung. Tản ra sâu kín dược thảo mùi thơm. Dược tổ ngồi xếp bằng ở dược đỉnh phía trước một cái bồ đoàn bên trên, cũng không để ý gì tới sẽ Diệp Thần. Tiền bối, vãn bối lần này tới, là hy vọng tiền bối có thể xuất thủ cứu trị Huyết Thần, hắn bị nho tổ sấm sét hủy diệt căn nguyên nơi cắt đứt cánh tay trái, dẫu có bất tử bất diệt thân thể nhưng không cách nào hết bệnh. Hy vọng ngài có thể ra tay. Diệp Thần cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng nói. Đơn giản đem nguyên nhân hậu quả nói hết mọi chuyện. Nho tổ à, dược tổ nhẹ bỗng mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nói cái này ba chữ, cũng không có gì giọng. Đúng vậy, tiền bối hẳn là biết Huyết Thần cùng nho tổ tới giữ hiềm khích, dù cho vạn năm trôi qua, cái này nhân quả vẫn sẽ tiếp tục trùng điệp. Vậy bọn họ hai người sự việc, có liên quan gì tới ngươi? Dược tổ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong bắn ra làm người ta run sợ kinh hãi duệ quang. Là vãn bối đem Huyết Thần tiền bối từ Vẫn Thần đảo cứu ra, hắn trí nhớ chưa khôi phục, liền quyết định một mực bầu bạn vãn bối chừng. Vậy hắn bây giờ trí nhớ hẳn khôi phục một ít đi, có từng hướng ngươi nói ra hắn trước khi nghiệt duyên nợ duyên. Diệp Thần gật đầu, Huyết Thần tiền bối đã đúng sự thật cho nhau biết. Lấy ngươi thủy nguyên cảnh thực lực, biết nhiều cường giả như vậy tới giữa thủ oán, tại sao còn không rút người ra trở lui? Dược tổ mặt mũi lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu cùng không tín nhiệm, hắn không tin có ai tâm trí có thể không ý kỵ những thứ này kinh thế đại năng. Vãn bối dựng thân trên đời, chẳng lẽ gặp phải khó khăn và hiểm trở thì phải lùi bước sao? Có lẽ ở phía trước thế hệ xem ra, thích đáng gìn giữ mình thực lực cùng đệ tử là trọng yếu nhất, nhưng là ở vãn bối xem ra, đời người dù cho có thể sống tỷ năm, vậy không chống nổi làm mình cho rằng đối với sự việc. Ngươi nhận tại sao mới là đúng? Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, không bởi vì sợ mà cúi đầu, không bởi vì không tốt mà mất hy vọng, không bởi vì con đường phía trước mong manh mà lúc này đi vòng vèo. Cái này thế gian đạo lý lớn nhiều biết bao, chẳng lẽ liền bởi vì cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Dược tổ thần sắc đổi được ngưng trọng, hắn vốn là lấy là Diệp Thần sẽ lấy thổi nâng mình là nội dung chủ yếu. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại như vậy trả lời. Tốt một câu, cho tới bây giờ như vậy. Liền đối với sao? Diệp Thần lần này tâm tính, để cho dược tổ khá là liếc mắt, cũng không phải là hắn đối với Huyết Thần có bao nhiêu trượng nghĩa hào hứng, mà là, cái loại này nghịch đời tâm tính, bách chiết không cào nhuệ khí, dược tổ đột nhiên cảm thấy năm đó vị kia mặc dù đi một bước vô cùng là gian hiểm cơ, nhưng tựa hồ là đi đúng rồi. Tiền bối, ngài cùng ta đã từng là một vị sư phụ đều là thuốc đạo trình độ cao nhất chỗ, hy vọng ngài có thể thi lấy giúp đỡ.
Lần này đối với lời mặc dù 10 phần đơn giản, nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, nhưng cũng nhìn thấy dược tổ bên trong ở bao dung chi tâm. Hắn đã đáp ứng học huyết thần, nhất định sẽ đem hắn tay cụt chữa khỏi, vô luận trả bất kỳ giá nào, hắn đều phải thuyết phục dược tổ. Ngươi có biết ta cả đời xuất thủ qua mấy lần? Vãn bối không biết, nhưng là nếu tiền bối có cứu đời khả năng, vậy vì sao phải câu nệ tại số lần đâu? Diệp Thần lời ít ý nhiều hỏi nói, ở hắn xem ra, nên giống như những cái kia thần y thuốc thần như nhau, nếu có thể phổ độ chúng sanh, nên cứu tất cả có duyên người. Mọi người hàng trăm triệu vạn, lực một người khó mà cứu chuộc, nhưng có nguyên nhân quả cơ duyên, cho dù là ánh nến thiêu hủy, cũng không nên từ chối. Hừ, người thằng nhóc này thật là không sợ ta à. Dược tổ hừ lạnh một tiếng, như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nếu như đổi người ngoài như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn sớm đã đem người ném tới dược đỉnh phía dưới làm nhiên liệu. Nghe được dược tổ như vậy, Diệp Thần nhưng khẽ mỉm cười, tiền bối ngài cao nhân ghi trong tim, dĩ nhiên là có thể chứa chấp chính là tại hạ. Người bây giờ nói những thứ này dễ nghe, lấy là ta sẽ thật không? Nếu như đổi người ngoài, như vậy lời khen tặng, dược tổ vậy liền tin, nhưng là Diệp Thần như vậy không sợ người, dược tổ mới sẽ không đơn giản lấy là hắn thật sự là sùng bái bao ngưỡng mình. Tiền bối, kiếp trước nhân quả kiếp trước báo, huyết thần tiền bối và nho tổ tới giữa thủ oán cũng tốt, ân tình cũng được, nếu chúng ta có thể bước vào ngài dược cốc, ta có thể đi vào ngài thần điện, dĩ nhiên là dạt dào mong đợi cùng ngài, chỉ cần ngài có thể ra tay, vô luận trả giá cao gì, ta Diệp Thần như ăn mật. Dược tổ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần, trong tay nhưng là hiện ra một bụi dược thảo kia toàn thân như tuyết, nếu như không phải là xâm lạnh quỷ mị khí, nhất định để cho người cảm thấy nó là vô cùng tinh khiết vật. Đây là ta nhiều năm trước đã từng lấy được một bụi tiên phẩm dược thảo, nhưng năm đó bởi vì loại nào đó trùng hợp, không rõ lắm để cho nó bị nhiễm đến quỷ mị ma khí, hiện nay đã giống như phế vật vậy. Diệp Thần truyền thừa thuốc nói, đối với dược thảo lưu dĩ nhiên là 10 phần tinh thông. Dược thảo này dược tính đậm đà, quả thật vô cùng là đáng tiếc. Ngươi nếu là muốn ta xuất thủ cứu trị huyết thần, cũng không phải là không có cách nào. Dược tổ loại nào đó lóe ra một chút kiểu khác nụ cười, Diệp Thần tâm tính để cho hắn 10 phần tán thưởng, nhưng cũng sẽ không phá hoại chính hắn bảy quy củ. Muốn hắn ra tay có thể, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của hắn nguyên tắc. Ngài cứ nói đừng ngại, chỉ cần Diệp Thần làm được, nhất định thực hiện. Ta cuộc đời này nhất là tiếc nuối chính là bụi cây này dược thảo không cách nào sử dụng, nhưng là ở ta cái này dược tổ thần điện ra, có một tòa cự phong núi tuyết, đỉnh núi chỗ kết trái thiên diệt tuyết tâm liên, có thể lọc sạch dược thảo quỷ mị ma khí. Tiền bối là hy vọng ta có thể thay ngài đi đạt được cái này thiên diệt tuyết tâm liên. Dược tổ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là yên lặng nhìn Diệp Thần, nói, muốn leo lên cự phong núi tuyết, không phải một chuyện dễ dàng, ta dược cốc bên trong có rất nhiều yêu nghiệt đệ tử, bọn họ đã từng một lần lại một lần thử nghiệm leo lên núi tuyết, nhưng cuối cùng không công mà về. Ta hiểu ý, Diệp Thần gật đầu một cái, dược tổ cái này điều kiện, xem ra là so hắn tưởng tượng còn phải gian nan. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có thể gỡ xuống thiên diệt tuyết tâm liên, ta liền sẽ xuất thủ cứu trợ huyết thần. Được, tiền bối, ta đáp ứng ngài, nhất định cầm thiên diệt tuyết tâm liên cho ngài mang về. Dược tổ nhìn Diệp Thần như vậy quả quyết trực tiếp đáp ứng, có lòng muốn nhắc lại một hai, lời đến mép, vẫn còn là nuốt trở vào. Đây là hắn cơ duyên, hắn đường, hẳn để cho chính hắn đi. Tiền bối, xin phiền ngài phái người thay ta dẫn đường, ta lập tức lên đường. Diệp Thần từ cửa điện bên trong, nhìn về phía vậy u viễn núi tuyết, tản ra cùng cái này linh hoạt kỳ ảo, bốn mùa như xuân dược cốc hoàn toàn bất đồng thời tiết dị tượng. Cổ Linh, hắn phải đi núi tuyết hái thiên diệt tuyết tâm liên, người lại là hắn dẫn đường. Dược tổ thanh âm vừa dứt, trước cho Diệp Thần cô gái dẫn đường đã xuất hiện ở cửa cung điện, hiển nhiên trước nàng cũng không giống như nàng nói rời đi, mà là ngó giáo giác không biết tránh ở địa phương nào nghe lén. Lúc này gặp dược tổ phát hiện mình, chỉ có thể rũ đầu đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Biết, sư phụ, dược tổ cũng không có truy cứu nàng, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, nhắm mắt, đem đúng phó tâm thần bơm vào ở dược đỉnh bên trên. Ngươi thật phải đi núi tuyết sao? Cô gái nhìn Diệp Thần vậy không sợ hãi chút nào diễn cảm, trên mặt tản ra vô cùng hiếu kỳ thần thái. Người biết leo lên núi tuyết có bao nhiêu khó khăn sao? Diệp Thần lắc đầu, hắn vừa mới đến,
làm sao biết liên quan tới dược cốc sự việc, nhưng là từ Cổ Linh sắc mặt trên, hắn cũng có thể suy đoán ra nhất định là khá là chật vật. Chúng ta có rất nhiều sư huynh đệ đã từng muốn đến tuyết sơn này đỉnh núi đi hái dược liệu, nhưng là vậy vô cùng là cuồng bạo ác liệt khí lạnh cuối cùng để cho tất cả người không thể như nguyện, ta xem ngươi bất quá là thủy nguyên cảnh tu vi, cần gì phải đi mạo hiểm. Cô gái lắc đầu một cái, Diệp Thần thực lực ở nàng nhìn lại thật sự là quá mức nhỏ, dược cốc bên trong các yêu nghiệt, cái nào không là vượt qua hắn rất nhiều, chuyến này cũng bất quá là tự rước lấy. Diệp Thần vẫn là bộ kia biểu tình lãnh đạm, cũng không có đối với Cổ Linh nói làm ra đáp lại. Cổ Linh bĩu môi, tựa hồ đối với hắn cái loại này nhìn mình rất cao hành vi khá là khinh thường, sư phụ là để cho ngươi biết khó mà lui, ngươi nếu như không gánh nổi, cũng không mất mặt. Diệp Thần gật đầu một cái, coi như là cảm ơn nàng nhắc nhở. Nhưng cái này dạng lãnh đạm yên ổn thái độ, lúc này để cho Cổ Linh không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ sư phụ thật đối với hắn có cao như vậy mong đợi, tin tưởng hắn có thể thành công. Bất quá cái ý niệm này mới vừa hiện lên, nàng liền nhanh chóng lắc đầu một cái, điều này sao có thể chứ? Vậy vô tận núi tuyết ở một cái cua quẹo sau này, lộ ra toàn cảnh, hàn lạnh hơi thở đập vào mặt, để cho Diệp Thần cảm nhận được vậy mênh mông lạnh tức. Từ nơi này con đường mòn lên núi, đơn giản nhất. Cổ Linh nhỏ giọng tiếp tục nói, ta không biết ngươi có bản lãnh gì, nhưng là chúng ta cái này cự phong núi tuyết, có vô cùng vô tận nguy hiểm, ngươi một khi mất sức, phải lập tức trở lại, nếu không, cũng sẽ bị đông thành đá. Diệp Thần gật đầu một cái, trước mắt điều này trùng điệp đường mòn, đến gần núi tuyết địa phương, đã là tràn đầy băng xương bao trùm trên đó. Vô cùng là cao gầy núi tuyết, đứng sừng ở Diệp Thần trước mắt, vô cùng là khổng lồ mênh mông, giống như thần dinh như nhau, để cho người không dám leo tiếm quyền. Cảm ơn Cổ Linh cô nương dẫn đường. Diệp Thần ôm quyền nói, rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại bước lên cái này con đường mòn. Thật là kẻ ngu, Cổ Linh nhẹ a một tiếng, nhưng không tự chủ hướng Diệp Thần nhìn quanh, Diệp Thần tiến lên tốc độ vô cùng là nhanh chóng, ở nơi này trong thoáng qua, liền đã tới núi tuyết chân núi, hắn bóng người dần dần biến thành một cái lớn chừng hạt đậu, đang từ từ ở trên núi tuyết đi. Cổ Linh đại khái tính toán một tí Diệp Thần tốc độ, lại cùng nàng rất nhiều sư ca sư tỷ kém không nhiều, người này nhất định không phải ngoài mặt thấy đơn giản như vậy, thủy nguyên cảnh thực lực, làm sao có thể nhanh như vậy. Nàng tâm tư hiển nhiên Diệp Thần là sẽ không biết được, cái này chật hẹp đường mòn, mặc dù trùng điệp, thông qua như vậy phương thức, tan mất núi tuyết đối với leo hành giả áp lực cực lớn, đến tiến lên khoảng cách nhưng cũng kéo dài. Diệp Thần bước vào núi tuyết sau này, trước mặt đường xá cũng không có để cho hắn có bất kỳ khó khăn cảm giác rác, như dẫm trên đất bằng vậy, từng bước một liền đi lên. Trên núi tuyết màu xanh lá cây tùng bách dần dần biến mất, hắn mục chỗ tức địa phương, đều là vô tận băng xương, lớp băng thật dày, nếu như không cần linh lực ổn định thân hình, ở trong một cái chớp mắt này, liền sẽ lui trở về khởi điểm. Một đạo lại một đạo hàn xương lực, giống như cụ như gió, hung hãn đánh vào Diệp Thần thân thể bên trên. Hắn luyện thể chi đạo khác với người thường, thân xác và sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, còn có thể miễn cưỡng chống cự một ít băng hàn, nhưng là vậy sắc bén băng xương, mỗi một đạo sức gió giống như là một bình nhọn tiểu đao, một tấc tấc vạch ở người da thịt bên trên. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu leo, Diệp Thần có cảm giác, cái này cự phong núi tuyết cũng không có đơn giản như vậy, không biết bên trong cất giấu sâu hơn nguy hiểm. Ngươi nói gì sao, Diệp Thần đi các ngươi dược cốc cự phong núi tuyết. Kỷ Tư Thanh nhìn trước mắt cái này xinh xắn cô gái, chính là mới vừa rồi đem Diệp Thần đưa đến núi tuyết Cổ Linh. Các ngươi có thể còn không phải là đặc biệt hiểu chúng ta trong cốc cự phong núi tuyết, Cổ Linh lộ ra lau một cái Diệp Thần chính là mình tìm chết thần thái, đem bọn họ bên trong tộc thiên tài leo núi tuyết sự việc, thêm dầu thêm mỡ từng cái nói ra. Kỷ Tư Thanh sắc mặt đổi được 10 phần âm trầm, trong con mắt lo âu cơ hồ đều biến thành một uông hải dương, phải đem Cổ Linh chìm ngập vậy. Nguy hiểm thật lớn như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, hắn chính là một cái chính là thủy nguyên cảnh, xính cái gì có thể à? Một ít thái chân cảnh cường giả đều không cách nào bước vào đỉnh núi. Huyết Thần một tay hung hãn đánh ra một tí trước mặt thạch đài lên tiếng đáp lại vỡ vụn, ngưng trọng nói, đều là bởi vì ta, nếu như hắn không phải là vì ta, cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Hắn hiện tại đã đi, nói gì đã trễ rồi, Khúc Trầm Vân mây thưa gió nhẹ nói. Mặc dù nàng đối với luân hồi chi chủ thật sự là không có cảm tình gì, nhưng là phần này đối với bằng hữu tình nghĩa,
nàng quả thật cũng là vô cùng là nhận đồng. Huyết thần tiền bối, ngài liền không nên tự trách, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Kỷ Tư Thanh mặc dù nói như vậy, nhưng là mặt nhưng chuyển hướng Cổ Linh, nói, không biết cô nương có thể hay không dẫn đường, ta muốn đi dưới chân núi tuyết. Ngươi cũng phải trên núi tuyết, Cổ Linh hoảng sợ nhìn Kỷ Tư Thanh. Không phải, ta là hy vọng có thể cách hắn gần nhất điểm, trông nom hắn an toàn xuống, Kỷ Tư Thanh lắc đầu, nàng mặc dù lo lắng, nhưng là đối với Diệp Thần vậy tràn đầy lòng tin, nếu hắn dám đáp ứng, vậy hắn nhất định có thể hoàn thành. Si tình người à, Cổ Linh đánh giá Kỷ Tư Thanh thần thái, chậm rãi nói. Kỷ Tư Thanh mệnh giá bên trên nổi lên một tầng mong mỏng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng vòng vo quay đầu. Khúc Trầm Vân và Huyết Thần tự nhiên cũng không có hai lời, đi theo Cổ Linh đi dưới chân núi tuyết. Lúc này Diệp Thần đã đi đến núi tuyết ở giữa, chỉ là nhịp bước dưới chân càng ngày càng chậm, trên thân hình tựa hồ có đá to lớn đè ở hắn trên mình, muốn đem hắn hung hãn đóng vào trên núi tuyết. Diệp Thần nguyên bản bao phủ ở quanh thân trên tuất đất nguyên khí và linh lực, lúc này đã dần dần tán loạn, tựa như trên núi tuyết khác có quy tắc như nhau, áp chế hắn sáu đạo nguyên phù và hết thảy. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được, trong cơ thể lưu chuyển luân hồi huyết mạch lúc này tốc độ chảy vậy đang chậm rãi đổi chậm, thậm chí có từng tia đóng băng ý. Đường không có. Vậy cái quanh có đường mòn, rốt cuộc chôn vùi ở tầng tầng băng xương tới giữa. Cái này chẳng lẽ chính là bọn họ dược cốc đệ tử đi tới địa phương xa nhất? Diệp Thần khóe miệng vuốt một chút lạnh nhạt mỉm cười, xem ra dược tổ đệ tử thực lực vậy chưa ra hình dáng gì à? Vậy một phiến lớp băng bên trên, từng cái băng cạnh giống như là đổ gai như nhau, mang ác liệt mũi nhọn, vô cùng nguy nga mênh mông lực lượng, ngang qua ở cái này trên núi tuyết. Diệp Thần trong tay sát kiếm mang theo vô cùng ngang ngược sát khí, hung hãn xuyên qua ở lớp băng bên trên. Diệp Thần giờ phút này tựa như cùng con thằn lằn như nhau, cậy thế ở toàn bộ trên núi tuyết. Vô tận gió lớn tạo thành một đoàn đoàn tuyết bạo, hung hãn nện ở trên mặt hắn. Thời khắc này Diệp Thần trên thân hình, đã tràn đầy băng cạnh đâm thủng qua vết thương. Kỷ Tư Thanh tim hung hãn níu chung một chỗ, trong mắt đã mơ hồ có lệ quang hiện lên. Ở núi tuyết quy luật lực dưới áp chế, Diệp Thần chỉ cảm giác được mình phòng vệ đang một chút xíu văng tung tóe. Khóe miệng đã có máu tươi không bị khống chế tràn ra, mà quanh thân xương cốt, vậy mơ hồ xuất hiện kẽ nứt. Thằng nhóc, buông tha đi, tuyết sơn này có chút cổ quái, hắn phía trên quy tắc người chống lại không, hoàng lão thanh âm từ luân hồi mộ địa bên trong vang lên. Tuyết sơn này không biết đi qua thời gian bao lâu lắng đọng cùng tích lũy, vô tận băng xương nguyên khí, thậm chí trực tiếp có thể nghiền ép thực lực hơi thấp thái chân cảnh cường giả. Diệp Thần một cái thủy nguyên cảnh tiểu tử. Nếu như không phải là có rất nhiều lá bài tẩy còn có luân hồi huyết mạch gia trì, căn bản không có thể đi tới tình cảnh này. Giờ phút này bất quá là dáng chống đỡ, muốn đạt tới đỉnh tuyết sơn, căn bản là nói vớ vẩn. Ngươi không muốn hy vọng hảo huyền. Hoàng lão nhìn Diệp Thần cái này bức không chịu thua hình dáng, lại vẫn muốn từng bước một leo lên phía trên đi. Hắn lộ ở bên ngoài cánh tay, đã sớm ở nơi này lạnh như băng va chạm dưới, mình đầy thương tích máu thịt mơ hồ. Diệp Thần, ngươi tiếp tục như vậy, ngươi thân thể sẽ không chịu nổi trước tuyết sơn này rét căm căm, trong cơ thể ngũ tạng phế phủ dẫn đầu đóng băng, cuối cùng ngươi cả người cũng sẽ biến thành một khối đá. Vậy, lại, như, vì sao? Mấy chữ này, giống như là từ Diệp Thần trong kẽ răng vây quanh như nhau, cất giấu Diệp Thần vậy vô cùng quật cường kiên trì. Cái này hoành đương ở Diệp Thần trước mắt núi tuyết, giống như là hắn ắt sẽ san bằng chướng ngại. Cuồng bạo băng xương áp chế ở Diệp Thần trên thân hình, trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể, liền lại cũng không cách nào nhúc nhích. Sát kiếm còn vững vàng hoành treo ở lớp băng bên trên, cả người bị treo ở giữa không trung bên trong. Cái này mạnh mẽ bá đạo núi tuyết quy luật, tựa hồ chính là trong sâu thẳm vô thượng thiên đạo. Đối mặt cái này đại lộ, may là Diệp Thần như vậy thiên tài, đều không cách nào dung chuyển một chút nào. Bá, một tia sáng trắng. Nhưng từ Diệp Thần thân thể bên trong sáng lên. Diệp Thần chỉ ta lăng tiêu võ ý, lại là tự đi bốc lên, tựa như hướng về phía cái này vô thượng võ đạo, dâng lên chống lại chi tâm. Một khắc sau, vậy vô tận băng xương nguyên khí mà lại ở Diệp Thần ánh sáng trắng bên trên, có chút mơ hồ ý rút lui. Diệp Thần ánh mắt run lên, không nghĩ tới hắn lăng tiêu võ ý lại mạnh mẽ như vậy, cái này ánh sáng trắng vô cùng là thuần túy, chính là hắn toàn bộ võ ý lọc sạch chỗ. Có cái này lăng tiêu võ ý gia trì,
Diệp Thần cả người khí chất cũng xảy ra vô cùng biến hóa lớn, vốn là mũi nhọn, tựa hồ đổi được càng nội liếm, dưới chân một chút, tung người lên, trực tiếp leo đến núi tuyết 2/3 chỗ. Hắn lại có thể tới chỗ nào? Cổ Linh con mắt thay đổi, vốn là khinh thường trở nên có chút khiếp sợ. Ừ, Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, mới vừa Diệp Thần trong nháy mắt đó giằng co, để cho tay nàng chỉ cũng không tự chủ nắm chặt chặt. Ngươi không cần quá đáng lo lắng, Khúc Trầm Vân nói, hắn dẫu sao là luân hồi chi chủ, làm sao có thể bị cái này một tòa chính là núi tuyết ngăn trở. Núi tuyết quy tắc tựa hồ là cảm giác được Diệp Thần phản kháng, càng cường hãn tuyết bạo lực, ở hắn cơ hồ đặt chân mỗi một cái điểm dừng chân đều nhất nhất nổ lên. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vậy cuồng bạo tuyết sát lực, cũng thực để cho hắn thân tim kích động. Trên núi tuyết, mạnh mẽ quy luật cho gọi ra vô số băng cạnh, hung hãn đâm xuyên qua Diệp Thần phòng vệ, giống như là đối với hắn phản kháng phản kích như nhau. Không, Diệp Thần trong lòng đại động. Người bản thân là vô cùng yếu ớt chủng tộc, ở trên trời tai trước mặt giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé, thậm chí ở chư thiên vạn tộc bên trong, đều là thuộc về tồn tại lót đáy, đừng nói đủ loại có lực lượng kinh khủng yêu thú, ma quái, liền liền là thông thường dã thú, cũng có thể dễ như trở bàn tay cướp lấy loài người tánh mạng. Ở nơi này quy luật lực hạ, thật giống như căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nhưng là, loài người có thể ở vạn tộc bên trên chiếm cứ nhất thượng phong. Là bởi vì là võ đạo tồn tại. Võ, là lấy yếu đuối thân thể, lên đỉnh đỉnh cấp, diệt tuyệt muôn vàn khó khăn chi đạo. Võ tổ đạo tâm. Diệp Thần vừa dày vừa nặng thanh âm vô cùng hoành lượng hô. Võ đạo sở dĩ tồn tại, là bởi vì là một cái người, từng bước lên trời lên, cứ việc trước mặt là vô tận hung hiểm, nhưng là hắn nhưng vẫn chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh không thối lui. Vì tiến về trước, vì còn sống. Vì ở cái này ở giữa thiên địa vì nhân loại sinh tồn, tìm vậy một món rực rỡ. Từ đây, phá vỡ hỗn độn hạn chế, võ đạo như vậy thai nghén. Diệp Thần một lần lại một lần trải qua, chính là võ tổ năm đó trải qua, bất kỳ thống khổ, bất kỳ khó khăn, cuối cùng đều được là tạo ra vô địch đạo tâm chui luyện đá. Đậm đà băng xương lực, vẫn là dễ như bỡn nện ở Diệp Thần trên mình. Cánh tay có thể vết nứt, thân thể có thể vỡ vụn. Nhưng là hắn đạo tâm đem sẽ bởi vì cái loại này trồng chui luyện mà hơn nữa thuần túy. Hắn võ tổ đạo tâm, có thể dung chuyển thiên địa. Diệp Thần, tiếp tục đi tới. Hắn hôm nay, cả người được khó có thể tưởng tượng trọng áp, da thịt, đều đã rạn nứt, máu tươi ràn rụa, bắp thịt đứt đoạn, xương cốt bên trên, cũng đã tràn đầy vết nứt. Nhưng, cho dù chật vật, cho dù vùng vẫy, cho dù thừa nhận làm người ta muốn chết thống khổ, hắn cũng phải đi về phía trước. Chỉ cần một hơi thở thượng tích chữ, dù là tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không dừng lại. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh trên mặt đã hiện đầy nước mắt, Diệp Thần thật giống như vẫn luôn như vậy, bỏ mặc phía trước là bao lớn nguy nan, hắn cũng không chút do dự đi tới, từ không quay đầu lại. Huyết Thần con mắt cũng thay đổi được ôn nhu, ở Vẫn Thần đảo vạn năm, hắn từ ý thức thanh tỉnh, đến ý thức mơ hồ, trước sự tình phát sinh cũng thoáng như cách một đời. Thù oán, máu tanh. Bạo lực quấn quanh ở hắn trong thần niệm, vô luận là kiếp trước kiếp này, cho tới bây giờ không có một người, giống như Diệp Thần như vậy là hắn dốc hết tất cả. Thật ra thì nói cho cùng là hắn thiếu Diệp Thần nếu như không phải là vì cứu hắn, căn bản không sẽ chọc cho trên Vẫn Thần đảo chủ, lại càng không có về sau cốt ma quật chủ, còn có vậy đáng hận nho tổ. Nhưng là Diệp Thần chưa từng câu oán hận, không chút do dự nào đứng ở hắn bên người, cầm hắn chuyện làm chuyện của mình. Cầm thủ oán của hắn, làm mình thủ oán. Thậm chí biết rất rõ ràng trên người hắn có một kiện vô cùng là cường hãn thần vật, nhưng cho tới bây giờ không hỏi qua một câu, mơ ước qua một chút. Thật ra thì Huyết Thần trong lòng rõ ràng, chỉ cần Diệp Thần nói một câu, hắn nhất định sẽ không chút do dự hai tay dâng lên. Nếu như trước đối mặt Diệp Thần là lấy một cái người đi theo đồng bạn tâm tính, Huyết Thần giờ phút này trong lòng chân chính bốc lên liền một loại đi theo phục tùng tâm tình. Người như vậy, cho dù là hắn như vậy thân phận, đều nguyện ý thể chết theo chừng. Nhưng là, Huyết Thần trong mắt nhìn xem mình mất mát cánh tay trái, hắn bây giờ, thực lực xa xa không đủ, trừ chỉ có thể cho Diệp Thần thêm phiền toái, cái gì khác vậy không làm được. Lúc nào, hắn đường đường Huyết Thần, lại hèn mọn như vậy. Dược tổ ngồi ở dược đỉnh trước mặt, giờ phút này trước mắt vậy huyễn hóa ra Diệp Thần leo núi tuyết cảnh tượng, thanh niên kia đi mỗi một bước. Không có chút nào rông dài do dự,
có tất cả đều là kiên định không rời. Loại tâm tính này, cái loại này nghị lực, Dược Tổ khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, hắn bạn già, thật sự là rất có phúc à. Hắn sẽ không thật có thể leo lên đỉnh cấp đi. Cổ Linh nhìn Diệp Thần một bước kia bước không sợ hãi chút nào hình dáng, không nhịn được nói. Lúc này núi tuyết dưới, đã hội tụ rất nhiều dược cốc đệ tử, bọn họ ánh mắt cũng vô cùng là nóng bỏng nhìn Diệp Thần vậy lớn chừng hạt đậu xanh bóng người. Không thể nào, tuyết sơn này quy tắc vô cùng là bá đạo, hắn một cái người ngoài, làm sao có thể lần đầu tiên leo núi tuyết thành công đâu. Ngươi chính là không ăn được nho nói nho chua, chính ngươi không bò lên nổi, liền cảm thấy tất cả mọi người đều không bò lên nổi. Hừ, ngươi hỏi một chút Cổ Vũ sư huynh, hắn nhưng mà chúng ta dược cốc thiên tài yêu nghiệt, hắn cũng thua ở núi tuyết trước mặt, thằng nhóc kia bất quá là thủy nguyên cảnh, làm sao có thể trên phải đi. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cách đỉnh núi đã một bước xa. Coi như là chỉ thiếu chút nữa, cũng chạy không thoát bại trận kết cục. Dược cốc các đệ tử phân là hai phái tranh luận không nghỉ, có riêng đạo lý, nhưng muốn xem Diệp Thần náo nhiệt vẫn là chiếm nhiều hơn một chút. Dẫu sao như thế nhiều dược cốc đệ tử đều ở đây núi tuyết trước mặt không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, Diệp Thần một cái người ngoài, nếu thật thành công cướp lấy thiên diệt tuyết tâm liên, vậy đối với bọn hắn mà nói, thật sự là bót bót đánh mặt, mất hết mặt mũi. Kỷ Tư Thanh nghe những người này thảo luận, chân mày hơi nhíu lên, om sòm lời nói, cười trên sự đau khổ của người khác lương bạc, không để cho nàng do được dùng ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn những người này một mắt. Cổ Linh hướng nàng nhìn sang, nói xin lỗi, bọn họ chính là như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Kỷ Tư Thanh mặt đối với thiện ý của nàng gật đầu một cái, cũng biết cái này dẫu sao là ở dược cốc, tự nhiên không thể quá mức mạnh mẽ ngang ngược. Thời khắc này Diệp Thần cắn thật chặt răng, cầm kiếm tay sớm đã là nổi gân xanh. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng điểm. Diệp Thần ngẩng đầu một cái, là có thể thấy vậy núi tuyết đỉnh núi bên bờ, bóng loáng mà bằng phẳng, tựa hồ đưa tay là có thể chạm được. Ta muốn lên đỉnh. Cái ý niệm này trước đó chưa từng có rõ ràng trong sáng, Diệp Thần mũi chân đạp chung một chỗ nhô ra băng cạnh bên trên. Tung người một cái nhảy lên, hướng vậy chóp đỉnh đi. Hắn lên đỉnh. Vô tận gió cắt nhưng vào lúc này từ đứng trên đỉnh núi cuốn lên, hung hãn đập ở Diệp Thần trên thân hình. Đây là núi tuyết quy luật đối với lên đỉnh người một đạo phòng tuyến cuối cùng, cuồng bạo băng xương uy năng, chỉ như vậy đem Diệp Thần toàn diện bao vây lại. Mọi người ánh mắt, giờ phút này cũng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, chỉ là ở đó trắng xóa băng xương bên trong, cái gì vậy không thấy được. Im lìm tiếng vang lên, Diệp Thần thân thể nặng nề nện ở núi tuyết đứng trên đỉnh núi. Thành công, Kỷ Tư Thanh đáy lòng yên lặng vừa nói. Nhìn về phía Diệp Thần rõ vẻ mặt tràn đầy tự hào, nàng cũng biết Diệp Thần nhất định làm được. Huyết Thần lo sợ bất an tim lúc này cũng là ổn định xuống, khá tốt Diệp Thần lên đỉnh. Hắn thật đi lên, tất cả dược cốc đệ tử giờ phút này đều xôi trào, trong lời nói tràn đầy hâm mộ, ghen tị. Cổ Linh nhìn vậy trên núi tuyết bóng người, xem ra thật sự là nàng xem thường cái này người thanh niên, lúc ấy hắn cùng sư phó đối thoại, thật ra thì nàng cũng nghe được liền một ít. Trên cái thế giới này có thể dám như vậy cùng sư phụ nói chuyện hậu bối, có thể chỉ có hắn một người đi. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Thần ý thức mơ hồ, mặc dù cả người đã thoát khỏi núi tuyết quy tắc áp chế, nhưng con đường đi tới này, đã mất sức, lại cũng không có khí lực, sụi lơ trên đất, lập tức muốn rơi vào ngủ say. Không thể ngủ à? Kỷ Tư Thanh tự lẩm bẩm, thật vất vả leo đến đỉnh núi, nếu như lúc này ngủ mất, đứng trên đỉnh núi băng xương lực nồng hậu hơn. Giờ phút này Diệp Thần trên thân hình vết thương rất nhiều, nếu như là một khi bị xâm nhập, vậy sẽ từ bên trong đến bên ngoài đông thành đá. Dược Tổ nhìn Diệp Thần tái nhợt răng môi, không có linh khí hộ thân, hắn thân thể đã xuất hiện kịch liệt run rẩy. Giáng lên đỉnh sau đó, hắn như vậy trạng thái, cũng coi là bình thường, nhưng là có thể hay không tỉnh hồn lại, chỉ có thể nhìn chính hắn ý chí. Tất cả mọi người ánh mắt cũng định cách ở Diệp Thần trên mình. Những cái kia trước không coi trọng Diệp Thần dược cốc đệ tử, mặc dù bị Diệp Thần thực lực đánh mặt, nhưng lúc này vậy ngóng nhìn có thể làm chứng dược cốc lịch sử thời khắc. Ngàn diệt tuyết liên tim, là bọn họ dược cốc mỗi người đệ tử cũng muốn có được đồ, nhưng cho tới bây giờ không có một người lấy được được. Rõ ràng gần trong gang tấc đồ, nhưng chỉ có thể từ cổ tịch bên trong thưởng thức. Đột nhiên, Diệp Thần ngón tay động. Cường hãn võ tổ đạo tâm, lúc này giống như chuông lớn như nhau. Gõ ở hắn nội tâm bên trên,
để cho hắn cả người đều không khỏi được rung rung. Không thể ngủ, hắn đường vẫn chưa đi hoàn. Thiên diệt tuyết tâm liên, hắn còn không có được. Sinh nhi làm người, hắn quật cường cả đời, tuyệt đối không thể lúc này chôn vùi mình ý chí, lúc này táng thân ở cái này trên núi tuyết. Không. Diệp thần con mắt dần dần rõ ràng, quanh thân luân hồi huyết mạch, từ từ bắt đầu bốc hơi lên, nguyên bản bao trùm ở trên người mình mong mỏng băng xương, giờ phút này đã lặng lẽ thối lui. Hừ, thằng nhóc ngươi thật đúng là có duyên, hoàng lão ở luân hồi mộ địa bên trong không âm không dương nói. Còn phải đa tạ tiền bối khích lệ, Diệp thần lộ ra một nụ cười, giống như xuất từ thành tâm giống vậy cảm ơn. Bất quá ngươi muốn ở nơi mịt mờ này trên núi tuyết tìm được thiên diệt tuyết tâm liên. Biết bao khó khăn. Bất quá, ta đây là có biện pháp có thể giúp ngươi tìm. Hoàng lão, từng có người nói, đời người tới có hai độ rộng lỗ, trước kia ta đối với lần này còn không quá rõ, kể từ khi biết ngài tồn tại, thật đúng là để cho ta đối với những lời này, lần nữa nhận biết một phen. Hừ, sau này có người cầu ta thời điểm. Hoàng lão buồn bực nói, lửa giận trong lòng mọc tùm, Diệp thần thằng nhóc này trên mình cơ duyên nhân quả thật sự là quá nhiều. Ba lần bốn lượt để cho hắn đánh mặt. Lần này ở nhờ ở luân hồi mộ địa bên trong, đối với Diệp thần châm chọc, hắn lại không thể nào phản bác, thật là làm cho hắn lửa giận mọc tùm. Diệp thần ngẩng đầu khắp nơi nhìn lại, vậy một mảnh trắng xóa trên núi tuyết, chút nào không nhìn ra bất kỳ dược liệu tồn tại. Hoàng lão nói không sai, muốn ở nơi này vô tận lớp băng bao trùm bên trên, tìm được thiên diệt tuyết tâm liên, thật sự là vô cùng là khó khăn. Nên làm thế nào cho phải đâu? Diệp thần trong lòng trống lớn, cẩn thận suy nghĩ tất cả loại biện pháp. Tuyết trắng trắng ngần bên trên, ngươi có thể dùng hồng mông đại tinh không? Huyền Hàn Ngọc thanh âm vừa gặp hắn sẽ vang lên. Diệp thần trong lòng vui mừng, huyền tiên tử, luôn là ở ta cần nhất xuất hiện. Cảm ơn. Huyền Hàn Ngọc cũng không trả lời, ở nàng nhìn lại, trợ giúp Diệp thần là nàng bổn phận. Diệp thần hơi thở ngay tức thì bùng nổ, vung tay lên. Một phiến khoáng đạt tinh không sáng chói, nhất thời nổi lên, che khuất bầu trời. Cái này phiến hồng mông đại tinh không, cao cứ thương khung, vô tận ánh sao lóe lên, bá đạo uy áp cuồn cuộn tràn ngập xuống, nguyên bản vô tận trắng như tuyết, ở hồng mông đại tinh không chiếu sáng dưới, băng xương tựa hồ cũng biến thành trong suốt vẻ, có thể mơ hồ thấy cái này dưới băng vật thể. Ở nơi đó, Diệp thần con mắt chớp mắt, một bụi vô cùng là thuần trắng tuyết tâm liên. Đang lẳng lặng nằm ở một nơi dưới lớp băng. Chờ một tí, Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên, cái này tuyết tâm liên ra, bao quanh một tầng vô cùng nhọn kiếm mang. À, Diệp thần lúc này khí huyết cũng không phải là đạt tới đỉnh cấp, cảm giác có thể vậy bởi vì trước kia quá độ tiêu hao mà có chút hao tổn. Lúc này nghe được Huyền Hàn Ngọc nói như vậy, nguyên vốn dự định trực tiếp xuất thủ giáng điệu, vậy ngưng lại. Nếu như người muốn cưỡng ép gỡ xuống, vậy vô số kiếm mang liền sẽ toàn bộ rơi vào ngươi trên thân hình, Huyền Hàn Ngọc thanh âm lạnh như băng nói, không có biện pháp nào khác. Hồng mông đại tinh không bên trong, vô số quang cầu, ở đó thiên diệt tuyết tâm liên vùng lân cận lớp băng bên trên phá sập. Sư phụ, đã từng nói, muốn tháo xuống ngàn diệt tuyết liên tim, liền nhất định phải thông qua tầng tầng kiếm mang, nói cách khác, núi tuyết leo khảo nghiệm, xa xa không có kết thúc. Cái gì? Kỷ Tư Thanh trên mặt lộ ra vô cùng là kinh ngạc thần sắc, ý ngươi là, Diệp thần muốn hái dược liệu, còn bị vạn kiếm xuyên tim tổn thương. Không có như thế khoa trương, nhưng là cái này vô tận kiếm mang khẳng định sẽ để cho hắn bị vô cùng là đậm đà tổn thương. Cổ Linh thần sắc có chút trầm thấp, mặc dù sư phụ ban đầu cũng không có nói rõ, nhưng là, hắn lời nói bên trong, cũng mơ hồ nhắc tới kiếm mang này không giống tầm thường chỗ. Bất quá thấy Kỷ Tư Thanh cái này bức lo lắng thần thái. Nàng vô luận như thế nào vậy thì không cách nào cho biết nàng tình hình rõ ràng. Khúc Trầm Vân sắc mặt đọng lại, ở nàng nhìn lại, Diệp thần có thể đi tới bước này, đã đúng là không dễ. Diệp thần con mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía vậy ngàn diệt tuyết liên lòng thần thái vô cùng ngưng trọng. Bất quá là chính là kiếm mang, hắn còn sẽ sợ sao? Diệp thần đưa tay, trực tiếp xuyên qua vậy tầng tầng kiếm mang, trực tiếp đưa tay thật chặt nắm chặt chặt dược liệu. Bá bá bá, vô tận kiếm mang oanh thiên chấn động đất cuộn sạch ở hắn trên mình. Đem hắn cầm dược liệu cánh tay, từng đạo cắt được chảy ra rách thịt. Vậy vô cùng sắc bén băng xương nguyên khí, ở đó kiếm mang bên trên bao quanh, giống như là từng luồng thần nguyên hơi thở, để cho huyết mạch hắn tầng tầng bị băng xương ăn mòn.
vết máu một tầng ở Diệp Thần trên mình đọng lại, lại bể tan tành, lại đọng lại bể tan tành. Vô tận băng xương nguyên khí, hung hãn đánh nát hắn tất cả phòng vệ. Phốc, một ngụm máu tươi từ Diệp Thần răng môi gian bộc lộ ra ngoài. Đem thuốc kia tài quanh thân ngâm ngâm một tầng nồng đậm xương máu. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh ánh mắt đổi được thống khổ mà ai oán, Diệp Thần người như vậy, vì người khác, cho tới bây giờ cũng là như vậy hăng hái không để ý thân. Ngươi không cần lo lắng, luân hồi chi chủ, nói ra máu thế nào? Khúc Trầm Vân ở một bên nói. Ai, Kỷ Tư Thanh thở dài, ta, làm sao có thể không lo lắng hả? Diệp Thần chỉ cảm giác được mình cầm dược liệu lòng bàn tay, một loại vô cùng là cuồng bạo kiếm mang đang ở trong đó điên cuồng thay đổi, mình lòng bàn tay cơ hồ đều phải hoàn toàn bị kiếm mang này toàn bộ đánh sụp. Không, cho ta trấn áp. Diệp Thần võ tổ đạo tâm lần nữa bền bỉ, nóng bỏng mà sáng chói ánh sáng trắng, lúc này chính tướng vậy tuyết tâm liên vây quanh gói lại. Kiếm mang thì như thế nào? Máu tanh thì như thế nào? Trong trời đất này đồ. Chỉ cần là hắn Diệp Thần mong muốn, còn không có không lấy được. Diệp Thần trong mắt sắc bén, luân hồi huyết mạch lưu chuyển, không ngừng cùng kiếm mang này hung hãn đụng vào nhau. Phát ra bịch thanh âm. Rốt cuộc vậy tuyết tâm liên ngưng chuyển động, trắng như tuyết dung mạo lúc này bởi vì Diệp Thần huyết mạch tẩy rửa, đổi được có một phong vị khác. Ta bắt được rồi. Diệp Thần giơ cao tuyết tâm liên, ở núi tuyết đỉnh, hướng Kỷ Tư Thanh bọn họ ba người vẫy tay. Kỷ Tư Thanh hai tròng mắt bên trong đầy ắp lệ nóng, hắn làm được, nàng cũng biết hắn nhất định có thể làm được. Thằng nhóc này, thật được. Huyết Thần đáy mắt vậy ngậm một chút hơi nước, ai nói nam nhi có nước mắt không rơi lệ. Trước mắt tên tiểu bối này, vì mình làm được như vậy trình độ, thật sự là để cho mình tự thẹn không bằng. Kiếp này, hắn cũng sẽ không để lại dư lực chống đỡ Diệp Thần. Khúc Trầm Vân diễn cảm cũng không có quá nhiều dấu vết, chỉ là khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi nơi này. Náo nhiệt như vậy ăn mừng thời khắc, thuộc về luân hồi chi chủ, nhưng là không thuộc về nàng Khúc Trầm Vân. Diệp Thần nhìn xem trong tay tuyết tâm liên, mặc dù một đường khó khăn. Nhưng là huyết thần tiền bối được cứu rồi. Diệp Thần trong tay cầm bụi cây kia thiên diệt tuyết tâm liên, hai tay chắp ở sau lưng, lại trực tiếp từ núi tuyết đỉnh tung người xuống. Hắn lại dám. Cổ Linh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thần thái, vậy cơ hồ treo ở đám mây trên núi tuyết đỉnh, lau một cái lãnh đạm bóng người, chỉ như vậy, không sợ hãi chút nào tung người nhảy xuống. Như vậy tùy ý không câu chấp thanh niên, lúc đầu ở dược cốc ra người, lại như vậy uy vũ thần uy. Kỷ Tư Thanh đáy mắt thoáng qua một chút tự hào, đây chính là nàng yêu người đàn ông. Trở về đi, Kỷ Tư Thanh nâng lên lau một cái mỉm cười rực rỡ, hướng huyết thần nói, hắn hẳn sẽ trở về tìm dược tổ, chúng ta cũng trở về đi cùng hắn tin tức tốt. Huyết thần gật đầu một cái, được. Cổ Linh nhìn Diệp Thần ở rơi xuống đất trong nháy mắt, điểm mũi chân một cái, cả người đã hướng dược tổ thần điện lao đi. Dược tổ thần điện bên trong. Dược tổ trước mặt dược đỉnh tản ra vô cùng là đậm đà thuốc thơm, đem toàn bộ thần điện cũng thấm nhuần ở một phiến mỏng vật bên trong. Hiển nhiên ở Diệp Thần leo núi đoạn thời gian này, dược tổ đan dược cũng đã luyện chế thành công. Rắc rắc, thần điện cửa bị Diệp Thần đẩy ra, mặc dù quanh thân chật vật, nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ bền bỉ, lúc này đi vào thần điện bên trong, hướng dược tổ lộ ra một cái nụ cười thật to. Tiền bối, không có nhục sứ mạng. Diệp Thần đã bắt được thiên diệt tuyết tâm liên. Dược tổ lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vẫn là bình thản mà ôn hòa, nói, đoạn đường này leo núi, có thể khổ cực. Không khổ cực. Diệp Thần lắc đầu một cái, mặc dù đoạn đường này để cho hắn vết thương chồng chất, nhưng cũng lần nữa kiên định hắn đạo tâm, huống chi hắn đã lấy được thiên diệt tuyết tâm liên, huyết thần tay cụt cũng có cứu. Lần này núi tuyết trinh đồ, nói cho cùng, thật ra thì hắn còn có thu hoạch. Ngươi có biết cái này thiên diệt tuyết tâm liên là hạng giá trị? Dược tổ cũng không có đưa tay nhận lấy Diệp Thần trong tay dược liệu, hơn nữa từ từ đứng lên, đi tới Diệp Thần trước mặt. Không biết, bất quá mơ hồ cảm thấy hẳn không phải là chỉ có tiến hóa khả năng như thế đơn giản. Diệp Thần một đường trở lại dược tổ thần điện, dọc đường dược cốc các đệ tử nhìn về phía hắn rõ vẻ mặt đều là vô cùng là phức tạp, hình như là có cái gì khó nói ẩn như nhau, không cách nào biểu đạt. Ha ha ha, dược tổ phát ra sang sảng tiếng cười, ta dược cốc đệ tử, hàng năm cũng sẽ ở mùa hè lửa đốt lúc đó, leo lên núi tuyết, tìm kiếm thiên diệt tuyết tâm liên.
Diệp Thần tựa hồ ở nơi này trong sâu thẳm cảm giác được cái gì, nói cái đó, cái này sẽ không phải là quý phái truyền đời chân bảo đi. Người thằng nhóc này, đầu óc thật đúng là linh lung, người đoán không lầm, ta dược cốc lập cốc tới nay, từng lập lời thề, ai có thể tìm được thiên diệt tuyết tâm liên, người đó chính là đời kế tiếp dược cốc đứng đầu. Diệp Thần chỉ cảm thấy được tâm thần một hồi run rẩy, cái này thật lớn cơ duyên, để cho hắn cơ hồ có chút đứng không vững. Dĩ nhiên, ngươi mặc dù tháo xuống dược liệu này, nhưng là ngươi là ngoài cốc người, tự nhiên sẽ không trở thành dược cốc đứng đầu. Dược tổ con mắt lộ ra lau một cái quỷ dị nhạo báng, khóe miệng hơi dơ lên, hình như là đang thưởng thức Diệp Thần diễn cảm. Tiền bối, ngài cần gì phải thi lại nghiệm ta, dược cốc như vậy tồn tại, há là chúng ta có thể mơ ước. Chỉ cần ngài cứu trợ huyết thần, Diệp Thần không có yêu cầu khác. Ta vẫn chưa nói hết, dược tổ lắc đầu một cái này tuyết tâm liên là cực tốt linh lực dược liệu, nếu như có thể dùng vô cùng là nội lực thâm hậu, đem nó từng điểm luyện hóa đến máu này thịt bên trong, không những có thể gia tăng luyện thể khả năng, khôi phục thương thế, còn có thể đem linh lực ẩn chứa trong đó toàn bộ dung hợp đến tự thân tu vi bên trong. Ngài là nói cái này tuyết tâm liên thích hợp tất cả người. Diệp Thần nói, thần kỳ như vậy dược liệu, như thế ưu chất công hiệu, đối với mỗi cái võ tu đều có như vậy tác dụng, nhất định là tất cả người tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Không sai, hơn nữa, cuộc đời này chỉ cần ăn vào một bụi, chẳng những sẽ rút ngắn tấn thăng tiêu hao lúc dài, tu luyện tốc độ vậy sẽ xa xa vượt qua những người khác. Không nghĩ tới cái này tuyết tâm liên lại có uy năng như vậy. Diệp Thần cảm khái nói, bất quá, tiền bối, vãn bối hái thời điểm, không rõ lắm đem luân hồi huyết mạch văng tung tóe ở nơi này tuyết tâm liên bên trên. Diệp Thần có chút lo âu nói, lo lắng hắn máu tươi sẽ ảnh hưởng tuyết tâm liên dược tính. Không sao. Dược tổ lúc này mới đem tuyết tâm liên nhận lấy, bàn tay bên trong hiện lên một chút tinh khiết ánh sáng, bao phủ ở tuyết tâm liên bên trên. Vậy tuyết tâm liên ở tia sáng này chiếu sáng dưới, lại từ từ hiện lên, ở tia sáng này bên trong, hình như là kiếm linh vậy, lại lay động thân thể. Nguyên bản trên mình vậy lũ lũ màu đỏ huyết khí, đã bị nó lột rời đi. Diệp Thần nhìn một màn thần kỳ này, hơi kinh hãi, quả nhiên là cực phẩm dược liệu. Diệp Thần, thiên diệt tuyết tâm liên giá trị, ta đã nói cho ngươi, hiện tại đến phiên ngươi nói cho ta. Ngươi vừa đã biết nó giá trị, có thể vẫn kiên trì dùng nó trao đổi ta là huyết thần trị thương. Diệp Thần không có chút nào do dự, nói, đương nhiên là chữa trị huyết thần. Đây là ta dự tính ban đầu sẽ không bởi vì bất kỳ cám dỗ mà thay đổi. Dược tổ lộ ra một người mỉm cười, Diệp Thần tâm tính hắn đã lặp đi lặp lại thực tập qua, thản nhiên mà thuần túy, là cái vô cùng là thuần lương đứa nhỏ. Được. Dược tổ gật đầu một cái, lại đột nhiên đưa tay, ở Diệp Thần mi gian sâu đậm một chút. Diệp Thần chỉ cảm giác được mình thần thức, thật giống như chỉ như vậy vô căn cứ bị định cách như nhau. Cả người thần thức ở trong một cái chớp mắt này bị điểm đi ra thân thể, chậm rãi bay ra đứng ở thân thể trước. Lúc này Diệp Thần trong lòng hốt hoảng vô cùng, hắn không rõ ràng tại sao dược tổ lại đột nhiên ra tay, chỉ có thể dùng cả tay chân muốn trở lại thân thể bên trong. Không cần nóng nảy, dược tổ thanh âm vang lên, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần cái này một món thần thức, ta đây là đưa ngươi một tràng đại cơ duyên. Diệp Thần cảm giác được dược tổ lời nói bên trong thật giống như không có gì uy hiếp. Cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tất cả loại ý niệm, đứng ở thân thể trước, muốn làm rõ ràng dược tổ kết quả muốn làm gì. Dược tổ trong tay xuất hiện một tôn màu xanh biếc vô cùng tiểu dược đỉnh, thiên diệt tuyết tâm liên bị hắn một mảnh nhẹ nhàng lấy xuống, từ từ bỏ vào vậy cực nhỏ dược đỉnh bên trong. Oanh! Cái này cái tuyết tâm liên tổng cộng có 9 múi cánh hoa, toàn bộ dung nhập vào dược đỉnh sau này, phát ra một tiếng oanh tiếng vang. Vô tận dược cháy ánh sáng trắng mang từ dược đỉnh bên trong hiện ra. Dược tổ cũng không có gấp đem tuyết tâm liên hòa tan là đan dược, mà là đem vậy liên tim đưa đến Diệp Thần trắng bệch khô nứt thần giác trước mặt. Vậy liên tim chạm được thần giác trong nháy mắt, hóa là một đạo huỳnh huỳnh kim mang nước, chảy vào đến Diệp Thần khô khốc răng môi tới giữa. Dù là Diệp Thần lúc này thần thức cũng không có bọc ở nơi này thân thể bên trong, lúc này ở cái này liên lòng tiến hóa dưới. Linh đài nhưng cảm thấy càng sảng khoái, loại cảm giác này rất kỳ diệu, vô tận linh khí từ nơi này kim mang nước bên trong quanh quẩn ra, cọ rửa Diệp Thần căn cốt. Bích lục dược đỉnh bên trong, dược tổ nhắm đôi mắt, cho biết trong đó dung luyện quá trình, hết sức cẩn thận. Tiền bối, ngươi làm sao có thể đem chân quý như vậy dược liệu cho ta ăn đây?
Diệp Thần thần thức hô, hắn nguyên vốn cho là, dược tổ hành vi là dùng để tiến hóa hắn trước nhắc tới dược liệu, lúc này hành vi, lại là muốn trực tiếp luyện hóa cung cấp Diệp Thần sử dụng. Dược tổ không chút nào để ý Diệp Thần, hắn trước nói tiến hóa bất quá chỉ là một cái cớ, muốn cho Diệp Thần tham gia khảo nghiệm thôi. Thiên thương vật trạch, liếm thực liên tim, luyện hóa múi sen, sâu dung mà thông, cường đạo khí lực. Dược tổ từ từ vừa nói, vậy màu xanh biếc dược đỉnh lúc này đang nhanh chóng xoay tròn, vô tận dược cháy ánh sáng trắng mang, từ dược đỉnh bên trong tràn ra ra. Từng luồng ánh sáng, bao hàm vô tận thuốc thơm. Diệp Thần cơ hồ là có chút lưu luyến ngửi thuốc thơm, cái loại này linh hoạt kỳ ảo hơi thở để cho Diệp Thần không nhịn được hút. Dược tổ bàn tay ở dược đỉnh kia bên trên, va chạm ra vô tận ánh lửa, nhưng hắn giống như là không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, như cũng nhanh chóng ma sát. Thăng! Một quả long lanh trong suốt dược cháy trắng đan dược từ vậy bích lục dược đỉnh bên trong thăng đi ra. Dược tổ phản ứng vô cùng là nhanh chóng, trực tiếp đem đan dược kia đẩy tới Diệp Thần trong miệng. Rồi sau đó bàn tay hắn hướng phía sau một chảo, trực tiếp đem hắn thần thức nhét trở lại hắn thân thể bên trong. Diệp Thần cảm nhận được vậy lao nhanh dược liệu, đang hết sức chữa trị tự thân thương thế, thậm chí hắn tu vi vậy ở lằn ranh đột phá. Diệp Thần trở lại thân thể trong nháy mắt, vội vàng nói, tiền bối, như thế vật chân quý, ngài làm sao có thể cho ta à? Dược tổ đã trở tay đem dược đỉnh thu vào, nhàn nhạt nói, ngươi cùng hắn thật sự có chút không cùng. Diệp Thần hơi ngẩn ra, dược tổ lời này, để cho hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ngươi đoán được, đúng không? Dược tổ thần giác lộ ra lau một cái tiền bối xem hậu bối mỉm cười, nếu như không phải là biết trên mình ngươi có luân hồi huyết mạch, chỉ bằng ngươi ở Thanh Tuyền nơi đó một phen lời bàn, làm sao sẽ thả ngươi tiến vào ta cái này đường đường dược cốc? Diệp Thần dừng một chút, tạm thời cũng không biết nói gì. Bất quá, ngươi sau lời bàn, đúng là ra ta ý liệu. Dược tổ thở dài nói, cũng như này trình độ, vậy không uổng phí đời trước người bố trí. Ngài cũng vậy, chấm hỏi, Diệp Thần nói cũng chưa có nói hết đúng, nhưng là nhìn về phía dược tổ ánh mắt đã tràn đầy bất ngờ cảm giác. Năm đó rất nhiều chuyện, thật ra thì ta đã không nhớ rõ, nhưng là, cùng luân hồi chi chủ tòa nói, nhưng giống như hôm qua vậy. Dược tổ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, muốn từ trên người hắn tìm được một chút liên quan tới đời trước luân hồi chi chủ bóng dáng. Rồi sau đó mới nói, ngươi trước cầm ta cùng ngươi sư tôn so sánh, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, mỗi cái người truy tìm đồ đều không cùng, chúng ta dược cốc lánh đời nhiều năm, vậy chỉ là vì đi chính chúng ta đạo. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được mình trước khi lời nói có chỗ không ổn, có thể tham dự vào luân hồi chi chủ người bố trí, dĩ nhiên là đối với toàn bộ thế gian có lớn dâng hiến người. Tiền bối, trước, là ta hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Thần liền vội vàng nói. Không sao không sao, dược tổ sang sảng lắc đầu một cái, năm đó luân hồi chi chủ bầy ngút trời cục, ta dược tổ vậy sâu sắc trong đó hãm hại, dĩ nhiên là hận không hai tay đồng ý, vậy cao cao tại thượng vạn khư, cũng là thời điểm bị kéo xuống phàm trần. Ngài cùng vạn khư tới giữa, Diệp Thần có chút đờ đẫn, nhìn về phía dược tổ ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Có lẽ ngươi đã từng ở luân hồi chi chủ bố trí bên trong biết rất nhiều người. Nhưng là bọn họ cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua vạn khư, ta nhưng không phải vậy, năm đó ta vốn là thiên nhân vực vô thượng thuốc đạo người thứ nhất, chỉ tiếc à, dược tổ có chút bi thương, bởi vì vạn khư, ở trên người ta xuống cấm chế, cho nên xuất thủ số lần được ảnh hưởng, nếu không, cũng sẽ không lánh đời che giấu nhiều năm như vậy. Là bởi vì là vạn khư. Diệp Thần ánh mắt bên trong lộ ra lau một cái rung động ý, vạn khư làm ác đa đoan. Lúc này nhìn về phía dược tổ diễn cảm đổi được đồng tình mà yêu thương. Tiền bối, ngài yên tâm, cái này nhất thế, ta nhất định sẽ san bằng vạn khư. Ha ha ha, người thằng nhóc này, trước ba lần bốn lượt dò xét khảo nghiệm ngươi, bất quá là lão phu muốn xem ngươi tâm tính như thế nào, phải chăng còn có thể chịu đựng nhận trách nhiệm nặng nề này. Ta rõ ràng, tiền bối, để cho ngài phí tâm, Diệp Thần gật đầu một cái. Chuyện này đối với tại bọn họ cái này đồng lứa người mà nói, là cả đời lập, cẩn thận một chút, vậy là bình thường. Tốt lắm, nếu ngươi đã biết, cái này thiên diệt tuyết tâm liên coi như là ta dược tổ đưa cho ngươi cơ duyên. Đa tạ tiền bối, chỉ là, Diệp Thần nói cảm ơn liên tục, thần sắc nhưng lộ ra lau một cái do dự. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi cứu chữa huyết thần, liền nhất định nói chuyện giữ lời. Diệp Thần mừng rỡ gật đầu một cái.
Dược tổ đem thiên diệt tuyết tâm liên hòa tan ở trên người mình, nếu như lúc này hắn không muốn cứu chữa huyết thần, chỉ sợ mình vậy ngại quá cưỡng ép. Đa tạ tiền bối, ta vậy thì đi đem huyết thần tiền bối mang tới. Dược tổ gật đầu một cái, lần nữa ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Diệp thần, người không sao. Cổ Linh nhìn Diệp thần lúc này vậy thần thái sáng láng thần sắc, trước mới từ trên núi tuyết xuống trắng bệch cảm giác vô lực, lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Sư phụ quả nhiên quỷ phủ thần công à. Diệp thần khẽ gật đầu, không biết ta đồng bạn ở nơi nào. Ngươi muốn tìm bọn họ, ta mang ngươi đi qua, Cổ Linh nói, lần này nhưng cũng không có đi ở Diệp thần trước mặt, mà là, cùng hắn sóng vai đi. Ngươi là làm sao đi lên, trên tuyết sơn mặt băng xương quy luật cường hãn như vậy. Cổ Linh cô nương cũng từng leo qua núi tuyết. Đương nhiên biết, ta nhưng mà dược tổ đệ tử thân truyền à, chỉ bất quá. Ta vẫn chưa đi đến một nửa, cũng đã thua trận. À, Diệp thần lộ ra một cái như vậy mỉm cười, trên núi tuyết quy luật quả thật không giống tầm thường, nếu như không phải là hắn có võ tổ bền bỉ đạo tâm, chỉ sợ cũng không cách nào lên đỉnh. Người có biện pháp gì tốt, có thể nói cho ta sao? Cổ Linh một mặt khao khát nhìn về phía Diệp thần. Ừ, nếu ngươi tu chính là thuốc nói, vậy ngươi nên nhìn thuốc này đạo rộng lớn cường hãn, trong lòng không sợ, dù chết do sinh. Trong lòng không sợ, dù chết do sinh. Cổ Linh nhận nghiêm túc thật suy nghĩ cái này tám chữ, trong lòng một khối khói mù màn sân khấu, lúc này lại bị Diệp thần cái này tám chữ vén lên, linh đài ngay tức thì trong suốt. Cảm ơn ngươi, bọn họ ngay ở phía trước, ta cũng không đưa ngươi đi qua, ngươi tự đi tìm bọn họ đi. Cổ Linh cõng nhỏ chút lâu, đã quay đầu hướng một hướng khác đi. Diệp thần một hồi không nói, cô gái này cũng quá nhảy thoát đi. Diệp thần, người không sao. Kỷ Tư Thanh nhìn về phía Diệp thần quanh thân thương thế đã tốt lắm 7-8 phần. Không sao, Diệp thần lắc đầu một cái, dược tổ tiền bối ra tay, đem ta vết thương trên người cũng trị liệu một phen. Không sao liền tốt, huyết thần nói liên tu, người vì ta thiệp hiểm, ta nhưng cái gì vậy không làm được. Tiền bối, chúng ta chuyến này cũng là vì giúp ngươi trị liệu tay cụt, ta tin tưởng, nếu như đổi là ta. Tin tưởng ngươi nhất định vậy sẽ như vậy đối với ta. Huyết thần trầm mặc, Diệp thần nói không sai, chỉ bằng Diệp thần đem hắn cứu ra vẫn thần đảo, hắn tự nhiên chết vạn lần không chối từ. Tiền bối, bỏ mặc nói thế nào, dược tổ lão nhân gia ông ta đã nguyện ý giúp ngài chữa trị tay cụt, ngươi lại cùng ta đi qua đi. Có thật không? Huyết thần cũng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, mình cánh tay được cứu rồi. Chúng ta nhanh đi đi. Dược tổ tiền bối còn ở dược tổ thần điện chờ đây. Diệp thần liền vội vàng nói, Tư Thanh các ngươi lại an tâm ở chỗ này chờ chúng ta. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, chỉ cần Diệp thần không có sao liền tốt. Mà Khúc Trầm Yên cũng không nói lời nào, mà là như cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, tiếp tục tu luyện. Dẫu sao mang Diệp thần bọn họ tiến vào vậy cấm địa, hao phí nàng một phần chia tu vi và máu tươi, thậm chí trên người có không thể xóa nhòa thương thế. Nàng cần đầy đủ thời gian khôi phục. Như không có thương thế này mang tới ảnh hưởng, đối với nho tổ đệ tử, nàng tùy tùy tiện tiện là có thể xóa đi. Dưới mắt, nàng và nho tổ đã trở thành cửu nhân, phải mau sớm tu bổ thương thế này mang tới ảnh hưởng. Sau một nén nhang, dược tổ thần thái thản nhiên ngồi ở thần điện bên trong, nhìn huyết thần từ từ đi vào. Tay cụt tổn thương, bất tử bất diệt nhưng cũng không phải là không cách nào tu bổ. Dược tổ nói đơn giản trước. Đa tạ dược tổ xuất thủ cứu giúp, huyết thần ôm quyền nói. Bất quá, trong cơ thể của ngươi, tựa hồ còn có một cổ cuồng bạo lực, ẩn giấu trong đó. Huyết thần rõ vẻ mặt lập tức đổi được phức tạp, lúc trước, hắn thật ra thì cũng đã cảm nhận được liền cái này trong cơ thể không ngừng không nghỉ huyết mạch sát khí, cũng không phải là hắn căn nguyên khí. Ngươi trúng độc, hoặc là nói, ngươi trúng độc thời gian đã rất dài. Diệp thần trong lòng giật mình, nhìn về phía huyết thần diễn cảm tràn đầy nghi vấn, hắn là lúc nào trúng độc, mình lại hoàn toàn không biết. Ừ, huyết thần gật đầu một cái, ta trước chỉ là lấy là bởi vì thân thể huyết mạch thay đổi, mới đưa đến mình huyết mạch trong cơ thể cuồng bạo, cho đến khôi phục một phần trí nhớ sau đó, ta mới biết, ta ở rất lâu trước bên trong qua độc. Ngươi biết là cái gì độc? Ừ, cái gì độc, vì sao hạ độc, người nào hạ độc? Ta thật ra thì lại không rõ lắm. Huyết thần nói, trong ánh mắt tràn đầy bi thảm, những cái kia chuyện cũ năm xưa, hắn bản không muốn nhắc tới. Dược tổ tiền bối,
huyết thần tiền bối trong cơ thể độc tố có thể cùng chữa. Không thể, Dược Tổ lắc đầu một cái, ở nơi này mãi mãi trong năm tháng, cái này độc đã thành trong thân thể hắn một phần chia, hơn nữa huyết mạch hắn biến dị sau đó. Bất tử bất diệt căn nguyên cũng đem vậy độc làm tự thân, độc tố đã sớm không phân chia lẫn nhau, không cách nào mổ ra. Vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Thần cau mày, không nghĩ tới trừ tay cụt ngoài ra, huyết thần trên mình còn có như vậy độc tố. Bất quá, cái này quanh năm mệt mỏi tháng chung nhau sinh hoạt, người vậy mới có thể áp chế cái này độc tố liền đi. Huyết thần gật đầu một cái, nói có cái lúc khác, sẽ tạo thành thân thể đặc thù biến hóa, thời điểm khác, vẫn là có thể tiến hành áp chế. Hơn nữa bất tử bất diệt sau này, cái này cuồng bạo khả năng, vậy quả thật mang cho ta rất nhiều chỗ tốt. Dược Tổ gật đầu một cái, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ngươi liền tự đi áp chế độc tố đi. Ta nơi này có một đạo thanh tâm chú, nếu là sau này ngươi không cách nào áp chế lúc đó, có thể sử dụng. Được, đa tạ tiền bối. Dược Tổ cũng không nói gì nữa, chỉ là đưa tay từ to lớn kia dược đỉnh bên trong nhấn một cái, to lớn kia dược đỉnh lại ken két lộ ra một cánh cửa. Dược Tổ hướng huyết thần làm một cái mời vào động tác tay, cả người đã ngồi ở trên bồ đoàn. Diệp Thần nhìn một cái huyết thần, đó là vô cùng an tâm ánh mắt, nói tiền bối yên tâm, Diệp Thần sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi. Huyết thần khẽ ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút cổ quái, chẳng lẽ cái này Dược Tổ là dự định đem mình làm một viên thuốc một khối luyện chế sao? Từng đạo ngọn lửa màu xanh, ở nơi này to lớn dược đỉnh dưới từ từ thiêu đốt, lộ ra diêm rúa lòe lòe u rậm rạp sáng bóng. Dược Tổ không nói gì, chỉ là trong mắt, một mặt nghiêm túc nhìn huyết thần. Cứ việc đứng ở một bên, Diệp Thần nhìn về phía huyết thần ánh mắt đã tràn đầy lo âu, dược đỉnh kia tới giữa nhiệt độ, không biết hắn có thể thích ứng hay không. Diệp Thần muốn thôi, hai tròng mắt bên trong hiện ra lau một cái huyết quang, lại trực tiếp xuyên thấu qua vậy vô tận dược đỉnh vách sắt, quan sát ngồi xếp bằng ở bên trong huyết thần trạng thái. Theo trước dược đỉnh nhiệt độ dần dần gia tăng, huyết thần trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Một vị thuốc bị Dược Tổ từ phía trên ném đi vào, trực tiếp đè ở huyết thần hai chân bên trên. Thuốc kia tài tựa hồ đã đạt đến nhiên điểm, lúc này hóa là một đạo thanh bích sắc ánh sáng, bao phủ ở huyết thần trên thân hình. Dược Tổ không lười biếng chút nào, bàn tay bên trong một quyển, một đạo sáng màu trắng ngọn lửa, dung nhập vào dược đỉnh kia dưới ngọn lửa bên trong. Nhiệt độ cao hơn, huyết thần mồ hôi trên người nước, cơ hồ muốn đánh ướt hắn toàn bộ áo quần. Trong cơ thể hắn huyết nguyên khí, lúc này toàn bộ động lại ở hắn bên ngoài thân trong da thịt mặt, nguyên bản trắng nõn da thịt, lúc này đang lặng lẽ biến thành màu đỏ thẫm, hơi có mấy phần hung tướng. Diệp Thần trong lòng mặc dù nghi ngờ mọc tùm, nhưng là cũng không muốn nghi ngờ Dược Tổ, ở hắn xem ra, Dược Tổ chữa bệnh nhất định có mình quy tắc, nếu như hắn bốc lên đường đột quấy dày, sẽ lộ vẻ được vô cùng không tín nhiệm hắn. Dược Tổ mặc dù không có nghe được Diệp Thần thẩm vấn, nhưng cũng cố ý chỉ điểm một tí Diệp Thần, nói, nho tổ dùng sấm sét hủy diệt đạo nguyên, cưỡng ép đem toàn bộ tay cụt cùng thân thể cắt đứt liên lạc, này là mới vừa. Ta hôm nay muốn giúp huyết thần khôi phục, thì nhất định phải dùng mềm. Diệp Thần nhíu mày một cái nói, cương nhu gom lại. Trẻ con dễ dậy, Dược Tổ vui vẻ gật đầu một cái, nếu như ta cưỡng ép chém ra gân mạch, vậy tất không không thể. Nhưng cái này dạng sẽ đối với huyết thần căn nguyên huyết khí có ảnh hưởng. Cho nên chỉ có thể áp dụng một loại càng ngu dốt phương pháp. Dùng mặt trời đỏ dược thảo, tan ra hắn đóng băng phủ đầy bụi huyết mạch, để cho hắn có thể đem tất cả căn nguyên thả ra ngoài, tốt hơn bảo vệ hắn thân thể. Diệp Thần gật đầu một cái, không nghĩ tới Dược Tổ lại chịu hoa tâm tư cùng mình giải thích. Tiếp theo, đến khi dược tính tan ra sau này thì phải đem hắn tay cụt chỗ kinh lạc toàn bộ chặt đứt, cũng chính là hắn còn muốn tái phát ra một lần như vậy tê tâm liệt phế tiếng hô. Diệp Thần gật đầu một cái, chặt đứt thời điểm 10 phần đơn giản, thực lực quá mạnh, một chiêu liền có thể. Nhưng là muốn trọng tố, mỗi một giây thần kinh mạch đối ứng tổ chức, cũng không thể có bất kỳ sai lệch. Đây không chỉ là đối với huyết thần sức nhẫn nại khảo nghiệm, còn có đối với Dược Tổ cường đại kia dược liệu năng lực khảo nghiệm. À, Diệp Thần còn không có nghĩ hoàn, huyết thần đã tê tâm liệt phế kêu thành tiếng, toàn bộ dược đỉnh bị huyết thần rung động có chút chập chờn. Dược Tổ nhấp mím môi sừng, tựa hồ đã sớm ngờ tới cục diện này, trong tay ba bụi cây linh thảo lúc này đã toàn bộ cầm ra, đè thứ tự trước sau từng cái đầu nhập vào dược đỉnh kia bên trong.
huyết thần toàn bộ gân mạch ở nơi này ba bụi cây linh thảo sau khi đi vào, phát ra đùng đùng thanh âm. Huyết thần thanh âm, theo cái này ba bụi cây dược liệu dung nhập vào, dần dần tràn vào yếu đi. Dược tổ hơi bắt pháp quyết, trong tay xuất hiện một cây màu đỏ sợi tơ đầu kia trói một cây nhỏ như lông châu kim. Sợi tơ bên trên là quanh quẩn dược tổ căn nguyên thần thông, lũ lũ xí bạch sáng bóng, đang thông qua sợi tơ liên tục không ngừng hội tụ ở đó mũi châm bên trên. Vậy kim có cái này sáng bóng gia trì, giống như nhất phí tiểu ngư, ở huyết thần tay cụt bên bờ không ngừng di động, khi thì cắt đứt, khi thì liên thông. Huyết thần sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng là trắng bệch, kim nhỏ mỗi một cái động tác, giống như là dược tổ tự mình ra tay vậy, mang dược tổ cao nhất uy áp. Diệp thần nhìn ở trong mắt, cũng thay huyết thần cảm giác được đau đớn, dẫu sao nơi này không phải hoa hạ, không có thuốc tê. Sau đó chịu đựng hết thảy huyết thần, lúc này ngược lại nhất là ổn định. Từ kim xuyên thấu hắn tay cụt ranh giới trong nháy mắt, hắn là có thể cảm giác được thân thể cùng cánh tay trái tới giữa như có như không liên lạc. Kim nhỏ di động càng nhiều, bọn họ hai người tới giữa liên lạc, cũng chỉ càng thường xuyên. Toàn bộ tay cụt, kim nhỏ cũng di động qua một lần sau này, mới chậm rãi bay trở về dược tổ trước người. Dược tổ trong tay xuất hiện lần nữa một bụi cực phẩm dược thảo, tốt không đau lòng trực tiếp ném vào dược đỉnh bên trong. Diệp thần lúc này thấy dược thảo kia, tiến vào dược đỉnh trong nháy mắt, đã hóa là từng cái một điểm sáng, chậm rãi dung nhập vào kim nhỏ xuyên qua địa phương. Vô tận thuốc linh khí, từ vết thương kia chỗ, ầm ầm tràn vào. Tay cụt trên vết thương phát ra một đạo thuần trắng ánh sáng, nguyên bản huyết thần bị ngăn cản nhét cảm giác, giờ khắc này ở thuốc linh khí thấm nhuần hạ, chậm rãi khôi phục liên lạc. Cũng chỉ có thể so với nho tổ thực lực, mới có thể đem vậy sấm sét hủy diệt lực tạo thành vết thương, sửa lại thành hôm nay cái bộ dáng này. Huyết thần thân thể bên trong vô tận huyết mạch lực bùng nổ, cường hãn năng lực khôi phục, lúc này đang từ từ biểu dương nó tác dụng. Dược đỉnh bên trong, từng đạo huyết mạch huy năng, đang từ từ ngưng tụ thành một cánh tay hình dáng. Huyết thần sắc mặt đổi được ngưng trọng trắng bệch, nho tổ sấm sét hủy diệt căn nguyên đang cùng dược tổ thuốc linh khí tương đối kháng, hắn miễn cưỡng điều khiển huyết mạch huy năng, nhưng là vậy sấm sét hủy diệt căn nguyên cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Mà là xem trùng trăm chân chết mà không cương như nhau, không ngừng đánh thẳng vào vết thương, muốn kéo nhau trở lại. À! Huyết thần rốt cuộc không áp chế được thống khổ, nóng nảy cuồng hô lên. Dược tổ sắc mặt không thay đổi, ở hắn xem ra, hai cổ đại năng lực lôi kéo, nếu như huyết thần có thể phối hợp dĩ nhiên là chuyện tốt, thuyết minh hắn thực lực bản thân vậy tương đối cường hãn. Nhưng là nếu như hắn không có sức phối hợp, mặc cho hai cổ thế lực ở trong cơ thể hắn lôi kéo quanh quẩn, đó cũng là tình huống bình thường. Dẫu sao đến hắn và nho tổ như vậy bước, cho dù là chỉ lưu lại một tia nguyên lực, cũng có thể đem người hành hạ chết. Tiền bối. Diệp thần nhìn dược đỉnh bên trong huyết thần thống khổ hình dáng, có chút không đành lòng, cái này tay cụt mọc lại sao sẽ gian nan như vậy. Không sao, hắn nếu như chịu đựng đi qua, vô luận là tâm trí vẫn là hắn vậy bất tử bất diệt căn nguyên lực, cũng trong buổi họp một cái nấc thang. Dược tổ nhìn thấu Diệp thần khẩn trương cùng lo âu, trấn an nói. Diệp thần gật đầu một cái, vô luận là cái gì đạo nguyên võ đồ, không thống khổ không chảy máu, làm sao trưởng thành. Huyết thần răng môi thật chặt cắn hợp chung một chỗ, cánh tay cụt kia hư ảnh đổi được đỏ thẫm, mặt trên còn có một cái xí bạch thuốc linh khí quấn vòng quanh, giống như kinh lạc vậy, hiện lên ở nơi này tay cụt bên trên. Hắn ánh mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra bất khuất quật cường ánh mắt. Cho ta động lại. Ánh sáng nóng rực hung hăng nhìn chằm chằm vậy màu đỏ thẫm hư ảnh cánh tay, ở hai phe này lực giáp công dưới, huyết thần cưỡng ép thúc dục huyết mạch của mình lực, đoạt được cả người quyền chủ đạo. Bất luận là nho tổ sấm sét hủy diệt lực, vẫn là dược tổ thuốc linh khôi phục khí. Hết thảy đều là hắn phụ trợ, có thể chiếm cứ quyền chủ động chỉ có hắn huyết mạch của mình lực. Dược tổ con mắt toát ra một chút kiểu khác tán thưởng, lẩm bẩm nói có chút ý tứ. Một màn này Diệp thần vậy nhìn ở trong mắt, huyết thần có thể tham dự chúng thần cuộc chiến, trong lòng kiêu ngạo, nhuệ khí xa xa không phải người khác có thể so sánh được. Coi như lúc này thực lực bị giới hạn, bị người chế trụ, nhưng phản kháng bất khuất tim, cho tới bây giờ không có thiếu qua. Bá! Vô tận huyết mạch lực xông lên xoát ở huyết thần tay cụt hư ảnh bên trên, một tầng, một lần. Hắn đã đột phá chướng ngại, toàn thân toàn ý huyết mạch lực cũng hội tụ ở một nơi,
đem vậy thân máu thịt cọ rửa giống như tường đồng vách sắt như nhau. Như thế tùy tiện bị chém nứt cánh tay, hắn không cần, hắn cần chính là kiên cố mà vững chắc cánh tay. Một cây màu đỏ thẫm, hơi có vẻ trước oánh oánh bạch quang cánh tay, rốt cuộc ngưng tụ ở huyết thần trống không bả vai chỗ. Thành công! Diệp thần mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, công phu không phụ người có lòng, bọn họ thành công. Dược tổ cũng không có cái gì do dự, huyết thần cuối cùng cuồng phách huyết khí hắn cũng lo lắng sẽ đem hắn dược đỉnh lật úp. Lúc này thấy tay cụt đã ngưng tụ mà thành, lập tức mở ra dược đỉnh kia cửa, để cho huyết thần đi ra. Huyết thần màu sắc bên trong chớp động vô cùng vẻ kích động, đối với hắn mà nói, đây không chỉ là tay cụt mọc lại, trong quá trình này, hắn đối với bất tử bất diệt cảm xúc cũng thay đổi được càng thâm thúy. Nếu như nói trước nho tổ sấm sét nhất kích để cho hắn cảm giác được mình hèn mọn như con kiến hôi, như vậy Diệp thần chính là thông qua thân thể lực được nói cho hắn không thể buông tha người, mà hôm nay, lại là ở dược tổ dưới sự giúp đỡ, hắn thành công khôi phục tay cụt. Cái này nhân quả liên lạc, để cho huyết thần thật sâu rõ ràng, rất nhiều chuyện, hắn không thể lệ thuộc vào người bất kỳ, phải đi một mình. Ngươi nhìn thấy gì? Một đạo thần niệm ở huyết thần thức hải bên trong đột nhiên vang lên, hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía đứng bên cạnh dược tổ. Dược tổ lúc này mặt lộ hiền hòa, Diệp thần là cục bên ngoài người, chỉ bằng vào mắt thường không cách nào phân biệt huyết thần biến hóa, nhưng hắn cái này từ đầu tới đuôi tham dự người, nhưng có thể cảm giác được vậy cánh tay trái ngay tức thì ngưng tụ thành lúc đó, huyết thần thân tim vậy đột nhiên rung động. Không dám lừa dược tổ, ta thấy được một phần chia đi qua. Huyết thần thần niệm trả lời, hắn vốn cho là dược tổ không hề sẽ phát hiện, không nghĩ tới đối phương lại như vậy bén nhạy. Ở một chớp mắt kia, huyết thần thấy được đi qua mình, chỉ có mình chiến trường. Hắn cả người đẫm máu, cũng không từng ngã xuống, sau lưng không có một bóng người, hắn cho tới bây giờ chính là một thân một mình báo thù. Ta đã nghe Diệp thần nói qua, ngươi muốn mình đi. Dược tổ thanh âm ôn hòa, để cho huyết thần có trong nháy mắt cảm thấy cái đó hình ảnh không chỉ là hắn thấy được, dược tổ thật ra thì cũng nhìn thấy. Đây là tự ta chuyện, không muốn để cho Diệp thần tham dự, hắn là ta làm đã quá nhiều. Ngươi có thể biết hắn người như vậy, nhất định sẽ không để mặc cho bằng hữu một người mạo hiểm. Ta rõ ràng, ta vậy sẽ không trực tiếp đi chịu chết, ta sẽ mau sớm khôi phục thực lực bản thân. Thế gian duyên phận duyên diệt, đều là đang lúc mọi người trong nhất niệm. Diệp thần tiến lên kiểm tra một lần huyết thần thương thế, khẽ mỉm cười, huyết thần tiền bối, ngài cánh tay lực lượng so với trước đó mạnh mẽ hơn. Còn phải đa tạ dược tổ. Huyết thần chắp tay hướng dược tổ cảm ơn, tựa như hai người trước trong óc đối thoại cũng không tiến hành qua vậy. Đa tạ dược tổ tiền bối. Diệp thần vậy mừng rỡ nói cảm ơn. Huyết thần lần này khôi phục tay cụt, vậy trăm ngày sau đối với nho tổ người kia, vậy nhiều thiếu thêm mấy phần thắng. Diệp thần, lần này chữa trị trong quá trình, ta cảm giác được một ít mình trí nhớ lúc trước dấu vết, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Huyết thần lại đột nhiên mở miệng nói. Diệp thần cả kinh, huyết thần cái này mới vừa khôi phục, làm sao có thể một thân một mình rời đi. Huyết thần tiền bối, ta có thể đi chung với ngài tìm ngài trí nhớ dấu vết, Diệp thần nói, huyết thần hồi phục tin tức đã truyền khắp thiên nhân vực, rất nhiều hắn đã từng là kẻ địch đang mắt lom lom. Nếu như lúc này để cho huyết thần một người lên đường, như vậy cái này nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Nếu như ngài là lo lắng, bởi vì cựu địch liên lụy cùng ta, vậy ngài thì thật quá xem nhẹ ta Diệp thần. Diệp thần suy đoán nói, đi qua chuyện này, có thể huyết thần không muốn để cho mình sự việc lần nữa ảnh hưởng bọn họ, lúc này mới đưa ra rời đi. Diệp thần, huyết thần rời đi chưa chắc không là tốt nhất an bài. Dược tổ lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Huyết thần muốn phải mau sớm khôi phục thực lực, chỉ có trở lại chốn cũ mới có thể thực hiện, lại không nói bản thân ngươi bên người cũng là cường địch rình chung quanh, coi như không phải, rất nhiều địa phương, cũng không phải ngươi bây giờ thực lực có thể đặt chân. Vực ngoại thiên đạo suy thoái, rất nhiều địa phương, thay đổi thật không đơn giản. Huống chi, thiên nhân vực có nhiều chỗ, ngươi thậm chí chưa từng nghe nói qua. Diệp thần trong bụng im lặng, không trả lời lại. Hắn nếu như một mực đi theo ngươi, muốn hoàn toàn khôi phục, thật sự là có chút bị giới hạn. Diệp thần không khỏi không thừa nhận, dược tổ nói là đúng, hắn thực lực muốn phải giúp huyết thần hoàn toàn khôi phục thực lực, đúng là có chút khó khăn. Diệp thần, người yên tâm, ta không phải một cái người xung động.
trăm ngày ước hẹn, ta sẽ trả suất toàn lực, lần này ta cũng là muốn phải mau sớm khôi phục thực lực. Diệp Thần chỉ có thể gật đầu một cái, con người đông lại một cái, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói, nho tổ trăm ngày ước hẹn, ta nhất định sẽ đi. Huyết Thần trong lòng cứng đờ, hắn vốn là muốn bí quá hóa liều, một thân một mình chống được cùng nho tổ ân oán. Lúc này nghe được Diệp Thần nói như vậy, trong lòng một hồi ấm áp một tiếng thở dài, quả thật như Dược Tổ nói như vậy, Diệp Thần người như vậy, làm sao có thể để mặc cho hắn bỏ mặc. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đáp ứng, quyết định chủ ý, muốn ở ước định ngày trước, giải quyết hắn và nho tổ trước khi thủ oán, không để cho Diệp Thần tham dự vào. Được, Huyết Thần trong miệng lại nói, trăm ngày kỳ gặp. Lần nữa hướng Dược Tổ sau khi nói cảm ơn, Huyết Thần cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn muốn đi tìm hắn lưu lạc bộ phận kia trí nhớ. Diệp Thần nhìn hắn rời đi hình bóng, trong lòng không nói được mùi vị. Hắn vốn cùng Huyết Thần sống chung thời gian không dài, nhưng cái này liên tục đại chiến, Huyết Thần mấy lần thiêu đốt căn nguyên cứu hắn, hai người sớm đã là quá mệnh giao tình, lúc này biệt ly vậy ít nhiều có chút chua xót. Hắn có hắn đường mình phải đi. Dược Tổ thản nhiên nói, chậm rãi đi tới cửa thần điện, rất xa nhìn phía xa núi tuyết. Tựa như cùng ngươi vậy, cũng có đường mình, ngươi xem vậy núi tuyết, ngươi bước lên trước, bước lên lúc đó, sau khi xuống núi, nhưng có phân biệt. Có, Diệp Thần vậy đi tới, nhìn vậy như có như không mênh mông núi tuyết, bước lên trước ta cũng không đem coi vào đâu, cho rằng nó nhất định là có thể leo vật, bước lên lúc đó, ta cảm giác được áp lực cảm giác khó khăn, trừng mắt sắp nứt lúc vậy từng thống khổ, xuống sau đó, ta cảm giác được đạo tâm càng kiên định. Liền tựa như cõi đời này lại không việc khó có thể ngăn cản ta. Người xem, người vậy hiểu. Lúc này Huyết Thần cũng là như vậy, muốn khôi phục thực lực, hắn phải theo dựa vào chính mình lực lượng, kiếp trước nợ kiếp này báo. Nếu như không phải là tình cờ tu bất tử bất diệt, vậy năm xưa đã là hắn kiếp trước. Hắn chỉ có thông qua mình lực lượng, mới có thể đi thông đường mình, ngộ ra đạo của mình. Đa tạ tiền bối chân an. Diệp Thần lần nữa cảm ơn. Thật ra thì lòng hắn bên trong rõ ràng, Huyết Thần như vậy tồn tại không thể cột vào bên cạnh mình, chỉ bất quá không muốn thấy hắn người cô đơn vậy tranh đấu. Đã như vậy, người ta tới giữa, nhân quả vừa, người lại trở về đi thôi. Dược Tổ chắp tay sau lưng, cũng không có lại xem Diệp Thần một mắt. Diệp Thần gật đầu một cái, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, kiếp trước kiếp này. Dược Tổ sáng tỏ cười một tiếng, đời này luân hồi chi chủ. Nhưng cũng coi là thật có tình có nghĩa, so với đời trước đối với mình cũng dị thường tuyệt tình luân hồi chi chủ, thật có rất nhiều biến hóa, xem ra cái này thế sự luân hồi, khá là không chừng. Nhưng vào lúc này, ngoại giới một hồi chấn thiên động địa tiếng nổ, đột nhiên nổ tung ra, vô tận ánh sáng rực rỡ hiển lộ. Tựa hồ là ngoại giới có người đột phá dị tượng. Dược cốc lánh đời nhiều năm, người nào đột phá có thể chạm đến ta dược cốc nơi tới. Dược Tổ lần đầu tiên thần sắc đổi được khiếp sợ, thân hình động một cái, một bước bước vào giữa không trung, trong mắt ngưng mắt nhìn cái này sinh ra dị động địa phương. Diệp Thần cũng nghe được liền cái này vô cùng là thông thiên nổ ầm, cũng là trong lòng kinh hãi, đi theo Dược Tổ bước vào giữa không trung. Là người nào? Diệp Thần nhìn vậy nổ ầm sau tử vi đấu khí, trong lòng nhất thời có suy đoán. Huyền Cơ Nguyệt, Dược Tổ và Diệp Thần cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Dược Tổ yếu ớt thở dài, mấy chục ngàn năm trước, ta trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được cái này đầy đất phương, nếu như là giống vậy đột phá, căn bản sẽ không ảnh hưởng nơi đây. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu không có Tư Thanh sư phó Ngọc Bội thành tựu liên lạc, phỏng đoán bọn họ cả đời vậy không tìm được chỗ này. Dược Tổ nếu lựa chọn tham dự vào đối kháng vạn khư bố trí bên trong, nhất định là hết sức có thể vì mình dược cốc đệ tử tìm một nơi an thân lập mạng địa phương. Ý của ngài là Huyền Cơ Nguyệt lần này đột phá không giống tầm thường. Dược Tổ sắc mặt ngưng trọng, gật đầu một cái, năm đó luân hồi chi chủ bố trí bên trong, đối với Huyền Cơ Nguyệt bất quá là một cờ hiệu, lại không nghĩ rằng nàng giết luân hồi chi chủ sau đó, khí vận lại cường hãn như vậy, liền liền thần La Thiên Kiếm vậy nhận chủ cùng nàng, nữ nhân này khá là không đơn giản. Diệp Thần gật đầu một cái, lần trước, mượn lá bài tẩy, hắn thiếu chút nữa có thể giải quyết Huyền Cơ Nguyệt. Không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc. Như vậy Huyền Cơ Nguyệt lần nữa đột phá, Đế Thích Thiên lại ở một bên nhìn lom lom, cái này phá cuộc càng gian nan hơn. Vậy trên bầu trời nổ ầm sau đó, dị tượng cũng không có tiêu tán,
ngược lại phơi bày một loại càng diễn càng ác liệt tình huống. Vô số tử vi hoa sen ở đó trên hư không toát ra, một đóa ngang qua trước vô tận tử vi khí, đem toàn bộ hư không cũng trùm lên một tầng màu tím cái khăn che mặt. Vậy đại khí bàng bạc cung điện bên trong, một phiến trầm tĩnh. Ung dung tuyệt lệ, người khoác màu vàng khôi giáp cô gái, đang đứng ở bên trong đại điện. Quanh thân của nàng, từng đạo cổ xưa quy luật lóng lánh, hai tròng mắt khép mở tới giữa, như có ngân hà hủy diệt, hào hùng uy nghiêm hô trào ra, làm người ta rung động. Trên chín tầng trời, như có tiếng sấm cổn đáng. Từng luồng thiên hà thụy khí, giống như hoa sen vậy quấn vòng quanh vô tận tử vi số mệnh hơi thở, ở nơi này trong bầu trời long phượng múa lên. Huyền cơ nguyệt khí vận lần nữa thông thiên lên. Nàng nhỏ nhắm mắt, trên mặt nhưng dạo rực ra lau một cái nụ cười thỏa mãn, không nghĩ tới vật này lại có uy năng như vậy, lại có thể trực tiếp trợ giúp nàng đột phá. Mãi mãi sát phạt hơi thở, ở huyền cơ nguyệt quanh thân quấn vòng quanh, kiếm khí lăn lộn tới giữa, có thể thấy tinh thần hủy diệt, vũ trụ văng tung tóe, giao long tản phá, tử điện lao nhanh. Nhưng mà cái này hết thảy tất cả, cũng chỉ ở huyền cơ nguyệt trong nhất niệm, đó là thuộc về nàng vô thượng lực lượng. Không tốt, Dược Tổ cơ hồ có chút run tiếng nói, hắn ở nơi này mái vòm dị tượng bên trong, thấy được lau một cái quen thuộc sáng bóng. Thế nào? Diệp Thần vội vàng truy hỏi nói. Huyền cơ nguyệt lần này đột phá không giống tầm thường, nàng lại là nuốt hai đại kỳ châu một trong. Diệp Thần không rõ ràng, hắn chưa từng nghe qua hai đại kỳ châu. Ngươi không biết, Dược Tổ thở dài nói, ngón tay hướng vậy tử vi hoa sen bên trong, vô số ánh sáng đang vậy hoa sen bên trong tách thả ra, trong đó lau một cái màu xích kim sáng bóng lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là hai đại kỳ châu một trong thiên tim U Châu, chỉ có nó mới có thể ở tử vi số mệnh thuật như vậy mạnh mẽ thần thông chi hạ, như cũ tách thả ra mình mang quang. Không cùng Diệp Thần nói chuyện, Dược Tổ lần nữa lẩm bẩm, không đúng, cái này hai đại kỳ châu đã sớm ở vạn năm trước cũng đã mất mạng, làm sao có thể bị huyền cơ nguyệt đạt được đâu. Cái này nhân quả trong đó, không chỉ là hắn, có lẽ liền huyền cơ nguyệt mình cũng không nghĩ tới. Tiền bối, cái này hai đại kỳ châu lợi hại như vậy sao? Ừ. Dược Tổ gật đầu một cái, lúc này mới giải thích, ta thuốc đạo bên trong, đem cái này hai đại kỳ châu coi làm thuốc giới báu vật, là vô số dược cốc đệ tử chọn đời sở cầu. Không nghĩ tới lại bị huyền cơ nguyệt tìm được. Dược Tổ giờ phút này đã sớm không có liền trầm ổn như trước, trong lòng đang không ngừng cảm khái, để cho Diệp Thần cũng không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Mái vòm tới giữa dị tượng, một mực duy trì hết sức hai tiếng, mới chậm rãi biến mất ở hai người trong mắt. Tiền bối ngài nói đúng hai đại kỳ châu, đều là cái gì? Diệp Thần lúc này mới hỏi nói. Cái này hỏi một chút nhưng là đem Dược Tổ từ bi xuân tổn thương thu bên trong kéo ra ngoài. Đúng vậy, hai đại kỳ châu, nếu một viên đã xuất hiện, vậy một viên khác nhất định vậy sẽ không lâu sau xuất hiện. Dược Tổ con mắt giấy lên tới một cái hy vọng, nhưng ngay sau đó lại trở nên có chút khẩn trương. Thế nào tiền bối? Diệp Thần nhìn thấu Dược Tổ bất an cùng mâu thuẫn. Có chút kỳ quái hỏi. Ai, Dược Tổ nặng nề thở dài, cái này thế gian hai đại kỳ châu, một châu là thiên tim U Châu, một châu là địa tâm Diệt Châu, hai người hỗ trợ lẫn nhau, nếu như đem hai người đồng thời uống, chỉ sợ cái này vực ngoại lại không có thể chống lại người. Cái gì, Diệp Thần con mắt trầm xuống, nói như vậy, bỏ mặc trả giá cao gì, hắn đều không thể để cho huyền cơ nguyệt, đem ngoài ra một châu đạt được tay. Cái này hai đại kỳ châu nguyên bản là sinh trưởng ở cùng một địa phương, sau đó bởi vì nội môn đệ tử phản bội, bị chia làm hai, dẫn tới thiên nhân vực, sau đó ở mãi mãi năm tháng bên trong, dần dần biến mất, cho đến vạn năm trước, lại cũng không tìm được bóng dáng. Diệp Thần gật đầu một cái, không tìm được là chuyện tốt, dẫu sao ta không tìm được, huyền cơ nguyệt vậy không tìm được. Không, Dược Tổ nhưng lắc đầu một cái, hai châu tới giữa có liên hệ nào đó. Huyền cơ nguyệt hôm nay nuốt thiên tim U Châu, một khi nàng đem hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong, là có thể cảm giác được địa tâm Diệt Châu vị trí. Lần này, Diệp Thần cũng là ngồi không yên, không nghĩ tới huyền cơ nguyệt khí vận cái này cùng nổ tung, cái này cùng hiếm có kỳ châu, nàng chẳng những nhận được, thậm chí còn có khả năng có được ngoài ra một viên. Tiền bối, ta nói gì cũng không thể để cho huyền cơ nguyệt đạt được vậy địa tâm Diệt Châu. Ngài có thể có biện pháp gì? Dược Tổ nghe được Diệp Thần ngôn từ bên trong cuống cuồng, lần nữa sâu kín thở dài. Diệp Thần thật là cuống cuồng tới cực điểm,
nói tiền bối, ngài nói nhanh một chút đi, vô luận vì sao trường hợp, Diệp Thần đều nguyện ý thử một lần. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Dược Tổ lúc này mới gật đầu một cái, người có biết Địa Tâm Diệt Châu kỳ hiệu. Diệp Thần lắc đầu, cũng lúc này, Dược Tổ vẫn còn có tâm tư cho hắn thông dụng vật này dược liệu. Ngươi không nên gấp gáp, Dược Tổ nhìn thấu Diệp Thần không nén được, liền liền khuyên lơn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi đầu óc mơ hồ xông tới cướp đoạt vật này, Huyền Cơ Nguyệt còn chưa kịp giết chết ngươi, ngươi liền bị vật này giết chết. Bị vật này giết chết. Những lời này để cho Diệp Thần tâm trạng từ từ bình phục lại, thiên địa này bên trong, vô số linh dị vật, vô số quái lực tài, nếu như không đồng nhất một rõ ràng, cho dù là một đạo cao cấp vật, cũng có thể chém chết Diệp Thần như vậy thủy nguyên cảnh người. Là vãn bối cấp, Diệp Thần thấp mi nói, Huyền Cơ Nguyệt trước khi hành động đã thực hiện, để cho hắn vô cùng là nổi nóng, lúc này lại có chút phong hình thái độ. Bình phục tâm tình sau đó, Diệp Thần lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dược Tổ, chắp tay nói, xin tiền bối từng cái cho biết. Dược Tổ cũng biết, thật ra thì Diệp Thần thất thố, nhiều hơn thiếu thiếu cùng hắn cũng có một ít quan hệ, dẫu sao ở ban đầu là hắn trước kinh ngạc Huyền Cơ Nguyệt đột phá, lại đem cái này hai viên kỳ châu nói có một không hai, lúc này mới ảnh hưởng Diệp Thần. Ừ, Dược Tổ chậm rãi nói, đưa tay nắm Diệp Thần, lần nữa trở lại thần điện bên trong. Thiên Tim U Châu cùng Địa Tim Diệt Châu, một âm một dương, cả đời liền tắt. Có thể nói, Huyền Cơ Nguyệt nuốt Thiên Tim U Châu, đối với nàng bản thân tử vi số mệnh và đại khí vận mà nói, mười phần giúp ích, Dược Tổ nói, nhưng là, nếu như nàng trước lấy được là Địa Tâm Diệt Châu, vậy nàng phải đạt được Thiên Tim U Châu sau đó, mới có thể uống. Đây là vì sao? Địa Tâm Diệt Châu tràn đầy vô tận hủy diệt khả năng, nếu như không phải là căn nguyên bên trong có hủy diệt đạo nguyên người, đạt được vật này, nếu là không có Thiên Tim U Châu, cũng bất quá là một khối trưng bày. Dược Tổ giải thích, cho nên, ta đoán, Huyền Cơ Nguyệt nhất định là không có được Địa Tâm Diệt Châu, nếu không, hai châu tiếp liền uống, sẽ đạt tới cao hơn kết quả, thiên địa dị tượng này cũng sẽ không tiêu tán nhanh như vậy. Diệp Thần gật đầu, vậy thuyết minh nàng còn không có tìm được Địa Tâm Diệt Châu, bất quá, tiền bối, ngài mới vừa nói qua, nàng uống hết một châu sau đó, có thể cảm ứng được ngoài ra một châu. Dược Tổ gật đầu một cái, không sai. Nhưng là trong này có một cái thời gian kém, huống chi, Huyền Cơ Nguyệt luyện hóa vật này cũng cần đầy đủ thời gian. Ý của ngài là để cho ta bắt chặt đoạn thời gian này, tìm được Địa Tâm Diệt Châu. Dược Tổ gật đầu một cái, nếu như ta không có nhìn lầm, bên trong cơ thể ngươi không chỉ là luân hồi huyết mạch, huyền yêu huyết mạch, còn có hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần gật đầu, lấy Dược Tổ như vậy ánh mắt sắc bén, nhìn thấu mình lá bài tẩy, cũng không phải là việc khó, hơn nữa. Nói cho cùng hắn cũng không có ẩn giấu thực lực. Địa Tâm Diệt Châu ẩn chứa hủy diệt lực 10 phần phù hợp ngươi, Dược Tổ nói, ngươi tuổi như vậy là có thể đạt tới hủy diệt đạo ấn tầng 6, đã là vô cùng là nghịch thiên. Nhưng là Địa Tâm Diệt Châu bên trong ẩn chứa uy năng, không chỉ là hủy diệt căn nguyên lực, còn có vô cùng vô tận đối với hủy diệt phép tắc xuyên triển. Nó chỉ là một hạt châu, thậm chí có thể nói là một bụi thảo dược mà thôi, cũng có thể duyên triển quy luật. Không sai. Thà nói nó là hạt châu, không bằng nói nó là một bụi thực vật, nhưng là không giống với giống vậy thực vật, nó là ở hủy diệt bên trong sinh ra, từ xuất hiện bắt đầu, cũng đã bắt đầu hiểu hủy diệt quy luật, cho nên ta trước mới nói, coi như Huyền Cơ Nguyệt trước lấy được Địa Tâm Diệt Châu, không có Thiên Tim U Châu, nàng chắc chắn là không dám uống. Diệp Thần bừng tỉnh, nói, rõ ràng, nói như vậy, đất này Tim Diệt Châu giống như là ta chế tạo vậy. Nếu như ngươi khi có này nhân quả cơ duyên, hủy diệt đạo ấn liền đột phá hai tầng trời, đều có thể không là vấn đề. Diệp Thần gật đầu một cái, đây đối với hắn mà nói thật là cái hấp dẫn cực lớn. Cướp lấy Địa Tâm Diệt Châu, từ đây khắc bắt đầu không chỉ là vì ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt đột phá, quan trọng hơn có thể để cho thực lực mình đại tăng. Bất quá, người muốn cướp lấy Địa Tâm Diệt Châu, cũng không chuyện dễ. Dược Tổ sắc mặt lộ ra vẻ buồn bã, Địa Tâm Diệt Châu lấy được cùng Thiên Tim U Châu không cùng. Nó sinh cùng hủy diệt, sinh trưởng chỗ chính là hủy diệt chi địa, muốn đặt chân đi vào, xuyên qua hủy diệt lấy được, cần vô cùng là cường nhận đạo tâm cùng thực lực. Diệp Thần gật đầu, vãn bối biết, bất quá vãn bối đạo tâm bền bỉ, căn nguyên cùng tông, cũng có chỗ ỷ lại. Vô luận như thế nào, phải thử qua mới biết. Lúc này đã không có đầy đủ thời gian, để cho Diệp Thần tăng lên mình thực lực, bỏ mặc nhiều khó khăn, cũng phải thử qua liền mới biết. Ừ.
Dược tổ gật đầu. Tiền bối, ngài có biết đất này Tim Diệt Châu chỗ? Diệp thần hỏi. Ta cũng không biết, dược tổ lắc đầu một cái, ta như biết, đã sớm đi liền tìm này thần châu, bất quá cho ta đầy đủ thời gian, ta hẳn có thể tra được đại khái rơi xuống. Diệp thần con người đông lại một cái, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu dược tổ thời gian ngắn cũng không biết rơi xuống, vậy hắn cũng không thể ngồi chờ chết, hắn muốn vận dụng hắn đường dây đi tìm. Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão, hắn đã hỏi, hai người cũng không biết. Luân hồi mộ địa phong tiền bối cũng không biết, mà Hoang Lão một mực yên lặng, mình hỏi vậy không có phản ứng. Bắc Lăng thần điện hẳn đối với vật này cũng không biết, dưới mắt, chỉ có một thế lực có thể. Đó chính là Thần Uyên. Thần Uyên tồn tại thế gian rất xưa, hẳn có thể truy tố đến năm đó địa tâm diệt châu thời điểm biến mất. Xem ra hắn phải lên đường đi một chuyến. Bỏ mặc vậy địa tâm diệt châu lúc nào ra đời, hắn đều phải ở Huyền Cơ Nguyệt trước, đạt được. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Nho Tổ, chắp tay nói, đã như vậy, vãn bối liền cáo từ trước, ta sẽ không ngồi chờ chết. Dược tổ phức tạp nhìn một mắt Diệp thần, ném ra một khối ngọc bội, nói, như vậy cũng tốt, khối ngọc bội này ngươi nhận lấy, hắn và bạn ngươi sư phó khối ngọc bội kia có hiệu quả hay như nhau, ẩn chứa không gian quy luật, cũng là bước vào dược tổ thần điện chìa khóa, nếu như ta xác định địa tâm diệt châu rơi xuống, liền biết nhúc nhích dùng khối ngọc bội này liên lạc ngươi. Đến lúc đó chúng ta thảo luận lại đến tiếp sau này như thế nào đạt được vật này. Diệp thần nhận lấy ngọc bội, không nhiều lời nữa, hướng bên ngoài đi. Hắn phải mau sớm đi một chuyến Thần Uyên, tìm được Hôi Lão. Lấy Hôi Lão lịch duyệt và tin tức đường dây, có lẽ biết địa tâm diệt châu rơi xuống. Diệp thần, làm sao liền một mình ngươi? Huyết thần đâu? Kỷ Tư Thanh gặp Diệp thần trở về, liền vội vàng tiến lên hỏi. Huyết thần tiền bối đã khỏi rồi, nhưng là hắn nhớ tới một ít chuyện lúc trước, có thể sẽ trợ giúp hắn khôi phục trí nhớ, đã một mình đi trước. Diệp thần hướng Kỷ Tư Thanh lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cánh tay so với trước đó càng có lực. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hắn cánh tay khôi phục, người cũng có thể buông xuống trong lồng ngực đá lớn. Rời đi, Khúc Trầm Vân nói, hắn cầm trong tay thần vật kia, một mình rời đi. Diệp thần gật đầu một cái, đúng vậy, thần vật là số mạng của hắn, không có cách nào giao phó cùng người bất kỳ, chỉ có thực lực cường hãn mới có thể bảo vệ nó, huyết thần tiền bối chuyến này cũng là vì tốt hơn thần bảo vệ vật. Hừ, Khúc Trầm Vân hừ lạnh một tiếng, xem ra hắn thì không muốn liên lụy ngươi, mình tìm một sừng xó xỉnh tìm chết. Diệp thần trong lòng biết Khúc Trầm Vân suy đoán vậy có đạo lý, bất luận huyết thần tiền bối làm thế nào dự định. Trăm ngày kỳ, ta nhất định sẽ đi Nho Tổ thần điện đến nơi hẹn. Chỉ bằng ngươi sao? Khúc Trầm Vân cười lạnh nói, Diệp thần bây giờ thực lực, đừng nói Nho Tổ, liền liền nàng vậy coi thường. Ừ, ta Diệp thần nói làm được, Diệp thần kiên định nói. Được, đến lúc đó tính ta một người. Khúc Trầm Vân nhìn Diệp thần như vậy quả cảm ánh mắt, sắc mặt cũng thay đổi đổi, lạnh giọng nói. Hoặc giả là sợ Diệp thần và Kỷ Tư Thanh suy nghĩ nhiều. Khúc Trầm Vân lại bổ sung, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta là ở là chính ta, dẫu sao Nho Tổ trước đây không lâu vậy uy hiếp ta, ta và hắn tới giữa, không chạy thoát nhân quả cuộc chiến. Tốt lắm, vậy ta liền rời đi trước, coi như Nho Tổ uy hiếp không nhất định chân thực, nhưng ta cũng muốn trước thời hạn rời đi một tí những đệ tử kia, miễn được bọn họ cuốn vào ta và Nho Tổ tới giữa chiến đấu. Chờ một tí, Diệp Thần nhưng ngắt lời nói, ánh mắt nhìn sang một bên Kỷ Tư Thanh, nói. Ngài là Tư Thanh tỷ tỷ, lần này trở lại quý sư chỗ ở còn chưa tỉ mỉ tưởng nhớ, liền bởi vì chúng ta đi tới dược cốc này, hôm nay sự việc đã xong xuôi, vì sao không về chung, lại xem quý sư cố cư. Khúc Trầm Vân ánh mắt bên trong lộ ra lau một cái do dự, tựa hồ không rõ ràng tại sao Diệp thần sẽ như vậy đề nghị. Nhưng là cũng không nói gì nhiều, chỉ là cùng tại chỗ, thật giống như ở chờ Kỷ Tư Thanh như nhau. Ngươi muốn đi đâu? Kỷ Tư Thanh trực tiếp nói. Nàng cảm giác Diệp thần thật giống như có chuyện trong lòng tình, cho nên cho nàng sắp xếp xong xuôi chỗ đi. Ta, Diệp thần cố làm ung dung cười một tiếng, ta đương nhiên là trở về, ta biết ngươi cùng sư phụ cảm tình 10 phần thâm hậu, cũng bất quá là một đề nghị, chờ ngươi tưởng nhớ qua, tùy thời có thể đến tìm ta. Ừ, Kỷ Tư Thanh thật nghiêm túc nhìn Diệp thần chán, nếu như nàng không phải đặc biệt rõ ràng Diệp thần, nhất định sẽ bị hắn cái này làm bộ như thản nhiên hình dáng lừa gạt. Thế nào? Muốn cùng ta cùng nhau trở về?
không muốn cùng ta tách ra một khắc sao? Diệp Thần thấp giọng nói, trong đó mập mờ cùng ý nhạo báng 10 phần dày đặc. Hừ, Kỷ Tư Thanh gò má đổi được đỏ ửng, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên cùng nàng nói như vậy nói, hai người tới giữa vậy từng luồng tình cảm, lúc này càng lộ vẻ được vô cùng là vuốt ve. Hụ, Khúc Trầm Vân ở một bên nhẹ giọng ho khan một tiếng, tựa hồ là muốn nhắc nhở hai người còn có người khác tồn tại. Diệp Thần cười một tiếng, đối với Kỷ Tư Thanh tiếp tục nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hiềm khích lần này tiêu tán rất nhiều, không ngại mượn này cơ hội trọng tu cũ tốt, ta trở về chờ ngươi, ngươi lúc nào muốn ta, tùy thời có thể đến tìm ta. Kỷ Tư Thanh đỏ mặt gật đầu một cái. Diệp Thần đưa mắt nhìn nàng hai người rời đi dược cốc, quay đầu nhìn về một phương hướng đi. Ngươi tin hắn chuyện hoang đường. Khúc Trầm Vân nhìn thần sắc có một chút tịch mịch Kỷ Tư Thanh, từ các nàng vung đừng Diệp Thần bắt đầu, Kỷ Tư Thanh trên mặt cũng đã bắt đầu viết tương tư tình. Hắn không muốn để cho ta đi theo, nhất định là bởi vì hắn phải đi làm sự việc, rất nguy hiểm, Kỷ Tư Thanh buồn rầu nói, thật ra thì ngươi cứ nói ta bảo vệ hắn, thật ra thì rất lâu, hắn đều ở đây hết khả năng bảo vệ ta. Khúc Trầm Vân không nói thêm gì nữa, nàng cũng không muốn phán xét hai người tới giữa tình cảm. Lúc này xem Kỷ Tư Thanh thần sắc phiền muộn, bỏ mặc nói thế nào, người nếu lựa chọn tin tưởng hắn, chỉ tin tưởng hắn nhất định sẽ bình an trở về đi. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thiên Điện, một đôi tròng mắt lạnh như băng đột nhiên mở ra. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là Đông Hoàng Vong Cơ. Đông Hoàng Vong Cơ thời khắc này hơi thở so với trước đó càng kinh khủng hơn. Vô số quy luật vần quanh. Thậm chí nhìn như cũng là hơn nữa trẻ tuổi, như là người ngoài không được rõ số tuổi thật sự của hắn, tất nhiên sẽ cho rằng hắn bất quá là một vị bất quá trăm tuổi yêu nghiệt thôi. Hiển nhiên là có đột phá. Đông Hoàng Vong Cơ khóe miệng xuất hiện một đạo là máu lại nụ cười lạnh như băng, nhìn về phía bầu trời một phương hướng, lẩm bẩm nói. Huyền Cơ Nguyệt Nữ Hoàng Thiên Cung, mặc dù so thiên điện yếu đi rất nhiều, nhưng là này khí vận của người ngược lại là thật làm khủng bố. Liền bữa trước tim U Châu đều bị nàng đạt được. Ai cũng được, đây hết thảy ngút trời khí vận cũng đến từ Huyền Cơ Nguyệt năm đó đối với Luân Hồi Chi Chủ ra tay. Luân Hồi Chi Chủ chết, thì có lớn như vậy chỗ tốt. Đã như vậy, vậy lần này, vậy ngút trời khí vận liền quay về ta Đông Hoàng Vong Cơ. Diệp Thần, ta Đông Hoàng Thiên Điện cũng để cho ngươi thoải mái một hồi, tiếp theo, chúng ta tới giữa trò chơi cũng nên bắt đầu rồi. Mặc dù không biết mấy ngày nay ngươi đi nơi nào, nhưng nếu muốn tìm được ngươi quá dễ dàng. Bắc Lăng Thiên Điện chính là ngươi xương sườn mềm. Thiên Nhân Vực, một nơi ven biển đá ngầm bên trên, ngồi một tên ông già. Cái này ông già, nhìn như bình thường, tướng mạo xấu xí, xương cốt to lớn, khác với người thường, không giống như là võ giả, ngược lại giống như làm ruộng lão nông. Giờ phút này, cái này ông già mặc cho vậy sóng biển chụp đánh vào người. Không nhúc nhích tí nào, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, ở trước mặt hắn, bất ngờ có một đầu giống như núi nhỏ vậy lớn nhỏ đồ sộ rùa đen lớn. Cái này con rùa đen giáp xác, chính là đen thui vẻ, lưng con rùa bên trên lại là trời xanh có rất nhiều phù văn. Mà ông già, nhìn chính là những phù văn kia. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra ông cụ này, hắn chính là Bắc Lăng Thiên Điện Vạn Bảo các vị kia Nhâm lão. Gần đây thiên đạo áp chế biến mất càng ngày càng nhiều, Nhâm lão đối với phép tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm thấu triệt, hắn nói, chủ phòng ngự, vì vậy, muốn từ cái này thua thiên huyền con rùa lưng con rùa bên trên, tìm hiểu ra chút gì đột phá những ràng buộc, để cho hắn tại thu vi tiến thêm một bước. Ngay tại lúc này, Nhâm lão sau lưng vang lên một đạo khá là giọng châm chọc nói, ha ha, lão già kia, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, còn biết muốn đột phá quy luật, cần và ngươi đồng loại học tập cho giỏi. Như thế nào, thu hoạch không nhỏ chứ? Nhâm lão nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn chợt xoay người, nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp ở hắn đứng trước mặt chính là một tên nhìn như trẻ tuổi, anh Tuấn, mặc màu đen long bào nam tử. Nhìn người nọ, Nhâm lão không nhịn được kinh hô một tiếng nói, là ngươi. Xuất hiện ở Nhâm lão người trước mặt, dĩ nhiên chính là Đông Hoàng Vong Cơ. Nhâm lão sắc mặt có chút khó coi nói, Đông Hoàng Vong Cơ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Bắc Lăng Thiên Điện khai chiến? Nhâm lão lời nói mặc dù cương quyết, nhưng, tim nhưng là chìm xuống. Hắn cảm thụ ra được, Đông Hoàng Vong Cơ hôm nay sớm thì không phải là trước khi cái đó thái chân cảnh trạng thái. So ngày đó bên trong nguyên đồ sát mạnh hơn,
mình tuyệt không thể nào là hắn đối thủ. Đông Hoàng Vong Cơ cười lạnh một tiếng nói, khai chiến. Bản đế chính là muốn khai chiến, thì như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, thân hình chớp mắt, ngay tức thì xuất hiện ở vậy Thua Thiên Huyền con rùa trên lưng, bàn tay bên trong linh lực cuồng trào, biến thành một đạo to lớn trưởng ấn hung hăng hướng Huyền Quy phần lưng vỗ tới. Vậy Huyền Quy tựa hồ được kích thích, con rùa trên lưng phù văn ngay tức thì toát ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, một cổ tản ra vững chắc ý vận quy luật lực tràn ngập ở đó lưng con rùa bên trên. Có thể, đối với Đông Hoàng Vong Cơ lực lượng trước mặt, tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Dấu tay kia ngay tức thì đem hết thảy xé nát, đánh vào lưng con rùa bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn, một hồi mưa máu phiêu sái xuống, chỉ gặp, đầu kia núi nhỏ vậy con rùa khổng lồ phát ra một tiếng bi ai gào thét, rồi sau đó, toàn bộ thân thể ngay tức thì nổ bể mở. Liền vậy lưng con rùa giáp xác đều là biến thành nghiền. Cả người máu thịt cũng là xem đỏ thấm pháo bông vậy nổ tung mở, liền thần hồn đều không thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Cái này có thái chân cảnh thực lực, để phòng ngự lực nổi danh Huyền Quy, lại cứ như vậy bị Đông Hoàng Vong Cơ một trưởng đánh giết. Thật là và bóp chết một con kiến, không có bất kỳ khác biệt à. Hiện tại Đông Hoàng Vong Cơ thực lực kinh khủng, hiện ra được tinh tế. Nhâm lão âm thầm cho Bắc Lăng Thiên Điện truyền ra một đạo tin tức, rồi sau đó, chặt chẽ nhìn chằm chằm cả người nhuốn máu Đông Hoàng Vong Cơ nói, Đông Hoàng Vong Cơ, ngươi kết quả muốn làm gì? Đông Hoàng Vong Cơ, đắm chìm trong một hồi mưa máu bên trong, trên mặt hiện ra lau một cái tà khí, nói, lão già kia, ngươi tốt nhất nói cho ta, Diệp Thần thằng nhóc kia ở nơi nào, nếu không, đây chính là ngươi kết quả. Nhâm lão nghe vậy, trầm mặc chốc lát, đột nhiên, thân hình động một cái mãnh liệt về phía phương xa chạy thục mạng. Đông Hoàng Vong Cơ thấy vậy, cười lạnh một tiếng, ở mưa máu bên trong chậm rãi bước, nhìn như giống như đi dạo sân vắng vậy, có thể đếm được bước sau đó, hắn nhưng là xuất hiện quỷ dị ở nhâm lão trước người. Nhâm lão sắc mặt biến đổi, cả người linh khí kích động, một đạo màn sáng đem quanh thân vững vàng bao phủ, vậy ngay tại lúc này, Đông Hoàng Vong Cơ chợt một trưởng hướng nhâm lão đánh tới. Lại là một tiếng vang thật lớn. Nước biển cuồn cuộn, nhâm lão trực tiếp bị hắn hung hãn chụp ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Trong cái hố sâu bên trong, nhâm lão phun ra búng máu tươi lớn, hơi thở suy yếu, hai người thực lực sai biệt quá lớn, nhất kích dưới, nhâm lão đã trọng thương. Mà giờ khắc này, Đông Hoàng Vong Cơ một cước dậm ở nhâm lão ngực, lần nữa mở miệng nói, lão già kia, ngươi nói, còn chưa nói. Nhâm lão nghe vậy, lại là có chút mỉa mai nhìn Đông Hoàng Vong Cơ nói. Đông Hoàng Vong Cơ, ngươi giết ta đi, ta cái gì cũng không biết, cho dù biết vậy sẽ không nói cho ngươi biết. Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, con ngươi có giúp một cái, trên chân lực lượng tăng thêm một phần, đem nhâm lão xương cốt toàn bộ đạp bể, hắn sắc mặt bén nhọn nói, con rùa đen, hẳn rụt đầu, kinh sợ và sợ mới đúng, mà ngươi đâu, thân là một cái lão con rùa đen, lại vẫn muốn có khí phách. Thứ không biết chết sống. Từng cơn đau nhức, từ trong cơ thể truyền tới, có thể. Nhâm lão cứng rắn là cắn răng quyết chống, liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra. Đông Hoàng Vong Cơ thấy vậy, thần sắc bộc phát âm lãnh, hắn tàn nhẫn cười một tiếng nói, lão con rùa đen, đừng lấy vì ngươi dẫu có chết bất khuất, hữu dụng, bổn tôn có chính là biện pháp cầm thằng nhóc kia tìm ra. Mà ngươi, coi như không muốn vậy sẽ trợ giúp bổn tôn đạt tới mục đích, ha ha. Thần Uyên, Diệp Thần ngựa không ngừng vó câu, rốt cuộc kịp thời chạy tới. Diệp Thần nhìn trước mặt đồ sộ vòng xoáy lớn, thần sắc phức tạp. Một khắc sau, Diệp Thần dưới chân thuyền lớn chính là lái vào vòng xoáy bên trong, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, làm Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, đã tới một nơi quen thuộc chi địa. Hắn ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, chỉ gặp xuất hiện trước mắt hắn là một phiến thâm trầm hắc ám. Chính là vậy Thần Uyên. Đây là, Thần Uyên Thái Hư tựa hồ đã sớm biết được Diệp Thần sẽ đến, đi tới. Nói theo ta tới, Thần Uyên đứng đầu đã chờ đã lâu. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Một đạo, nhìn như có chút gầy đét, thân ảnh già nua. Chính là dạy Diệp Thần vận dụng Huyền Linh Châu Âu Dương Sám. Hôi lão xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn một cái Diệp Thần, âm thầm gật đầu nói, không sai, đoạn này ngày giờ muốn đến thu hoạch không thiếu cơ duyên, ngươi thực lực, so lần trước gặp mặt, mạnh rất nhiều. Diệp Thần cũng không dự định khách sáo cái gì, nói ngay vào điểm chính, hôi lão,
lần này Lỗ Mãng tới, là có chuyện muốn nhờ. Hôi lão cũng không ngoài suy đoán, mở miệng nói, có thể là vì Huyền Cơ Nguyệt đột phá dị tượng tới. Diệp Thần ngẩn ra, gật đầu một cái, xem ra hôi lão đều biết. Hôi lão lộ ra một đạo nụ cười thần bí, thoáng qua tới giữa đi tới Diệp Thần trước mặt, vỗ vỗ hắn, nói, Địa Tâm Diệt Châu, ta đã phái người đi điều tra, vật này, không chỉ ngươi cảm thấy hứng thú, lão phu cũng là cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ dẫn đầu hành động. Nhưng là Diệp Thần, ngươi thật cho rằng, ngươi đạt được Địa Tâm Diệt Châu, liền đủ chống lại Huyền Cơ Nguyệt và những người khác. Bất kể là Huyền Cơ Nguyệt, vẫn là Nho Tổ, cũng hoặc là Hồng Thiên Kinh, có thể cũng khó đối phó. Diệp Thần ngẩn ra, xem ra hôi lão mặc dù ở vùng biển bên trong, nhưng đối ngoại giới tin tức, có thể so với tất cả mọi người đều muốn linh thông. Cái này hoặc giả chính là thần uyên chỗ cường đại. Bất quá hắn có thể cảm giác được hôi lão tựa hồ có chuyện khác phải nói. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn hôi lão, nói, hôi lão nhưng có cái khác trọng yếu chuyện. Hôi lão gật đầu một cái, người hẳn biết năm phương loạn chiến đi. Diệp Thần ngẩn ra, liên quan tới năm phương loạn chiến, Bắc Lăng Thiên Điện cao tầng từng nhiều lần nói tới. Nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có nhúc nhích, nếu như không phải là hôi lão giờ phút này nhắc tới, Diệp Thần sợ rằng quên mất. Hôi lão tiếp tục nói, dưới mắt, có một kiện so Địa Tâm Diệt Châu còn muốn chuyện trọng yếu. Bởi vì là thiên đạo suy thoái, không lâu sau, Long Môn bí cảnh đem sẽ mở, đến lúc đó, vực ngoại bên trong các phe yêu nghiệt cũng sẽ tràn vào cái này Long Môn trong bí cảnh. Hơn nữa, Long Môn bí cảnh chẳng qua là đi thông một cái địa phương nào đó trong đó một nơi lối vào mà thôi. Có thể, vạn khư yêu nghiệt, cũng sẽ tiến vào cái này thế giới nhỏ bên trong, tranh đoạt cao nhất cơ duyên. Hắn trong mắt, tinh mang chớp động nói, đã từng, thiên nhân vực có năm phương loạn chiến, bất quá là năm đại thiên điện yêu nghiệt, chung nhau cạnh tranh mà thôi, nhưng, lần này tranh đoạt cơ duyên, nhưng là vực ngoại yêu nghiệt đều xuất hiện. Lánh đời thiên kiêu, cường giả, còn có thần bí kia vạn khư người, cũng có thể tham dự vào cơ duyên tranh đoạt bên trong. Hôi lão ngừng nói, ngưng mắt nhìn Diệp Thần hai tròng mắt nói, ngươi, có thể nguyện tham gia. Khả năng này là một cái ngươi sẽ đối kháng Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt trọng yếu cơ hội. Dĩ nhiên, Địa Tâm Diệt Châu, người vậy phải đạt được. Bất quá dưới mắt, Long Môn bí cảnh quan trọng hơn. Giờ phút này, Diệp Thần thân thể, khẽ run, hôi lão thấy vậy, không khỏi nhướng mày một cái, chẳng lẽ, Diệp Thần là sợ.